Lập cận. Hạnh phúc đã đến với em. Ủa? Cái dưới này nó mọc nhiều vậy hả? Hôm nay chị mới nhìn từ phía sau của Nhi. Phía trước là chị nhìn từ phía trước rồi. Được cái rụng tới ra. Rụng mà đá nó có. Rụng vời bằng cái như vậy. Thẻ mạ non thì cũng là thành lúa là lo gì. Là lúa nữa là đẹp ngập cái gì mà. Nó lên được lúc này nó chuyện cha nó lên tắt. Ta để vừa bốn cái gì đây là nó lắc cái sân bay lại rồi, nó không có thấy. Tự nhiên dẹp lên bên sân bay. Đáng cao mới thông minh. Đáng cao mới thông minh. Mày con mà nó sân bay nó lên động, nó phải đắp xuống. Cả nhà, chào các tình yêu của em. Nhà em bây giờ nó đang tập hợp với, nó đang ngồi nó chờ, tức là nó chờ đồ ăn đó chị em ạ. Khổ ghê luôn á. Ngày xưa là chán chớn rồi chị. Sao bà ngoại bà nhìn sao bà lại nói là đợt này tao thấy mày dô lắm rồi nha Nhung. Ai giờ mày cứ cúi xuống thì bà nhìn lên mà chị ngồi trên giường mà nhìn. Không có sợ đâu. Gọi là mặt trời không. Cái kiểu dạy như là có hà thôi. Cái kiểu dạng mình phải đánh rối là người ta làm, người ta cột tóc xong người ta làm cái cục đây này. Để kiếm cho chị cái kẹp coi tóc. Mua chị kẹp là nhỏ vậy nè. Xong chị búi lên nó kẹp lên. Thế là xù vào lên. Thôi bà ơi, nó chả che được cái trắng trứng. Lên mượn cái nón của tóc của con gái bọc. Bao nhiêu cây rồi? Cắt đi, cắt má. Bánh có chưa? Em bắt gáp qua. Chưa thấy mùi lá chuối. Mùi lá chuối còn chưa có. Nói chung là anh Thái đi mua, anh Thái thì đi mua gạo rồi. Còn cái chuyện gói thì ít nhất phải tối nay mới có nha gái cưng. Lên cơn thèm. Ngoại mới gọi điện kêu đi xay liền. À, Diệp Phạm Thị, cá ngon quá chị ơi. I love you bạc bạc luôn thiệt. Đang nuốt miếng chanh mà thấy ngon quá chị không nói luôn á. Trời ơi bà Vân thiệt tình. Đúng luôn. Chuẩn mờn em lên trời đi quá trời. Con gái bà đẹp đẹp rồi, nhà cửa cũng sáng sủa. Tụi bay coi sao coi. Mà nấu ăn lại ngon nữa. Nam được đó Nam ơi. Cửa Nam chưa có cửa. Nấu ăn ngon. Con gái vừa đẹp vừa giỏi. Nhà cửa 4 căn 5 căn. Ờ đấy đúng chuẩn chỗ. Vợ đẹp con ngoan thuốc nào xịn đấy. Ngoài ngoài gói giờ đó, chạy qua đi, đang thèm ướn nước miếng hả? Bà cho anh đi mua rồi. Chạy qua đi, trên đường tiện ghé mua vài cái. Ghé đem cho Nhung ăn liền. Em chào cả nhà để từ từ để em xéo kéo. Làm gì nhá? Làm nhiệt trao rồi. Ngồi nó quay lên bên gái nó mới. Không phải ngồi. Ngày trước có bầu thì như này. Lối cái ngực lẹ, lối cái đúng lên. Ôi dồi ôi, rú em á, nó chạm tới rốn rồi. Nó như kiểu Hoài Linh á. Đi đo áo dài. Hello cả nhà, chào các tình yêu. Chiều nay chúng ta bắt đầu chiến đấu nha. Hàng hôm nay thì nó nhiều kinh khủng khiếp luôn á. Em đang test thử cái điện thoại. Thằng Nam kia phải có mạ ổn không các bạn? Thằng kia có phải 5BD không hả? Hàng chiều nay về phải nói là khủng khiếp đấy. Em like cho mọi người xem luôn. Chiều hôm nay về đây. Đây, mọi người ơi, anh Thái báo Zalo cho vợ. Hàng về đây. À, đây, mày ăn nhìn tập đoàn này tao thấy chán đời không? Đây. Ekip tiền tỷ đây. Ekip, đây là ekip của nhà em. Đây, hàng đây. Các bạn ạ, nhà em lối thoát đây. Đây là Nam Sim và kiếm được cái này cho bác, giặt đi cho bác. Phụ kiện đấy các bạn nhìn thấy không? Quảng Châu là kèm phụ kiện phải biết rồi đấy. Đó, Nam Sim thôi. Hello, hello cả nhà nha. Rồi, hàng sale nha mọi người ơi, đây cả hàng sale luôn nhá. Cái này là hàng sale. Các bạn tình yêu của em nha, đây là lô sale của chúng ta sẽ được săn vào chiều hôm nay luôn. Trời ơi, cái hàng nó VIP kinh khủng khiếp. Cho dâu tây Nam ơi kìa, Úc xin. Úc xin cho dâu tây luôn. Cái này là hàng sale mọi người nhá, lô này hàng sale vừa Quảng Châu vừa hàng sale về. Đó, trời ơi nó đẹp kinh khủng luôn. Tôn trai còn đấy. Tôn trai còn đấy các bạn ơi, tôn trai còn. Ok. Rồi, sẵn sàng chưa? Cả nhà mình không? Còn gì xuất khẩu không chị ơi hả? Xuất khẩu hả? Em thích bán hàng xuất khẩu lắm hả gái Phương? Hàng về đấy. Rồi, hàng này hàng VIP nha các bạn nhé. Hàng VIP, hàng VIP. Rồi, chuẩn bị chiến đấu tưng bừng chưa?
Rồi báo mọi người đi anh ơi, báo Tuyết Trinh, báo tất cả mọi người. Dạ. Ủa sao nó giải tận trong này vậy em? Bên trái bên trai hả? Ok mọi người thấy hàng rồi chú đúng không ạ? Hàng nhiều lắm luôn. Tức là lô hàng của chúng ta ở đây chuẩn bị lấy là một siêu hàng siêu phẩm. Siêu phẩm các bạn nhé. Cho chị thêm cuộn băng keo nữa đi Nam. Đồ thể thao Phạm Hương ơi. À, làm sao nhỉ? Nhung hứa với mọi người trong vòng khoảng tầm một tuần nữa chúng ta sẽ bùng nổ nhá, hàng đó nhá. Và giá tốt lắm luôn. Tôn hả? Rồi, đầu giờ xả tôn. Chơi. Đầu giờ xả tôn cho các bạn đi. Xả. Đầu giờ xả kho cho. Đầu giờ xả một mã thôi nha. Nào, để đâu rồi? Hết đâu rồi? Ok, xả tôn. Bây giờ các bạn ơi, bán mão luôn. Bây giờ bán mão còn rẻ hơn cả tôm cá luôn nào. Chạy vô lấy chị Nhung đi. Tôn trai, tôn gái còn bao nhiêu Nhung bảo mão cho mọi người. Tôn trai, tôn gái còn bao nhiêu Nhung mão cho mọi người để các bạn bán. Tại vì trời nóng quá đúng không? Trời nóng quá. Là cân đi. Sao tiền ký tôn? Bây giờ em bán cho mọi người theo ký. Em bán cho mọi người ký tôn. Tôn theo ký hả? Con mẹ Tuyết quỷ thật luôn. Rồi ok. Vải giờ nhiêu ký em bán bính nhiêu ký? Không còn lối đi. Thực sự là nhà em không còn lối đi thật. Ba cho em xin tờ giấy ba. Đây rồi. Đúng rồi, Nhung sẽ đẩy mạnh vào hàng đó. Phạm Hương yên tâm nhé. Hàng đó chị em mình, tức là Nhung sẽ dệt vải và Nhung sẽ làm ra luôn. Do đó là cái giá thành cực kỳ rẻ. Đảm bảo luôn, rẻ hơn thị trường ít nhất là 10.000. Đó là ít nhất luôn đó. Dám tự tin điều đó mọi người nhé. Em dám tự tin về điều đó luôn. Nên các bạn cứ yên tâm hàng hóa nha. 5K hút hết các bạn. Tao kéo quần cái không nó tụt mất. Tao kéo cái quần lên không nó tụt mất. Chưa gì có khách cứ trả 5.000 là tao kéo quần lên cái không nó tụt. Đấy hôm nay là quần tụt rồi đó các bạn ạ. Chết tinh thần luôn. Ngủi em với Úc. Tất điền. Đâu có ngờ. Thôi hello. Có quần jean nữ in chữ sao còn. Thảo Trần Thị hả? Quần jean hôm nay là jean Quảng Châu sẽ về. Hello Thúy Nguyễn luôn. Chào mọi người. Rồi sẵn sàng chưa? Theo yêu cầu hello tình yêu của em Nhung nha. Các bạn nhìn thấy cái ekip của em ạ. Ekip này là heo thì ăn như heo thì luôn. Ăn rất giỏi nhưng mà tuyệt vời luôn. Tức là làm cũng tích cực. Tuyết ơi. Cái mồm bà đọc đúng thiệt luôn đấy. Nếu nói thì em chỉ nói gì ạ? Là sao? Bà nói là nếu bật trang cá nhân là bị khóa khóa mẹ rồi. Ô, ta nói đâu sai đâu. Oan em quá. Nó quá dễ hài luôn. Rồi, theo yêu cầu. Thái ơi, sao có gì ăn em với? Thái ơi, sao có gì ăn em ăn với hả? Chiều hôm nay chiều hôm nay có gì chứ không biết nữa. Đây, chiều hôm nay hàng là hàng VIP. Phải nói là hàng VIP lắm luôn á các bạn. Từ hàng Quảng Châu, quần jean, áo khoác, đồ bộ. Và đặc biệt chúng ta có lô hàng sale đỉnh. Mà là mọi người đừng bỏ qua này này nhé. Váy đầm luôn. Chị Nhung khủng 90k. Đẹp lắm chị. Chuẩn bị tím nhé. 90k, ủa? Hàng khủng mà 90k là hàng gì anh? Tức là nếu mà đã 90 ký hả? Chị Tuyền Hồ Ngọc á hả? 90 ký à gì? À bộ ép jean phải không? Bộ ép jean khủng có luôn đấy nào. Đưa bao nhiêu? Đây Nhung hết đây để bán mão luôn này. Bây giờ em bán mão cái tôn này nha mọi người nha. Em bán mão, em bán thật đấy chứ không đùa đâu. Máu nổi điên lên thì bây giờ nè. 1, 2 nè. Gái cái này là size gì đây em? Gái lửng còn bao nhiêu đây? Đại phải không? Đại lửng nè. Đại lửng này, đại lửng này, còn 1, 2 này. Này là cô đó. 3 này. Này đế trai này. Rồi, 4 này. 5 này. 6 này, rồi còn bao nhiêu? 6. À 90 kg hàng đó đẹp phải không chị Tuyền Hồng Ngọc? Quá đẹp phải không? Ok. Rồi nào đó. Còn tất cả là 6 đây thôi hả? Vậy là còn 6 di tôn bé gái. 6 di tôn bé gái lửng nha các bạn nha. Hàng này hàng lửng size đại. Em nói trước là hàng này nó đỉnh lắm luôn. Cái vải nó tuyệt vời ông mặt trời. Đấy. Có tay con như vậy. Cái kiểu nó đơn giản nhưng mà form nó tay đạn. Tay đạn, thân tay đạn. Trời ơi cái vải nó đẹp lắm luôn. Hàng của Quốc Trung, tức là hàng của nó là hàng thương hiệu ấy. Hàng này là cánh Hàn Đông và một ri của nó là nhiều màu như này và nhiều họa tiết. Nhiều màu và nhiều họa tiết nhá. Ví dụ như mỗi một ri như vậy
có bộ khủng, hàng hàng khủng đang lai tôn, đang xả. Lát nữa chúng ta làm Quảng Châu, hôm nay chúng ta chủ đạo là hàng Quảng Châu với lại Hà Lô Xeo, chứ không phải là những cái này. Những cái này là do ba Phạm Văn đang dụ dỗ nên bởi vậy lên chơi luôn mọi người đây. Đó, tôn này, tôn đại còn 6 ri duy nhất. Xeo, ai hốt comment giùm em. Còn tất cả có nhiêu đây thôi đúng không? Còn không? 5 ri trở lên nhung xả 49 ngàn. 5 ri trở lên nhung xả 49 ngàn. Hàng này các bạn đi lấy là 70 mấy ngàn. 5 ri trở lên là comment 5 đi. Nhung xả 49 ngàn. Lỗ ít nhất 7 ngàn một bộ. Lỗ 7 ngàn một bộ các bạn nhé. Lỗ 7 ngàn một bộ. Rồi, ai lấy comment em 49 ngàn. 5 ri trở lên hàng đẹp cực kỳ luôn. Hàng này mọi Huy bố hôm trước chúng ta nhập vào giá là 59 ngàn. Một bộ tôn nhung chỉ lời có đúng 1 ngàn, 2 ngàn thôi. 2 ngàn nói thật lòng, 2 ngàn. Nói thật 2 ngàn. Tại vì tôn này là tôn VIP. Đó nha. Rồi bắt đầu này. Đếm nào. Nào, đưa hết đi Nhung coi nào, đưa hết đi Nhung coi nào. 49 ngàn Nhung xả cho mọi người. Hai thôi chị. Lớn rồi. Đây, tức là không trùng mẫu. Cái hàng này nó rơi tầm là đây này cô này. Ờ. Rồi bắt đầu nè. Tại vì nó có 6 ri tất cả, Quảng Châu có gì áo khoác đồ bộ và quần jean bảo đảm thôi. Rồi bắt đầu nè, Thảo Trần Thị 51. 1 này. 2 này, không đụng mẫu nha, 3 này. 4 này. 5 ok Thảo Trần Thị này, dán băng keo lại cho Thảo Trần Thị này. Còn đây, còn Đại không? Đây Đại phải không? Đại đâu? Còn Đại đâu tiếp? Đại có bao nhiêu hả? Ủa Đại có bao nhiêu thôi hả? Còn 2 cái chạy nữa. Thảo Trần Thị rồi. Rồi, 2 đi cho ba Phạm Văn, 2 đi Chí Nguyễn hết. Rồi, bây giờ tiếp. Còn đi 6 này. Rồi, vậy thì cho ba Phạm Văn luôn. À, Chí Nguyễn 1 ri đi ha, Chí Nguyễn 1 ri. Ok, Chí Nguyễn. Chí Nguyễn là khách cũ nhà mình luôn. Có một Chí Nguyễn mà. Rồi hết hết luôn á, hàng này không còn nhiều đâu. Lên 6 à? Dạ. Rồi bắt đầu tiếp, tiếp em ơi. Cô. Cô này, hàng này mới là cần này, hàng này mới là hàng trên thị trường nó kiếm. Cái hàng cô này là khoảng tầm 45 kg mặc tròn rộng rãi, hàng cô 45 50 kg. Mấy bé tròn tròn mập mập ấy mà đồ bộ mặc rộng rãi mà. Đồ bộ mặc nó rộng. Rồi, cô nhá, cô là hàng này đang đi tới 70 mấy 8 mấy ngàn cô. Trời ơi, đẹp kinh khủng luôn. Bộ cổ như này em xả cho mọi người giá 59 ngàn. 59k các tình yêu nhé. 59 ngàn có chai luôn. 59 ngàn. Chị quen quen mà chị cho chị em. Ai mà đẹp gái quá vậy? Ê, trong lúc ta like mà có gái đẹp tới là ta không có thích tí nào hết á. Ta không có vui. Rồi ai lấy comment giùm em nhé. Cô comment cô. Ờ dạ. Xin gái à. Không thấy luôn á. Sao lại không thấy? Con bác không vậy, có tình hàng người khác không vậy. Ai gì mà. Lơ thì chẳng biết lưỡi vậy. Có tình ngoài được hot girl kêu nam ai đẹp quá kìa. Rồi, ai lấy cô có bằng cô giùm em nha. Cô các bạn ơi, cô có. Cô và giá của chị em mình cô sale mọi người 59 ngàn. Hàng này là hôm trước là đi tới tận hàng này bây giờ. Hàng cô này. Trời ơi nó đẹp giả ma luôn. Cô Kim Ngân 2 ri ok. Đẹp cực kỳ các bạn ơi. Quách Mỹ Đằng 3. Cái hàng này các bạn nhập vào 59 ngàn về bán được không? Cái hàng này mà các bạn không lấy là uổng lắm. Thực sự là chúng ta sẽ bán quanh năm chứ không phải chỉ bán mỗi cái mùa hè đâu các bạn. Cái hàng mặc, mấy cái hàng mặc ở nhà đây. Cái vải đó là hàng top thì nha các tình yêu nhé. Vải cực kỳ đã luôn. Rồi 59 ngàn. Một cho chị ba Phạm Văn. Một kệ luôn, phân luôn, có ít lắm. Một cho ba Phạm Văn ok. Lấy ít đấy. 4 ri, ri có 4 hả em hả? Ri có 4 thôi, tức là không trùng hòa tiết nha mọi người nha. Không trùng hòa tiết mọi người đâu. Không trùng hòa tiết. Rồi ai lấy con mời em. Cô, con mời cô giúp em. Cô 59 ngàn rồi. Đại trai còn bao nhiêu ri em hả? Đùi bao nhiêu? Cái lượng này em bán lỗ lắm luôn á. Ê, lượng đại này. Lượng đại còn ri này anh ơi. Chí Nguyễn luôn. Hai cổ cho Mỹ Duyên Phạm ok. Đăng lên xả tôn đó, Thu Đông. Ừ. Coi xem còn đùi không, là giờ nếu mà còn thì lại cho bạn Chí còn còn thì cho bạn đây. Đại cho ba Phạm Văn anh ơi. Đại cho ba Phạm Văn này. Đại hồi nãy cho ba Phạm Văn luôn, đại này. Ủa, thêm. Nãy có. Ủa bây giờ nó soạn ra còn hơi đại gì không? Hơi đi đợi nè. Rồi soạn đi soạn đi. Áo khoác có nhiều lắm luôn. Hơi đi đợi lớn nè. Áo khoác đây. Đấy cho Thi Nguyễn thêm bây giờ. Thêm một cô cho ba Phạm Văn em ơi. Thêm một cô lửng cho ba Phạm Văn. Thêm một cô lửng cho ba Phạm Văn luôn. Thêm hơi đi đợi nè. Rồi bây giờ là đùi nha các bạn nha. Cái này là đùi hồi nãy giờ là lửng.
hai cồ cho xí hoa, ok, hai cồ xí hoa luôn, bốc chân đẹp luôn. Chưa luôn ấy Thu Đông, đang xả mới bắt đầu à, các bạn kêu là lên ít tôn nên Nhung mới lên. Ờ, xứ hoa là lấy lửng. Vậy cái này là đùi đúng không? Đùi có 1 này, đùi 1, 2, 3. Xứ hoa lấy lửng phải không? Ừ, xứ hoa lấy lửng. Xứ hoa cho xứ hoa. Xứ hoa lấy lửng. Xứ hoa lấy hơi đi lửng. Xứ hoa lấy lửng. Rồi, bây giờ là tức là bây giờ tới lượt. Hả? Gì? Chí. Ba lửng cho điều bạn khôi nguyên fit, ok, ba lửng này, còn một lửng này, hai này, ừ, ba lửng cho khôi nguyên fit này, rồi đâu thêm một lửng đây em, bốn này, được lấy đi, rồi đây là đùi nhá, đại đùi lấy nha, à, rồi ba đùi cho khôi nguyên fit luôn, ba đùi cho khôi nguyên fit, vẫn đang là lửng các bạn này, đang là lửng này, ba đùi gì, lửng này này, ba đùi cô. Ba đùi cổ, ba lửng, đúng cô Nguyên. Trời ơi, đang qua mạnh. Đùi cổ, ừ đúng rồi. Đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi. Đùi đại còn không lấy cho chị không lấy hoa. Đùi cổ chị Phương nào? Hai đi chị ơi, nó có lửng và có đùi chị ạ. À. Em đang xả đấy, 59.000 hàng cổ mà 59.000 chị. Hàng này tới 7 mấy ngàn lận, hàng này tới 7 mấy ngàn lận. Đó bán đùi cổ. Ông Nguyên qua đây đùi cô đó. Rồi chị Phương Đào có hai cô chưa? Phương Đào có gì đó. Lấy hai lượng cô chị Phương Đào đã. Phương Đào. Đây này lượng cô này. Rồi. Dạ dạ. Lượng cô đang xả 59.000 các bạn ơi. Hàng này đang xả 59.000 nhá. Đang xả. Rồi. Thúy Nguyễn ở Phan Thiết. Thúy Nguyễn Phan Thiết một cô đùi một lượng cô. Rồi, cảm ơn chị Phương Thúy Nguyễn, trời ơi. Một lượng một đùi cho chị Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn một lượng một đùi, rất là nhiều hàng. Phương Đào đấy chưa? Phương Đào. Là một lớn một đùi phải không? Bây giờ là từ từ đã chị. Hai cổ cho chị Phương Đào chưa? Rồi, một lớn một cổ cho em. Rồi một lớn một đùi cho chị Thúy Nguyễn. Thúy Nguyễn. Rồi hai lớn cho chị Tuyền Hồ Ngọc. Hai lớn cho chị Tuyền Hồ Ngọc đẹp cực kỳ. Đùi hết rồi. Hai lớn cái này là đại này. Còn đi đại rồi. Đây đại để tính sau, đừng có phân tâm đại. Rồi. À, ba đại cho Khôi Nguyên luôn. Ba đại cho Khôi Nguyên này. Một, hai, đếm tính số lượng cho chị Khôi Nguyên. Còn đại không? Qua xem còn đại không? Đại 49.000 xả đấy. Đang xả lỗ đó, lỗ lắm luôn á. Khôi Nguyên chứ là tân tính Khôi Nguyên này. Một ghi 7 cưới này. Được 7 bộ. Rồi, đùi đại hết rồi. Bây giờ nè, Lê Nguyễn nào đây ta? Lê Nguyễn nào đây? Báo lại dùm em. Còn cổ thôi. Cổ nhưng mà cái hàng tôn chúng ta sẽ mặc hơi rộng một xíu, cho các bé nó mặc nó thoải mái mà. Ờ, ba cổ cho Lê Nguyễn với ba lại đùi, ba lửng cổ ba lửng đúng rồi ba đùi ba lửng cho Lê Nguyễn. Lê Nguyễn nào đây ta? Avatar hôm nay ca lạ. Lê Nguyễn nào báo lại nhanh để chúng ta còn lên Quảng Châu, em cho mọi người xem Quảng Châu chúng ta này. Thôi đến mức độ mà không dám bung bởi vì lý do là hàng không còn lối thoát nữa. Các bạn nhìn hàng gì đâu? Đó, một dàn đó. Đó là Quảng Châu. Đó, các bạn nhìn đó, các em đã bung sẵn hết rồi, áo khoác áo đồ quần jean đồ này kia rồi, bây giờ còn cái đống đó nữa. Các bạn nhìn thấy trong chiều nay luôn. Gia Lai mới đúng không? À Gia Lai mới, ok em yêu đấy. Ok em yêu. Rồi mai được hai đùi cô. Thôi mới top 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 top. À đây rồi ok. Từ, cảm ơn. À, Mai Đình là hai đùi đại hả? Hai đùi cổ cho Mai Đình thôi. Ok. Đây chị hỏi cái thân copy này là sao? Không. Rồi ok. Jean BB có luôn á, lát nữa lại Jean BB luôn á. Còn đại không em ơi? Còn gì thế? Rồi, áo khoác có luôn á, áo khoác đó là size XL, 3XL từ lưa tới lả hết á, để lát nữa Nhung coi cho. Ừ, lát nữa Nhung coi cho. Lát nữa lên áo khoác cỡ nào Nhung báo lưa đó luôn nha. Nó có size 110 cho đến 150 rồi 100 cái gì đó, đại loại là 90 đến 130 rồi XL tùm lum tất cả. Cái này nó nhiều họa tiết lắm các bạn. Mà ri có 4 thôi mà đang xả như vậy nên mọi người tranh thủ hốt luôn, hết luôn cho nó xong. Đỡ phải like lần nữa, với lại các bạn khỏi phải lấy một lần nữa. Đó, hàng thì nó là hàng đỉnh rồi, nó hàng rất là đỉnh rồi. Đây. Hàng rất là đỉnh nha mọi người nha, hàng rất là đỉnh luôn. Trời ơi, cái đầm quả dâu cưng chưa? Cái xét quả dâu này. Giá mang con ngan, cái hàng này mà 59.000, đây là đùi này. Đấy, đùi cô ấy. Nhiều khi là mấy bé mập mập tròn tròn cần lắm những cái hàng này có mà 59.000 thôi. Hàng tôn của Quốc Trung nha, tôn của Quốc Trung.
tôn của Quốc Trung đấy chứ không phải đùa đó, tôn Quốc Trung đấy các tình yêu. Ok chưa? Rồi, ai lấy tôn nữa? Không, báo em. Rồi, tôn trai đi các bạn ơi, tôn trai. Tôn trai còn được bao nhiêu ri? Tôn trai còn được bao nhiêu ri? Rồi, tôn trai nha, tôn trai các bạn nha, tôn trai còn ít. Một tôn này, còn đúng một ri. Hai đùi cổ chị Yến Lào Cai, em cảm ơn chị luôn. Này, một ri này. Đùi đây vào. Đùi hai ri, chị Yến Lào Cai đếm số lượng. Hai ri. Cổ to nhất bao nhiêu ký? Để em coi cho chị, để em coi cho. Để em coi xem lớn nhất bao nhiêu ký, chị Thúy Nguyễn nhắc cho chị ri cổ lại cho chị xem được bao 55 ký. Để em coi nhé. XL này, S này, L này, XL này, M này. Ví dụ cái này là S đi. Cổ trai hả? Còn đại không chị? Ba lưỡng đại. Hiện tại giờ đại hết sạch rồi. Dạ. Cái gì vậy, cái gì vậy, đó là cái gì vậy? Quần kaki 49.000 đại. Có cô đấy. Hình như có đấy, chị cứ lựa đi. Có cô mà, cô to lắm luôn đó, cô hoa đầy đỉnh luôn. Đại cô cho chị nha, 49.59 này. Chỗ này, đây này chị này, màu này. Đẹp chưa, không, còn một ri cổ đùi hả, đây chị đưa phần. Còn sót một cổ đùi cuối cùng này, còn sót một ri cổ đùi này. Em đang coi xem nó to nhất là bao nhiêu ký. Cái hàng này lấy body gì vậy, Sonic lấy body gì vậy tặng barico. Em ơi, Sonic ơi, bây giờ có 3 ri cổ đùi nè, 5 ri cổ đùi nè, còn sót lại 5 ri cổ đùi, còn đâu là lửng đùi cổ đùi thêm phải không, cổ đùi thêm cho chị Thúy Nguyễn lấy thêm mấy ri chị. Ri có 4 à, chị yêu của em, ri có 4 à, ri có 4 thôi, nên bởi vậy là các bạn nên lấy thêm, cứ một lần đi mà giá thì rẻ, em đang xả đấy. Lấy 5 ri cổ cho bạn Sonic này, 1 này. Thay 1 ri đúng không? Ừ, 2 này. 3 để Sonic lấy 5 ri vừa lửng vừa cổ ha. Hay sao? To nhất bao nhiêu ký? Em đang kiếm cái size to nhất là size XL, tại nãy mở ra thì nó lại là size S. S XL đây. Cái này bố hôm khoa mặc phải không tiếp nhờ? Cái này bố hôm trước khoa lấy khoa mặc đúng không? Ừ, bố hôm trước khoa mặc được. Khoa nhà em mặc được là 50 ký. 50 ký là bà chị dâu em lấy mấy bộ mặc luôn. Hả? Em nam size gì vậy em? Em chốt khoảng 50 ký thôi chị. Tại vì em cũng, đây này nó như thế này chị này. Cấp ơi, cấp mặc vừa không? Này, đi vừa chịu chống nó vừa, sao vừa được? Đâu, cái nào là vừa? Ôi trời, không mưa, không mưa. Mày lòng vô đi, có cho vừa không? Em xin lỗi cái nhà nhé, nó mặc cái quần nó nhìn nó thiệt tình luôn đó, nó mặc lòng vô đó. Nếu mà nó mà vừa, nó em bao nhiêu ký? Đó, nó con này hơi lùn. Được cái là chị ơi vừa rộng rãi nha chú, tôi còn nàng này là hơi bị mignon, bà này thì mignon lắm nha mọi người nhé. Được cái trộm vía là vòng 1, vòng 2, vòng 3 không xác định được điểm vị, định vị không xác định được định vị. Đó, ok chưa? Chị Thúy Nguyễn bao luôn nha, 55 thoải mái rồi, ok 55 thoải mái nha các chị nha, cao mét nhiều nha mời. Hỏi mét mấy? À, 5 ri cho Sonic. Chồng em đang xem like kìa. Mưa không kìa. Mất hết cả hình chưa? Thêm đùi cổ cho. Ôi giời ơi, lại hồn mắc ói luôn. Chị em đang xả đó chị Yến. Đang xả 59.000, hàng này chị ra ăn đông nó lấy tầm bảy mấy ngàn đó. Hàng tôn này này. Mà nó mặc cái quần các bạn nhìn thấy không ạ? Rộng thà rộng thình như một cái váy vậy mà vẫn vừa là to nha. Được chưa? Hai cổ lửng cho Mỹ Duyên Phạm. Cái hàng này mà các bạn không lấy là ổn, tại chúng ta sẽ bán quanh năm, mà trong khi đó giá của chị em mình đang lập là 59.000. Hàng này đi ra Tân Bình thì nó rơi tầm khoảng 70.000. Có trai. Sonic 5 vừa lửng vừa đùi. Bốc chưa? Chưa bốc. Rồi, Sonic 5 luôn. Sonic 5 vừa lửng vừa đùi nha. Bốc đi, vừa lửng vừa đùi. Đây này đùi này em này. Đùi này. Đúng không? À đùi này đùi. Rồi. Thêm cho chị Thúy Nguyễn chưa? Chị Nguyễn thêm một ri phải không? Thúy Nguyễn thêm cổ đùi.
đây đây đây, thêm cùi đùi này cho chị Thúy Nguyễn luôn, một cùi đùi này, cùi đùi này cho chị Thúy Nguyễn luôn em này. Em viết cho chị Thúy Nguyễn xếp lại, chị Thúy Nguyễn luôn ba phẳng văn luôn đây, ba phẳng văn luôn này, ba phẳng văn luôn, ba phẳng văn luôn đó của Sóc Sonic 59.000 cồ chị ơi, đồng giá ai thích lấy cái gì lấy. À, Mỹ Duyên Phạm thêm 2 lửng, ok Mỹ Duyên Phạm thêm 2 lửng. Các bạn nhận hàng này về các bạn nghiền liền, tay ngắn. T ngắn là ngắn hả em hả? Là đùi hả? À đừng kia Phương ơi, đây là đùi. 50 kg mặc rộng luôn đó Mai Đình. Thoải mái, nói chung là thoải mái chứ nếu mà nói rộng quá thì nó hơi kỳ, nhưng mà con bé này là em 55 kg. Con bé này là 55 kg nha mọi người nha, bé này là 55 kg, cao mét nhiêu? Bé trai còn không? Nó không dạ, 52. Bạn này bạn mới 52, 55 kg, tức là khá là tròn. Em nói giỡn nhưng mà thực sự là bé nó rất là tròn. Nhưng mà mặc vừa các bạn nhé. Rồi. Không nguyên kit đó. À của em nói nguyên kit. Rồi, Mỹ Duyên Phạm thêm 2. Rồi được chưa? Yến Nguyễn này là Nguyễn Nguyễn nào đó? Yến Nguyễn 12. Yến Nguyễn 12 5 ri. 5 đùi cổ còn có nhiêu đây à? Còn nhiêu lấy nhiêu? 1 2 3 còn có 3 à, kiếm coi xong còn không em. Ê em là đùi luôn đấy, tay ngắn là đùi nè, đùi còn có 3 thôi. Đếm số lượng báo chị Tiến Yến Nguyễn ơi. Ở Út Nhung hả, cái này không phải là khủng đâu nha bé, cái này là 50-55 kg thôi, nhưng mà cái này là to rồi, tại tôn thì cái này thành, nếu mà tôn trẻ em như thế này là quá to rồi ha. Đại gái không còn, lựa cho em màu đẹp nha, nó giống hệt nhau á. Ok, màu nào cũng cưng hết mà. Này, Út Nhung cho 5 ri em còn không? Lựa cho em. Năm. Nè, dễ thương lắm luôn á. Ví dụ như cái này dễ thương lắm. Họa tiết nào cũng cưng cưng hết á. Họa tiết nào cũng cưng, tại vì bản thân những cái họa tiết mà để làm tôn lanh như thế này. Ok, cưng chưa? Nhà mình ơi, công khai. Trời ơi lịch sự nha, bé mặc đồ kia mặc ở nhà tuyệt vời luôn. Đó, ví dụ như này là lửng, cái này là lửng. Cưng lắm luôn á. Chị sò 59.000 hàng cổ ấy. Này. Rồi, ai lấy cho mày em? Nhung về hai cổ. Tại em chưa bán tôi lần nào. Cho hai rô cổ lửng hả? Mai Thị Bích Ngọc lấy đi này đi em. Mai Thị Bích Ngọc lấy đi này cho bạn luôn đi. Thêm một ri nữa cho em, thêm một ri đẹp nữa cho Mai Thị Bích Ngọc, tức là bạn lấy hai ri. Cái ri này cứ quá ưng luôn, chị thấy chị ưng cái đồ này. Mai Thị Bích Ngọc. Rồi ok, đúng chuẩn luôn, hai ri. Rồi bắt đầu trai còn gì em nhỉ? Rồi Út Nhung 5 ri chưa? Rồi trai được bao nhiêu ri? Trai hết sạch luôn hả? Trời ơi đẹp. Cảm ơn em, yêu chị Nhung, cảm ơn Ngọc, cảm ơn Ngọc. Cái đùi trai này em nói thiệt là em phải cất cho con trai thằng cung mập nhà em á. Tới 4 bộ lấy. Yến 12 năm lửng luôn. Trời ơi lấy rồi. Đã lấy 3 đùi rồi mà bây giờ 5 lửng nữa. Đúng. Đây có 3 rồi cho 2 đi. Rồi. Cái này là cổ trai thôi, chỉ còn cổ trai hết đại luôn rồi phải không? Hết cổ luôn, à, hết đại luôn rồi. Này em trả mẫu. 5 cổ cho ba Phạm Văn. Vải đẹp thiệt luôn. Có 2 cổ thêm 3 nữa là 5. Đâu, cái này là trai. Này em ơi, Phạm Văn lấy có 2 là thêm 3 nữa là 5. Còn đây. Đừng lấy trùng nha. Ba Phạm Văn là lấy có 2 trai gì nữa nè em. Đây đây em ơi, cho đi này đi. Đi này này. Một này. Một này. Hai này. Ba này. Đâu rồi? Ba rồi. Con Mickey này có chưa? Con chuột có chưa? Cho cái thằng cu chì này luôn đây. 4. Rồi. Mưa không nghe gì hả? Gái cô còn Yến ơi, gái cô còn ấy, lấy bao nhiêu ri, bao Nhung Nhung đang xả có 59.000 hàng tôn này bé. Rồi, trai bao nhiêu các bạn ơi? Mưa to quá không nghe sai gì luôn hả? Ú mưa hả? Cô 59.000 Nhung đang xả. Như không phải là tới Nguyễn đâu mà là Chí Nguyễn như bộ ai lên mặt trống. Rồi, cô cho Ngà Bích, ok. Cô thì Ngà Bích, Ngà Bích lấy mấy ri chị ơi? Ngà Bích lấy mấy ri? Em lấy cho Ngà Bích 2 ri đi ha. Ngà Bích 2 ri đi. Ngà Bích 2 ri. Ri có 4 à. Ngà Bích ri 4 à. Ô, Ngà Bích lấy 5 ri rồi đó. 5 ri trai. Còn đâu? 2. Không. Thế thì đổi cho cái thằng kia một ri. Đây, Yến doanh nghiệp ơi. Còn ngay trả cho nó đi. Trả được không? Trả được không? Hết mất rồi các bạn ơi. Nè bích 5 chai đủ không? Ghét nha. Đủ 2 cái rô 3 hình. Ưng lắm luôn á. Trời ơi thằng cu nhóc nhà em nó mặc mấy cái bộ này sốt không? Lấy cho Yến doanh nghiệp 3 cô gái. Cho chị Yến 3 cô gái. 3 cô gái. Lựa đẹp đẹp nha em nha.
ba cô gái, ok. 59.000. Chị Giang Trần còn không? Còn bây giờ còn 4 ghi, 5 ghi nè. Thôi, hay rồi. Còn một màu này duy nhất hả? 2 thì chị Giang Trần 2 đấy anh ơi. Chị Giang Trần được 2 tại vì 2 họa tiết à. Vậy là bây giờ khôi thêm 1 thôi. Tại vì cái này nó còn giống nhau. Cái này giống nhau rồi. Giang Trần 2 hả? Ừ, cái này nó giống nhau này các bạn ơi, họa tiết y vậy này. Nhá. Có lấy 2 ri luôn không? Tại vì nhiều khi cái size của nó không có trùng, nó ví dụ như size S này. Cái này là đại rồi. Cô vậy là còn đúng 2 ri như nhất thôi. 2 ri này. Còn một đại. Đại. Một đại. Cái này cho Khôi nguyên luôn đi. Cái này cho Khôi nguyên. Khôi nguyên có một ri nữa nha. Vậy cho Khôi nguyên đi. Cho Khôi nguyên một ri. Rồi còn một đại. Một đại. Cô ấy, cô không à? Bây giờ còn một đại em yêu. Còn một đại duy nhất còn đúng. Nam vét đi kìa. Nam kiểm có gì không? Còn nhìn thấy kìa thôi. Còn lớn với cô. Đại cho Thùy Linh Ly này, con khỉ đại này cho Thùy Linh Ly luôn. Thùy Linh Ly. Còn hàng tôn trơn đâu em ơi, Nam ơi? Tôn trơn đâu? Em còn ghi nè, em còn ghi hàng da. Nè, cái hàng này nó là màu hàng da này, size gì em? Size cổ, hàng này mắc lắm luôn á. Còn màu da size cổ. Cái này hàng trơn, hai đi cũng được. Dạ. Hết mất rồi chị Bích Nhà ơi. Đây này chị này. Cô còn ở đâu không em? Đâu có cô. Cười lại thôi. Con để cơm này, để cơm để đảo để cơm trơn, hàng này hàng trơn, các tình yêu ai lấy trơn cho mình trơn giùm em nhé. Trơn. Cho mình trơn giùm em. Trơn trơn. Trơn, ủng hộ em Nhung trơn. Trơn này cho em thứ này. 13. 4 bộ hả? Thứ thứ 4 bộ này. Thứ 4 bộ. Thứ cổ. Còn một ri hoa, còn một ri hoa. Còn một ri hoa. Còn một ri hoa, cái hàng này là cùng với cái hàng của nhà khác, hàng Quốc Trung. Cái hàng này là hàng của cái thằng hàng Phong Phú. Cái hàng này nó khá là mắc. Mắc lắm luôn, nhưng mà 59.000 hết luôn, nó cổ hoa. Không, cái hàng này nó không. Em xin lỗi mọi người, có một cái sự nhầm lẫn, tức là cái hàng hoa này nó rẻ hơn. Cái vải nó đẹp nhưng mà nó nằm ở trong cái lô khác, nên bởi vậy cái lô này nó là lô sale rẻ hơn nữa, tức là cái lô này là lô sale này. Còn nãy giờ các bạn lấy kia là hàng nghiêm, nhưng mà chúng ta hôm nay em sale, các bạn hình dung không ạ? Tức là hàng nghiêm, hồi nãy cái kia là hàng em mua, em nhập hàng nghiêm và được giá sale của em là Nhung. Còn cái này là em ôm em sale, có một ít hoa là cho chị Yến thành phố luôn, Yến 12 luôn. 49.000 chị nhá. Cô thay vì là 559, bây giờ em tính cho chị bụng nó 49 thôi. Chị Yến thành phố 12, 49.000 thôi. Chứ không phải 59 chị yêu của em nhé. Yến 12. 49.000 size cổ. Cái này là size nhí còn ri. Nó có 2 ri đâu, đâu trưởng hình ngồi như vào bên trong. Nó là dây như thế này này. Đây này, cái tôn này là không, em không bao giờ bán tôn chợ nhé, em không bán tôn thường đâu mọi người nhé. Cái này còn mới trộn. Cái này còn mới trộn, ai lấy trộn em tính cho mọi người 29.000. Hàng tôn này là tôn VIP đó, chứ không phải ba cái tôn mà rẻ tiền ở trên Tân Bình đâu các bạn nhé. Rồi, ai lấy trộn cho bằng trộn rồi nè. Trộn 29.000 luôn cho nó dọn xong. Xong chưa hả? Sẵn sàng chưa để chúng ta lên ha chị Nhà Bích luôn. Trộn Nhà Bích luôn. Ủa em, sao vẫn còn màu đen Nam? Không, có lô mới đó. Ép zin lô mới về luôn rồi hả? Ủa mẹ tôi bay về không báo cáo gì hết. Báo cáo. Trước rồi tụi em xuống là chưa tới giờ hả? Ép zin mới về mà không biết. Về đêm hôm qua. Trời, chung mẹ ơi, hàng về mà mình không biết mà tụi này. 10 giờ dậy đổ xuống thêm 6 hàng về. Tối hôm qua về 12 giờ 10 giờ đêm hả? Đây là có tuần dài, 10 giờ dậy. Tuần đang ngủ mà dựng đầu dậy. Đi 8 hả? Bắt đầu lên áo khoác. Thái kêu em là xuống, em bảo như xuống nó bắt cóc em lên làm nào. Bắt đầu lên áo khoác đi, bắt đầu lên áo khoác. Áo khoác đầm. Các bạn có muốn lấy đầm không này? Ôi đầm đẹp kinh khủng. Tôn trơn, không còn chị ơi, hết sạch. Nếu ai đó muốn lấy tôn, các bạn tắt, các bạn chờ em một phút, em sẽ gọi ra bên xưởng tôn. Tại vì ngày hôm qua nó gọi điện cho em, nó kêu là Nhung, không phải cách đây 4 ngày thì họ gọi điện cho em là hỏi Nhung có ôm tôn sale không. Thì em mới nói là không, chắc là em không lấy nữa. Tại vì do là tôn thấy có vẻ là em sợ rằng là chuẩn bị giống như hết vụ ấy. Thì hay là bố hôm trước em bán khá là nhiều, thì thấy nhiều bạn đã ôm được cái số lượng cũng tương đối là khá rồi. Nên em không dám ôm, nhưng mà nếu mà mọi người cần thì em vẫn hỏi là, bây giờ họ bắt đầu họ sale. Họ sale thì chúng ta được cái giá rất là tốt, hàng của những nhà này luôn, tức là toàn hàng thương hiệu không à. Nếu mọi người cần thì em vẫn có thể làm việc với cái bên họ để chúng ta được cái giá tốt hơn ấy, để được giá tốt đó. Từ Ngọc Ngọc kêu Nam còn cái gì, đeo con gì đẹp cho chị vậy? Ơi các chị một cô lá Nam ơi, cái Nam ơi. Lấy riêng đi, có quần có này chị tiền luôn. Hồi chưa làm cướp con thì Nam theo. Vậy
Hàng Quảng Châu đó chị, công nó bung nó được cái đó đó chị ơi. Nó bung hàng nó được cái đó, nó đeo từ sáng tới giờ. Từ sáng giờ ai xin nó cũng không cho hết. Rồi áo khoác nha, bắt đầu lên nha mọi người ơi. Áo khoác thì nó đỉnh mà nó là giả ma luôn. Em nói thật tâm là em không biết nó là size gì luôn. Tại vì ở đây, à đây 130. Thế thì nó gọi là 130 thì nó gọi là size gì? Nó đại hay chung gì đó, đại là không biết. Nhưng mà form rất to bởi vì cái này là hàng hãng. Nó là hàng hãng chứ không phải là hàng của Sài Gòn lên. À không phải là hàng của xưởng Hà Nội lên. Tại chúng ta phải phân biệt được rằng là hàng Quảng Châu nó có hai rất là nhiều dạng. Ví dụ hàng nội địa, hàng Quảng Châu chính hãng, hoặc là hàng công ty, hoặc là hàng xưởng ở Hà Nội nó đặt gia công. Thì những cái hàng đặt đó thì form rất là tầm bậy tầm bạ, hoặc là đường kim mũi chỉ không giống ai. Giống như bữa hôm trước hàng dù các bạn đã lật nhật rồi ấy. Đúng rồi á Phạm Phúc. Hôm bữa chị em mình nhập một đợt áo khoác dù mà là hình siêu nhân siêu đồ ấy. Là nó nha mọi người nha, là nó đó. Đó, cái hàng nó VIP như vậy các bạn nha, hàng VIP kinh khủng luôn. Đây. Hàng này đó, VIP lắm luôn tại vì nó hàng công ty. Rồi, lót đây. Các bạn nhìn đây, hàng lót như vậy. Rồi cái hàng này mà mọi người không lấy là sẽ tiếc kinh khủng khiếp luôn. Nó đỉnh và nó đẹp. Nó đỉnh và nó cực đẹp luôn các bạn nha. Đẹp lắm luôn á. Rồi, ngôi sao và giá của chị em mình nghe là hết hồn liền. Cái hàng này là giá sốc, rẻ hơn cả hàng Việt Nam. Hàng áo khoác dù Việt Nam mình bây giờ là size nhí không đó là 9 mấy ngàn và đại của nó là 110 mấy ngàn rồi, áo khoác dù ấy. Mà chất vải dù của người ta không thể nào bằng với cái dù này được. Chắc chắn đường kim mũi chỉ. Và đây này. Được chưa? 89 ngàn các bạn nhé. 89 ngàn mà thôi. Ok chưa? Trời ơi, áo khoác dù mà 89 ngàn mà thôi các bạn nhé. 89 ngàn mà thôi nhá. Rồi ai lấy sao qua mình sao giùm em. Cái hàng này do là buôn nó ôm khá là nhiều rồi. 89 ngàn các bạn không hốt là ổn. Cái hàng này chúng ta sẽ bán quanh năm luôn. Quanh năm luôn các bạn. Và nó quá đỉnh luôn. Treo lên một cái luôn. 89 ngàn Phạm Phúc ơi. 89 ngàn. Nhưng đang cầm trên tay nó là 100SX 2X. Nó đánh sai kiểu quái gì mày ơi. 120 130. Nó đây này nó sai như thế này này. Tại vì thực sự là Nhung sẽ tìm hiểu dần về vấn đề Nhung. Cái này chắc là nó sai là 100 nhiêu nha? 130. Mở ra coi chị coi. Rồi bắt đầu sao nha mọi người nha, bắt đầu chốt đi đã. Tại vì do hàng này nó rẻ lắm luôn rồi đó, nó rẻ lắm luôn đó, có 89 ngàn mà thôi. Bán rẻ vậy. Rồi ok cho Mỹ Duyên Phạm Chí Nguyễn. Hơi đi thôi. Màu đó có hơi đi thử. Nãy giờ thấy thằng gói không có chen vô. Như cuộn như dưới ơi. Này bỏ dưới mẫu vô nè. Ui trời thật luôn á. Có 2 ri thôi đó chị em ơi. Trời ơi cái hàng nó đẹp. Nó đẹp lắm luôn á. Rồi sorry mọi người thôi. Cuộn như vậy thế mập. Rồi, ai lấy cam của mình cam giùm em. Cái size này là thằng cu nhà em là 35kg mặc rộng luôn á. 35kg ri 4 chung chứ không phải nhí. Cái này chắc chắn không thể nào nhí được bởi vì đây là số nhỏ nhất này. À vậy là 90-130 các bạn ạ. Cam được mấy đi? Cùng rồi đi. Cam là gì? Ngà bích với tí trên phạt ok luôn. Ngà bích đi Nam Mỹ Dương Phụng đi 4. Rồi ok. Còn Phúc Lan hả? Phúc Lan là có đây. Ngà bích Mỹ Dương Phạt ok sao? Ngà bích với Mỹ Dương Phụng đều đi Nam mấy rồi đó. Trời ơi nó đẹp giả ma luôn. Rồi cái này là gấu, ai lấy gấu cho mình gấu. Rồi cam cho bạn Quách Mỹ Đăng luôn. Hàng này mà mọi người không lấy về tiếc lắm luôn. Form rất là chuẩn nha mọi người nhé. Dạ giá sale, giá của chị em mình đang lấy ở đây à, không, chọn màu giùm em luôn. Giá chỉ có 89 ngàn thôi. Rồi bắt đầu này. Ai lấy mã này comment em số 5 đi. Số 5 nha mọi người nhé. Số 5 khổ đi. Số 5 2 ri các bạn ơi. Comment giùm em số 5 để khỏi bị nhầm nhé. Số 5 các tình yêu nhé. Chị Nguyễn Viên này là Nguyễn Viên Bảo Bảo luôn đúng không? Nguyễn Viên Bảo Bảo đúng không chị ơi? Hàng ngót hay lớp tất cả luôn, hàng thông hơi đâu. Rồi, 5 cho Chí Nguyễn, 5 cho Mỹ Trang, ok hết. Có 89 ngàn thôi, rất rẻ, rẻ lắm luôn. Em đảm bảo là em tự tin em cạnh tranh được với Ninh Hiệp luôn mọi người nhá. Nếu đúng hàng xịn như thế này là em dám cạnh tranh với Ninh Hiệp luôn. Các bạn hình dung không ạ? Tại Ninh Hiệp không có được cái giá này đâu. Em nói thiệt lòng luôn á. Ninh Hiệp không làm nổi giá này đâu ạ. Cái này là tụi em đi đường vải, tức là em đi vải nên em kép công với tụi nó đó. Và Ninh Hiệp nó cộng rất là cao chứ chị em mình không có cái tình trạng mà cộng giá mà một cái áo khoác Quảng Châu về em cộng có đôi 3 ngàn đâu. Nó không phải là nhí đâu chị ơi, nó là size chung đấy ạ. Theo như các bạn nhận xét thì nó là size chung. Nhí thì không thể nào mà, nhí nó không thể nào được như thế này. Đại hả? Ờ đúng rồi, thế này nó là đại luôn rồi, còn gì nữa. Nó là đại luôn rồi. Cô là 180 thì cái này là lên 100. Em thấy nó to lắm. Em thấy cái này em thấy nó là to đấy chị.
Tại vì thằng cu mập em sẽ làm quen dần về hàng Quảng Châu. Tại vì nó thật sự là em không có rành giống như các chị đâu ạ. Các chị là những người rành hơn em. Nhưng mà cu điều cứ em cứ căn theo cái hình em của còn em. Rồi, cái này không phải nhí đâu chị nhá. Nó là size đại loại là 90-130. 90-130 nhưng mà form nó rất là chuẩn. To giả ma luôn các bạn hình dung không? 90-130 nhé. 90-130. Đó, 90-130 các chị ơi. Có một size 90. Có một size 90-130 thôi. Mùa hè, ừ đúng rồi, rẻ hơn Ninh Hiệp đúng rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu cái mã này các bạn em số 10 đi. Rồi, đẹp kinh khủng, 10, 90-130 mà form chuẩn. Quan trọng là form rất là chuẩn bởi vì nó là hàng hã. À, cho Yến Nguyễn thành 12, Yến Nguyễn 12. Rồi. Không phải hàng đông đâu chị, nó là hàng áo khoác dù ấy. Rồi. Rồi. Màu xanh gấu bờ đi. Gấu Paris các bạn nhận về đảm bảo. Rồi, mã số 6. Số 6 các bạn, số 6 dùng em Dream 4 chị ơi. Dream 4 hả em Nam hả? Rồi đi bốn một đi bốn hay đi Nam. Rồi, ai lấy cơ mời em. Số 6. Số 6 các bạn dùng em, hàng dây kéo nó xịn, dây kéo xịn lắm luôn các bạn nhìn dây kéo của nó này. Rồi. Đi đèn đi Nam. Số 6 ta tiết trinh. Tiết trinh đi Nam. Không, Nhung thấy nó làm này số 6 ok. Đi Hồ Ngọc đi bốn. Rồi ok hết. Rồi. Hết nha. Còn không? Đấy. Khi nào báo hết, nếu còn báo Nhung nha. Rồi trời ơi. Cho nhà 30 ri đủ màu. Ừ, dạ. 30 ri hả? 30 ri. Chị Thi Anh Nguyễn, em nói thiệt lòng luôn là cái này là em quan sát đó chị. Nó là size 90-130. Nhưng mà bởi vì do là bên này họ giải thích với em bên khi mà họ bên tiếng Trung á. Thì họ nói em rằng là cái hàng này nó là hàng của hãng. Đây các bạn ơi, bộ tem của chúng ta đây. Hàng của hãng nên cái này là comment dưới em số 5 nhé. Nên bởi vậy là cái form nó rất là chuẩn và nó to chứ không phải là hàng người ta may ra. Không phải là hàng Hà Nội đặt xưởng order. Không phải là hàng may gia công của Hà Nội. Nên cái form rất là to. To nha mọi người nha, to và chuẩn. Đó. Form rất là to và chuẩn. Quách Mỹ đang được mấy đi rồi? Chưa được đi nào đâu. Được một đi rồi mấy đi rồi? Rồi, số 5 được mấy đi? Em có hình hết rồi. Được một đi. Rồi, Nguyễn Viên, Lan Nguyễn Viên. Đi mấy để đến nhìn thôi nè. Ê, có số hình cái đi ngoài nãy rồi. Đặt đi kia đó. Nguyễn Viên đi Nam. Rồi, các bạn giúp em vàng nha mọi người nha. Các bạn ơi nhảy đấy. Vàng, em đang đọc bằng phần mềm. Yên tâm. Vàng 89.000, rất rẻ. Em nói là rẻ lắm luôn mà. Vâng, như tiền vàng, nào, đi vàng. Chốt màu đi các bạn ơi, 89.000 rẻ lắm luôn. Ninh Hiệp họ đi nhí đã là 100 rồi. Mà chị em mình nhập vào chỉ có 89 thôi. Rồi. Đi đèn đi Nam cuối cùng hết. Rồi các bạn nghe không? Anh Thái đọc luôn á, anh đọc Thái đọc cơm mất nha. Hết. Đừng để mẫu. Đừng để mất cái nhãn của người ta. Đó. Rồi. Ủa còn cái này mẫu này không bỏ vô. Chị Nga biết rồi. Cái hàng này là em bao cho mọi người, giá quá rẻ luôn. Không cái nào bích đi cô. Ngồi bích từ ngồi bích nửa này là lấy đi rồi, ngồi bích đi rồi đi Nam nè. Ôi. Con heo các bạn ơi, dễ thương lắm luôn. Rồi, các bạn nhìn em số 10 các bạn nha. Số 10, má mèo 10 này bao nhiêu? Đi 4, đi 5, mày đọc tên ai là mày đưa cho nó đi cho đúng nha. 10, các bạn 10 giùm em. Các bạn ơi, con 10 giùm em nhá. Lót lưới thông hơi như thế này này. Các bạn nhận hàng này về các bạn xin nhiều. Bán giùm em trên 180 giùm em. Cái áo quát này, cứ trên 180 giùm em. Dạ, số 10 này bắt đầu em chốt nè. Bắt đầu chốt này, Quách Mỹ Đăng, Mỹ Duyên Phạm. Quách Mỹ Đen. Quách Mỹ Đăng, Mỹ Duyên Phạm. Phạm Phúc, My Hồ. Phúc này. Ừ, Quách Mỹ Đăng, Mỹ Duyên Phạm. My Hồ, chị Tuyền Hồ Ngọc. Tuyền Hồ Ngọc và tất cả đi Nam nha. Liên Như, Hoa Hoàng là ai vậy ạ? Liên Hoa Hoàng là ai? Hoa Hoàng là ai? Báo lại cho em, chị Lan Hoa. Lan Hoa đi Nam luôn. Lan Hoa. Còn một đi bấu. Mà em hả? Lan Hoa đi Nam, An Nguyễn đi bấu nha. Thấy. An Nguyễn ok hết. Rồi, từ Nhung nghĩ là nó rơi tầm từ 14-15 kg đổ lên á. Tại vì thằng cu kít thấy 89.000 bỏ tiền thôi. 89.000. Tất cả chúng ta đang đọc bằng phần mềm nên sẽ ai nhảy lên là em chốt luôn nha, nên mọi người sẽ không có Phan Nguyễn là Xuyến Trần. Cảm ơn Xuyến Trần, cảm ơn Xuyến Trần. Nhớ rồi, bây giờ nhớ rồi. Rồi, y như vậy luôn, comment giùm em số 1 đi ạ. Số 1. Một có hơi đi một đi bóng một đi Nam nghe. Số tài khoản Nhung chưa ghim hả? Số tài khoản nhắn Zalo Nhung với 3033 comment cái số. Số 1, các bạn số 1 giùm em. Số 1 cho chị Lan Hoa, Nguyễn Viên. Lan Hoa đi Nam, Nguyễn Viên đi bấu. Rồi tiếp. Đi như vậy luôn, ai lấy comment cho em mã này comment cho em số 2 các bạn nhá. Số 2, hàng này các bạn nhận về các bạn sẽ nghiệm luôn. Đi Nam. Số 2 các bạn nhá, số 2. Mày không bốc cho mặt kia đi. Số 2 các bạn. Số 2.
Rồi. Số 2 cho Sonic. Sonic cho Sonic cho thị nở mà chưa ship chị ơi, chị cứ đặt cọc đi rồi xong là một xíu em sẽ check, tại vì cái điện thoại mà check Zalo em đang đọc phần mềm á. Thị nở, ok thị nở. Em được 2 ri rồi quách Mỹ Đăng ơi, được 2 ri rồi. Áo khoác dù thứ hoa ơi. Giống như cái hàng bữa hôm trước chị em mình nhập rồi ấy. Hôm bữa chị em mình lấy cái hàng cổ chứ không? Đi mà bích bỏ ra ngoài đi. Rồi bốc nó xong luôn đi. Ôi, cái này là lính hết đó, đồ này kia kìa. Ôi lính. Đến mười mấy đi nè, tao không biết mấy giờ là 4 đi rồi đó. Nãy giờ em được đi nào không? Không, Sushi Nguyễn chưa được đi nào hết. Lên quần jean với em jean chưa? Chưa. Đến Candy ơi chưa? Ôi lính nè, các bạn ơi lính. Sushi Nguyễn. Sushi Nguyễn là ở bên thành phố mình đúng không? Rồi Sushi Nguyễn quận 3 đúng không? Rồi Mỹ Duyên Phạm, Tiền Hồ Ngọc. Sushi Nguyễn, Mỹ Duyên Phượng, Tiền Hồ Ngọc. Đúng rồi. Thị Nở, Mỹ Đăng, Tiền Hồ Ngọc. Tiền Hồ Ngọc hôm nay là 4 đi rồi đó. Ủa sao không ấy pha riêng cho Thí Lê? Tiền Hồ Ngọc. Rồi. Giấu rồi gì? Chưa sao hả? Soạn đơn cho nó rồi đó, có đơn đó không? Nhưng mà ý là không có riêng hả? Ý em nói sao? À chắc phải là riêng đó, cái ngoài đó không có bé. 4 đi rồi đó nha. Từ từ, Quách Mỹ Đăng có chưa? Quách Mỹ Đẹp. Lucy, Mỹ Duyên Đàng, Quách Mỹ Đăng. Thế nào? Tiền Hồ Ngọc đó. Thị Nở. Nó bích nữa là nam ấy. Cái đầu ba đó là tụi đi vừa trai vừa gái. Rồi đừng để. Áo có 89.000 các bạn ơi, có 89.000 thôi nhưng bán rẻ lắm. Ui đang lắm ông chị ơi. Đừng lấy. Không, hàng này là hàng siêu VIP đó các bạn ơi. 89.000. Nhung bán là mọi người cái giá mà đó là nhớ đời luôn. Nhung bán mọi người cái giá này là gọi là giá siêu nhớ đời luôn. Cái màu nào mà là màu lính vậy? Dạ. Bây giờ đây cái màu nào mà là màu lính thì mới cầm lính. Cái đó hả? Cái ba lá mà đi. Cổ ba lá có. Đi máy. Nhà biết chốt rồi ạ, à, bốc rồi, thấy kim ngân đó, thấy kim ngân. Các bạn chờ xíu nhé. Chí Nguyễn. Còn không? Còn, Chí Nguyễn luôn. Chí Nở. Chí Nở hết. Chí Nở mới lại hết nha. À, tới ngân nhầm với em chị này là đấy toàn chị đi. Chị ơi, em thấy hay nhầm với thị nở nào đó. Thị Nở anh ơi, chứ không phải là chị Nở đâu. Chị Nở. À, chị Nở là chị khác nữa. Quên. Cái đây lấy một tí nữa mình cho kinh ngân. Ui giờ em mới vô hả? Không, nhưng mới bắt đầu mà nhưng đã bán gì đâu. Rồi, cái này là vàng. Ôi, vàng được 3 ri. Số nó đẹp lắm luôn, cho em xem mẫu áo khoác với. Bây giờ mới bắt đầu đấy. Cái hàng này nó là hàng của hãng và nó lót thông hơi. Hàng áo khoác dù mà có 89 ngàn là hàng Quảng Châu. Hàng đỉnh lắm luôn, Thu Lê ơi, hàng đỉnh cực kỳ luôn. Nó rẻ hơn hàng Việt Nam rồi đấy nhá. Rồi vàng được bao nhiêu ri em ơi? Hàng này các bạn không lấy là uổng lắm luôn á. Vàng được 3 ri. Tiền Hồ Ngọc, Liên Như. Rồi thị nở ok luôn hết. Được 3 ri này. Rồi. Cái hàng này các chị nhận về là các chị nghiền luôn. Rẻ hơn hàng Việt Nam mà hàng Quảng Châu. Quan trọng là chị em mình đang lấy hàng Quảng Châu. Rồi, đang tập trung bé trai trước. Hết vàng. Chị Yến thành phố, à chị Yến Nguyễn lấy mấy ri chị Yến ơi? Chị Yến 3 đi, bây giờ mới có một bây giờ em lượt cho Yến 3 đi đẹp ra đi. Rồi. Rồi, comment giùm em số 2, comment số 2 giùm em với. Đẹp kinh khủng. Yến Nguyễn 1 đi đẹp đó em ơi. Yến Nguyễn 1 đi, tập trung vô. Rồi Yến. Rồi Yến Nguyễn 1 đi đẹp đó đi. Rồi. Yến Nguyễn 12 á. Đâu Yến thành phố, à Yến Lào Cai. Yến nào? Yến Lào Cai. Yến 12 1 đi trước đi. Đây, Yến Lào Cai, đây Yến 12 đây rồi. Rồi. Yến Lào Cai 12. Rồi. Yến 12 chưa có, Yến 12 không lấy đâu. Yến Lào Cai chưa có đâu. Rồi, Yến Lào Cai luôn á. Yến Lào Cai luôn á. Ok chưa? Rồi, bắt đầu nha, bắt đầu nha. Rồi, Sóc Sonic ok này. Rồi, Hương Kít này. À, Nguyễn Hương Dung, Sóc Sonic, Nguyễn Hương Dung, Liên Như, Mỹ Duyên Phạm được bao nhiêu đi? Đọc số lượng đi. Mỹ Duyên Phạm, Liên Như. Mỹ Duyên Phạm đi bố. Liên Như. Mỹ Duyên Phạm đi bố. Chờ em xíu để em check lại cho. Đặt nó đặt 2 tháng nay nó mới về tới đây không nhớ được cái lô nào để coi. Hàng từ Quảng về, áo khoác này từ bao nhiêu ký? Nó 190 đến 100 bao nhiêu ấy? 130. Ừ.
ba mấy ký, có size lớn hơn không chị? Còn một vi này hả? Này sao đây? Này có một vi độc quyền luôn, một vi độc quyền luôn, một vi. Cứ lên bé trai hết đi em, lên bé trai hết đi này. Cái hàng này chúng ta ở cái này sắp cho nick lấy luôn. Để tôi dính, sắp cho nick lấy luôn hết. Rồi bây giờ bắt đầu lên lên hết để đây, để chị Nhung chịu chỉnh. Sắp cho nick một vi. Thấy cánh ngân ơi Nhung thấy mà. Sao nick chi bốn? Để Nhung ngồi vào cái nó sẽ về lô lớn hơn đấy hoa mùa hè ơi. Chị đọc đi. Bắt đầu nhá. Không, hết rồi Tuyết Trinh, có một ri duy nhất à. Rồi. Cái này có một ri duy nhất hả? Rồi, có bao nhiêu em, có bao nhiêu em số 10 các bạn ơi, số 10 một ri này. Số 10 một ri nhá. Em ơi nhớ sai cái này. Số 10 một ri. Hai hết hả em? Vâng, mỗi thứ có một ri tại vì em ôm cái lô này nó không được nhiều đâu. Số 10 cho 89.90.130 các bạn ơi, mình nhìn ra. Số 10. Số 10 ai? Số 10. Số 10. Nhảy lên trước rồi. Các bạn dùng, trời ơi nó đẹp kinh khủng luôn này. Các bạn dùng em số. Số 5 các bạn ơi, đẹp lắm luôn nó cái này bác. Cảm ơn Hoàng Hoa Hà. Ok, số 5 các bạn, số 5. Số 5 các bạn, số 5. Số 5 các bạn, số 5 nha. Số 5 nha. Rồi. Số 5 cho chị số 5 cho Tuyết Trinh. Lan Hoa. Lan Hoa. Rồi Hoa Hoàng luôn. Hoa Hoàng 4 luôn. Ôi, comment giùm em trời ơi, số 6. Nó đẹp khủng khiếp, số 6. Cặp rồi, cặp rồi. Chưa không biết ông Nguyễn Búc chưa? Cặp rồi. Rồi, ai lấy comment em số 6, nó đẹp khủng khiếp như thế này các bạn này, dù máy bay bầu trời số 6. Rồi, số 6 cho chị Bấu nha. À, mùa hè, ok mùa hè. Rồi Khánh Ngân. Rồi, Kim Ngân. Chị Bấu hay ra. Kim Ngân, ok, Khánh Ngân, Kim Ngân. Rồi, trong ra nick. Ok, Thùy Linh Ly. Hết luôn. Bé trai hết rồi. Bé trai tập trung bé trai hết đi em ạ. Về trước không? Ừ, đánh bé trai xong đi. Gần hết bé trai rồi, các thành viên. Nó còn về đang trên đường, mưa to quá không được luôn hả Phương Đào ơi. Lý Dương Trang là chỗ nào đây? Hôm nay chúng ta còn có bộ sale nữa. Có hồng đầy nhóc nhưng chưa lên hồng. Nhưng chưa lên hồng tức là cái mấy thì hình gấu không đừng tin không xác định được. Cái này là gì đây này? Các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi. Xe lửa bớt số 8 các bạn, số 8 giùm em, số 8. Số 8, cái này về các bạn treo giùm em, thấy toàn quang bách thấy mà, thấy mà. Số 8 các bạn, số 8 giùm em. Số 8 cho mùa hè. Thấy Phạm Phúc ơi. 80 mấy. Thôi đi à. 4. Bây giờ cứ trước tám anh cứ nhập 4 đi, khi nào năm nó báo đầy đủ không? Đi ngoài đi hết rồi đó. Mùa hè. Mùa hè chứ ơi. Mùa hè hoa hoàng. Hoa hoàng là thấy rồi, có hơi bây giờ. Có 2 ri thôi. Có 2 ri thôi. Rồi. Tiếp. Có mình dùng em số 11 rồi, ôi nó đẹp giả ma luôn. 11, 1 ri. 11, thấy Thúy Nguyễn thấy. Thấy Thúy Nguyễn. Rồi 11, chị An Nguyễn được 1 ri, mới được có 1 ri chị yêu. Nếu ai đó muốn có chắc chắn có hàng các bạn báo luôn đi. Bốc cho em 1 ri, 2 ri, 3 ri. Thấy Bảo Thiện. Rồi, 11 cho Diễm Nguyễn. Diễm Nguyễn đi 4. Rồi, còn không? Thầy 2 đi. Cái này được 2 đi. Comment cho em 12 luôn các bạn nhé. 12 màu cam đẹp kinh khủng luôn, cam cháy. 12. Thấy Trần Trang. Ờ, đó, Trần Trang bây giờ là bé trai trước. Tại vì các bạn đừng có lo không có hàng. Tại vì nó chúng ta còn 1.000 hàng chưa đường, đang trên đường về nữa. 12 cho em Sóc Tonic. 12 Sóc Tonic. 12 cho Thúy Thuần. Còn không? Rồi, báo chị Nhung luôn, cái này bao nhiêu ri luôn nhá. Một ri, ai lấy comment em 10, 15 comment 15, Thành Tài Võ thấy. Đẹp kinh khủng luôn các bạn. 15, bốc em 3 ri nữa, Khánh Ngân 3 ri luôn em ơi. Khánh Ngân 3 ri. 3 ri nào? Bốc em 3 ri bé trai. Rồi, 15 cho chị Nguyễn Viên, ok, nhảy lên cái là Nguyễn Viên luôn. Có Thúy Thuần được ri đẹp đỉnh luôn á. Rồi, Lưu Ngọc ơi, chỉ có 89.000, size 90-100. 90-130 nhé. Trời ơi nó giả man rồi. Rồi các bạn giúp em 20 các tình yêu nhé. Áo khoác dù dây kéo xịn kinh khủng luôn. Được chưa? Hết 15. Rồi ai lấy comment cho em để qua chị nhé. Rồi ai lấy comment em 20. Hai đứa mà đưa bằng nhau. 20 được bao nhiêu ri? Có 1 ri à?
Khánh Ngân 24. Chị Tuyết ơi, cho chị tự lấy hàng đi, chị phải chạy lên hỗ trợ bà trên kia. Chị tự lấy đi, tại vì ship ở trên kia nữa. Rồi, Phan Tuyết An 20, 20 được bao nhiêu đi? 20. Phan Tuyết An. Cảm ơn em 21, 3 mẫu bé trai. Phạm Ngân là em nào nhỉ? Phạm Ngân này. Phạm Ngân là Phạm Ngân luôn hả? Ở đây là hormone đó. Bốc cho em nó 3 ri bé trai, tại vì nãy giờ các bạn thấy tháng nào rồi. Hết bé trai rồi hả? Hết bé trai rồi. Đây nè, đây con khủng long nè. Chạy sau không nhỉ? Comment giùm em nhé. 21. Cái gì hộp ngăn đi chứ đi. Chị Nguyễn ai lấy mà ấy luôn em mất luôn này. Cái này của cái này 21 này cho chị Nguyễn. Chị Nguyễn. Hóc môn ok Phạm Ngân yêu. Anh cảm ơn Phạm Ngân. Tết rồi chị. Phạm Ngân đi năm. Phạm Ngân đi năm màu cam ạ. Rồi chị Thu Hà một. Cho 2 đi làm 3 đi em ơi. Rồi chị Thu Hà cho 3 đi đi chị Thu Hà cho 3 đi. Cho 3 đi 5 đi rồi. Thu Hà cho 3 đi luôn. Cái hàng này mình còn mà mình bán đi. Khánh Ngân được 3 ri chưa? Rồi, 3 ri cho em Thu Lê, cho Thu Lê luôn. 3 ri cho Thu Lê. Thu Lê đây 1 rồi. Thu Lê 4. Thu Lê 3 ri 4. Cho Thu Lê luôn. Không, thôi, 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 đỉnh lắm luôn, các bạn lấy về đi, xong rồi các bạn bán, xong rồi chúng ta còn về đợt nữa. Từ từ nhờ chú. Khánh Ngân ba ri có chưa? Thánh bé trai hả? Cô ơi, mày có phân biệt được bé trai không vậy Nam? Ba ri. Nhung sẽ về đợt lớn hơn nữa Mỹ Duyên Phạm nhá, đừng lo thiếu nha, đừng lo thiếu. Màu nhạc có hình thú hả? Đây đây, nhìn cả biết cái này nhạc có hình thú luôn. Nhìn luôn mất tiền. Từ lưa hình hết, nữ có. Nữ đẹp lắm luôn, nữ đẹp kinh khủng luôn. Cái này cam trai gái đều mặc, form rất là to, hàng của nó là hoàn hảo, hàng của nó là như thế này, trai gái đều mặc được, cam, cam comment cam đi mua, Thúy Nguyễn Biên Hòa nha ba ơi, tại rất nhiều Thúy Nguyễn, cam cho Kim Ngân, ok một, cam cho Kim Ngân, ok, cam cho Kim Ngân, ok, cam Kim Ngân này em ơi, 4. Rồi hết nam chưa? Hết bé trai chưa? Hết bé trai, bây giờ chúng ta sẽ qua bé gái đưa Trần Long luôn. Cái này cho Kim Ngân đúng không? Rồi, hàng đỉnh lắm. Kim Ngân 14 nha. Bé trai mà. Bây giờ bán được hết. Đi năm này. Nở ơi, thấy nở đấy, thấy nở đấy. Trai gái thì mấy cái hàng nó họa tiết nó đẹp như thế này. Cái này con khủng long. Cam cho đời con mắt. Mấy chị An Nguyễn. Đồ bơi hai bé gái lớn không? Đồ bơi nhiều lắm luôn chị. Đồ bơi em có nha, đồ bơi em có. Đồ bơi em có nhưng mà có điều là em váy hả chị hả? Váy bé gái đây chị ơi. Tay cổ đại và cổ chị ơi. XL luôn. Hàng này tới 4 mấy ký. Chị chờ em xíu. Em đang lên cái hàng Quảng Châu cái hàng của hãng này cái đã nha. 89.000 Hồng Minh ơi rẻ lắm luôn. Rồi xong chưa? Bắt đầu lên qua bé. Tức là cam này cho Hồng Minh. Và tình yêu. Đêm coi nào. Gái, thôi bà nhìn sao trai gái, gái trai gì tụi mẹ nó mặc luôn đi. Khoảng trời. Đẹp chứ. Đẹp chưa? Cứ lấy đi xong lát em tính tiền cho nha. Lát đâu trả tiền cho. Nó giá rẻ lắm chứ đừng có mắc đâu, không mắc đâu. Zin mà, Zin Quảng Châu. Rồi bây giờ bắt đầu này, tập trung vô bé gái. Bây giờ bé gái em nói thiệt luôn là mọi người ơi, nó đẹp kinh khủng luôn. Quần áo chị còn bất thiết gì à? Vẫn là size Sakola ơi. Sakola ơi, cái hàng này là áo khoác bé gái vẫn là size đó. Vẫn là size quần bé gái có. Quần jean đừng hỏi, lát nữa là bây giờ đó. Bây giờ là áo khoác dù bé gái, nãy giờ là bé trai. Nó đẹp một cách không thể chấp nhận nổi luôn, nó đẹp quá mà. Đi. Nhìn nhá, nhìn nhìn. Bây giờ like cho như vậy đi. Các bạn lấy bao nhiêu ri đi. Nè, bây giờ bắt đầu nha. Bao nhiêu ri này, bây giờ chị bắt đầu xương cá. Chị tên Mỹ em không biết hết, tại chị đó chị lấy của em. Ba gửi đúng không? Em hứa với mọi người này, nhìn này con nghiền thì tôi luôn này. Cổ nó đẹp giả ma luôn này. Nhà bích 20 đã chưa? Nhà bích 20 ri. Trời ơi, tim này. Em sẽ không mở mẫu nữa. Nhà bốc chung hết rồi. Nó là trai không hả? Không tới được đâu. Vừa tôi vừa mới. Mày phân được bao nhiêu trai rồi? Hoàng Hoàng Nga 35. Mày phân đi. Tay áo suông hay bo hả? Bo.
89.000 tài ơi, 89.000 tài ơi. Hàng size 90 100. Chờ nhưng mà chờ nhung xíu, chờ nhung xíu để em. Hồng hồng đi nhiều hồng lắm, bây giờ chốt bao nhiêu ri đi? Không, cái xương cá này có 1 ri thôi. Xương cá này có 1 ri cho chị Hương Kít. Hương Kít. Hương Kít chưa nữa không? Còn cái này đi Nam này. Hương Kít rồi Phạm Ngân luôn. Đẹp, lấy một cái nào này được không? Lấy đi chị, lấy đi, lấy đi. Cái màu vàng ấy. Lấy luôn, thích lấy cái gì lấy. Tay nhỏ. Tay nhỏ hả? Cái lô này nó là tay đại cồ chị, cái này hàng đại cồ, lầm đại cồ. Mấy viên phẩm này. Mấy viên phẩm này luôn luôn. Thôi thôi mấy viên phẩm ở đây này nhỉ? Em ơi, xanh cá được bao nhiêu đi? Ngày này. Xanh cá bắt đầu anh ơi. Ơi Vinh Võ hỏi Nhung vậy, hỏi Nhung gì vậy? Vinh Võ hỏi Vinh Nguyễn hỏi Nhung gì vậy rồi? À, xanh cho chị. Em chúc em đi. Rồi, xanh này cho An Nguyễn. Xanh cho An Nguyễn này. Xanh cho chị An Nguyễn, xanh cho Thúy Thuần. An Nguyễn đi 4. Thúy Thuần đi 5. Thúy Thuần 5. Rồi, Bảo Bảo Nguyễn Viên. Nguyễn Viên ok luôn. Rồi, team này bao nhiêu ri Nam ơi? Team này này, team này này, team này. Đi luôn, 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 luôn. Team, rồi, hết rồi đó các bạn ơi, team. Than thứ An 3 gái, các bạn nghe nha, anh Thái, anh chốt cho những bạn mà không cần lựa mẫu ấy. Rồi, team. Team các bạn ơi, team. Team này, ai? Vinh Nguyễn 2 ri luôn, ok. Đẹp lắm luôn các bạn ơi, Vinh Nguyễn này. Này, Vinh Nguyễn ơi, nhung lùa cho mọi người xem này. Nó đẹp lắm luôn, nó đẹp Vinh nhá. Các bạn nhận về các bạn chỉ có Nguyễn thôi. Rồi, nữa không? Rồi. Rồi, khoan team này cho em Nguyễn Hương Dung. Rồi, team Nguyễn Hương Dung, tiên cho Liên Như. Nguyễn Hương Dung, Duy Nam. Rồi, Liên Như. Rồi, team cho chị Diễm Nguyễn. Diễm Nguyễn. Diễm Nguyễn đi bố. Diễm Nguyễn. Rồi, Diễm Nguyễn. Mùa hè, ok hết. Mùa hè. Mùa hè đi Nam. Hết luôn. Thu Lê cho ba gái luôn. Chưa có chị Trương Thanh ơi, chị Trương Thanh lấy. Chị Trương Thanh lấy màu nào chốt đi em lấy cho. Em nhắc lại ba gái, ba mẫu bóc giùm em nha. Chị ok, Phạm Ngân bóc đuổi làm đây. Phạm Ngân bóc đuổi. Phong An ơi, giá có 89.000 à. Hàng hàng đỉnh, hàng của hãng nên nó đỉnh lắm. Trời ơi, cái màu này nó nhu nhu nhế tương chưa này. Cái dây kéo của nó xịn, kinh khủng luôn, dây kéo xịn lắm. Thấy Su Si Nguyễn nhưng mà lại bị ẩn sau ấy. Hai nhện à, nhện hết rồi. Không thấy em à. Tuyền Hồ Ngọc Ba. Đó là những bạn mà không cần chọn mẫu ấy, là anh Thái đọc luôn. Tuyền Hồ Ngọc Ba này. Size 90 đến 130 đó bé. Cái này xanh này cho Phạm Phúc luôn. Phạm Phúc luôn. Trương Thanh hả? Trương Thanh. Phạm Phúc em Phạm Phúc có một ly vậy. Phạm Phúc có một ly, cái đó có một ly. Phạm Phúc đi năm mà. Phạm Phúc 4 đi năm. Anh Nguyễn Hà đi một ly hồng đi sao này. Ông Nguyễn Hà đây vậy. Chị Vân ơi, cái nó là size 90 đến 130 đó chị Vân. 90-130 em cũng không biết nữa là size gì nữa. Nhưng mà nó rất là to, to lắm luôn. Bo gấu đúng không chị? Đây đây đây, mở cho. Để em mở lại cho các bạn xem. Mở, phải mở cho xem. Chị Thu Hà Barry có chưa anh ơi? Chưa. Để mở cho các bạn. Nó là size gì nhá. Anh Phương ơi, cho xin cho bút nữa anh ơi. Anh Thái ơi, cho xin cho bút. Bo tay. Trên hồng là cho xin bo tay được không? Đẹp chả ma như thế này. Su Si. Su Si Nam. Nó bo như thế này. Đây nó như thế này các bạn. Hàng lót như thế này ở trong. Hàng này hàng siêu vip rồi. Lót ở trong được chưa? Ờ, cái này kinh quá, con thỏ như thế này. Cho nó là hàng đỉnh kinh khủng khiếp, 89.000 giá rất rẻ, cái này shop về bán cao giúp em. Tại vì cái hàng này chúng ta có thể tự tin cạnh tranh với Ninh Hiệp luôn. Em dám cạnh tranh với Ninh Hiệp luôn các chị. Loan hoa một ly luôn. Thỏ mấy ri em ơi? Thỏ này có một ri duy nhất thôi. Thỏ có một ri duy nhất, ta Su Si Nguyễn. Su Si Nguyễn ok. Su Si một. Lan hoa đi năm nha. Từng trùng mẫu không trùng đâu chị An Nguyễn ơi. Anh Thái bốc là cái này nó là size 90-130 đó chị. Diễm Nguyễn là một đi tên ơi. Diễm Nguyễn. Lan hoa. Cái này là thỏ xanh. Nó là thỏ xanh. Mùa hè.
Bà con bắt một cái tim. Con bắt. Nguyễn Viên một cái tim. Tim gì đây nữa? Tim này được không? Tim nhỉ? Không biết nó làm sao nó đẹp kinh khủng luôn. Rồi cái này được bao nhiêu đi? Được rồi, rồi đi năm cho Liên Như này, cho em Tuyết Trinh này, Tuyết Trinh này, Tuyết Trinh, Tuyết Trinh này, ok này, rồi Chí Nguyễn này, cái này của Chí Nguyễn này, tất cả đều đi năm. Chí Nguyễn đi năm. Ồ, cái này nó còn xỉu của xỉu nữa này, thêm hết rồi chị ơi, đừng có thêm. Mỗi bạn lấy thêm màu khác cho nó đa dạng. Yên tâm còn mà. Cho chị Vân vò vấp 3 ly chai. Chai hôm nay hết mất rồi ạ. 3 ly gái cho chị Vân. Đi ngồi đây rồi, bóc hơi đi đây luôn rồi. Ôi, bà mi hộ, bà trúng số luôn đó, bà mi hộ. Nam nó kêu, đây là cực cổ, cực phẩm. Đi là có rồi em nhá. Đi hộ, đẹp quá trời. Đi hộ 2 khi 5 tát. Đỉnh của cháu, cho chị Vân gò bóc 2 đi. Thu lê có rồi, đây có 2 đi. Ba ri đẹp không? Đây. Bạn nào cũng đỉnh. Có đẹp. Ba ri em ơi. Quách Mi đang có rồi, Quách Mi đang. Cỏ ba lá mấy đi bà, cỏ ba lá mấy đi. Cỏ ba lá mấy ri bé ơi này. Cỏ ngăn thêm hơi đi nè. Chắc phải thấy. Chơi con bắt thêm một ri nữa nào là. Cái này cho những bạn nào đấy. Rồi bây giờ bắt đầu bao này, cái này mã này là cho bạn nào, cho em Tu Si Nguyễn 1 này, Tu Si Nguyễn 5 này, Tu Si 5 này, rồi Như Thúy 5 này, Như Thúy 5 anh phân bã làm gì? Rồi Song An Kit này, Song An Kit, rồi Lily 5 này, rồi Lily 5, chị Lan Hoa 4, ok, Kinh Ngân có rồi, chai em like hết rồi chị, sẽ về đợt, nó khoảng tầm 4 ngày nữa nó lại về tới chị nhé, nó đang ở ngoài biển, rồi Doraemon, cái này là Doraemon, có ai lấy Doraemon comment đi. Đúng lắm, để em mở mọi người xem kinh lắm. Còn em mon cái vải cho nó mềm, cái vải cho nó đỉnh vậy ta. Kinh rồi ơi này, giả ma luôn, em nói là cái hàng nó vip nha. Mon lấy mon comment đi. Mon comment mon đi. Mon thì nở. Mon này, mon cho Nguyễn Viên này, mon cho chị nở này. Ok, có hai đi thôi. Mon cho Tuyết Trinh này, mon cho Nguyễn Trang này. Mỹ Trang này, ok, mon xanh bé trai đó một đi. Mon xanh giùm em nhé, mon xanh bé trai, trời ơi, cái này là cô tí nhà em nó thích lắm luôn. Mon xanh. Chết rồi. Mon xanh từ Dung Lê. Mon xanh hết à? Em chuyển khoản đây chị, chuyển khoản đấy, đưa ra xuống cho em đi, tranh thủ đi, mấy cả chị biết không, chị phải ra cho em không nó mưa đấy. Dạ. Cái này là mưa vậy. Cái quần này 29.000 nhỉ? Cái này nhỏ 27.000. 27 là 27 lít rồi, 27 là nó góc kìa. Một người trồng nó kìa. Còn ngoài đây chủ yếu là đại hết. Và đây là đại không rồi. Đại thì 35.000. Chi 12 hết nha. Mình thành cho cái mua hả? Hết mon xanh. Hồi nãy đếm cho ngò bách bao nhiêu ly nữ rồi? Thiếu một ly, 13 ly à. Có bao nhiêu ly nữ rồi? 13 ly nữ. Bao nhiêu chai? 6. 16 à? 6. Ủa sao lại 6 được? Người ta nói mày lấy 30 ly mày không lấy, bây giờ cuối cùng người ta được 6 ly. Cái gì lấy 30 ly luôn à? Ủa lúc đầu... Tao này nó sao giờ tao nói 30 ly rõ ràng thôi. Sao? Lúc trước kia đã được mười mấy ly chai rồi mà. Anh này bị ảo mà. Thôi được rồi, yên tâm đi, còn về nữa, tức là 4 ngày nữa nó đang ngoài biển thôi. 19 ly chai đúng không? Còn nữa mà, mọi người đừng có lo nha, còn 4 ngày nữa. Quá là sao mà xin nghiêm. Để xem được không? Mi hồ được mấy đi rồi? Mi hồ được mấy đi rồi? Mi hồ được mấy đi?
Khôn nguyên được nhiều lắm rồi. Khôn nguyên được nhiều. Tứ không có mòn tay. Chính nguyên là chị nào em quên mất rồi. Khôn nguyên. Nãy là bỏ là mừng mừng máy là mừng máy đi nữ, mừng bo đi nữ không, bóc cho hơi đi. Sao không biết? Trời ơi nó đẹp khủng khiếp luôn. Comment giùm em số 2. Comment giùm em số 2 rồi nó đẹp màu hồng, các bạn nhìn rõ không? Màu hồng đẹp lắm luôn. Số 2 lên mừng nữ chị, chắc chắn sẽ phải lên cho Phạm Phúc. Ồ nó đẹp. Số 2 xin lỗi mọi người, số 2. Số 2 Phạm Phúc đầu tiên. Con bắt được một tiên. Chị Vân lấy thêm phải không? Chị Vân hồi nãy bốc cho chị 3 ri đẹp lắm luôn á. Cho chị Vân Vân. Vân gò vấp rồi chị. Rồi chị. Hết rồi, cái này là tím. Cái này là tím tím. Tím tím nó qua hai lớp bọc nên các bạn sẽ thấy nó hơi nhợt. Tím tím. Nó là tím tím. Tím, có màu tím. Màu xanh có chưa? Màu xanh cho đang tím nha. Màu xanh cho đang tím. Màu tím đi nào. Trời ơi, không thể nào tưởng tượng nổi cái áo khoác này các bạn ơi. Lan kim, tím, tím, tím. Nguyễn Thị Hồng Đào là ai? Nguyễn Thị Hồng Đào là ai vậy? Mi Hồ Tím. Mi Hồ Tím. Mi Hồ 4. Tím cho chị Vân là góp 5. Tím đẹp lắm luôn cái hàng này các bạn ơi. Chị Hồng Đào là chị nào vậy? Nguyễn Thị Hồng Đào là ai? Hoa Nhi ơi, giá của chúng ta. Giá của chị em mình chỉ có 89.000 thôi chị Hoa Nhi, hàng size 90-130, nó size to lắm luôn, hàng của hãng. Nói chung là chị Hoàng Cọc với bút luôn em ơi. Cái hàng này hàng của hãng nha mọi người, hàng của hãng chứ không phải là hàng người ta may á, không phải người ta may lên đâu. Nên các chị nhận về là các chị mê mẩn luôn. Còn một ri tím chị Hồng Đào là chị nào báo em nhé, có phải là khách cũ bên em không nhé. Khách cũ báo em nhé. Được. Cái gấu này nãy chưa có luôn cả. Gấu. Yên tâm đấy, không trùng mẫu các bạn đâu. Chưa có đâu, nãy giờ chưa có like đâu. Cái này chưa bốc ai luôn. Mẫu nào hết mẫu đó rồi chưa có lại lại. Đâu là gửi đâu mỡ. Đẹp quá chừng. Chỉ có hai cái lẻ này là hai cái lẻ nãy lên tao rồi. Chỉ có ăn cơm mà giờ này chế độ cao đi ăn cơm mà 65 ngày. Em không biết. Ngày nào về cũng mặc định con số là 65. Chắc mẹ có khi nào vô một cái quán này hẹn hò này. À không biết ăn cơm cà phê hay là cơm gì tao biết là nhà mình trước. Gấu nha, bắt đầu gấu nè. Gấu nè, gấu. Gấu cho Nguyễn Viên này. Nguyễn Viên đi Nam đi ra mấy cái. Gấu Chí Nguyễn này. Nguyễn đi Nam. Rồi, gấu Thùy Linh Ly này. Linh Ly đi Nam rồi, rồi hơi đi gấu. Gấu 4 cho Thúy Thuần này. Gấu 4 Thúy Thuần. Gấu cho Vinh Nguyễn hết luôn. Mấy có số. Gấu cho Vinh Nguyễn 5. 5. Vinh Nguyễn 5. Hết. Còn 4 Vinh Nguyễn 5 mà. Ôi hết. Không biết nói làm sao luôn. Đặc biệt có mình chú em đặc biệt bờ đờ bờ trời ơi nó đẹp. Trời ơi cho chị ăn Nguyễn đi này cho ông Nguyễn đi Nam. Trời cái đi này nó khủng khiếp luôn, cái này nó ở ngoài nó dã man đẹp luôn, đặc biệt bê bê đờ bờ. Mới nhắc nó quay về. Ăn quỷ đờ bờ đặc biệt. Đặc biệt đẹp. Đặc biệt cho Liên Như Năm, đặc biệt Liên Như Năm, Chí Nguyễn Năm, Chí Nguyễn, Chí Nguyễn Liên Như, Thu Hà, Vinh Nguyễn, Vinh Nguyễn, Chí Nguyễn, Chí Nguyễn, Liên Như, Thu Hà, Chí Nguyễn, Liên Như, Thu Hà. Còn ai nữa? An Nguyễn có chưa? Rồi. Rồi Vinh Nguyễn. Vinh Nguyễn năm luôn. Rồi Khôi Nguyên. Đoàn Quang Bách á, Đoàn Quang Bách á, Đoàn Quang Bách. Đoàn Quang Bách. Chị Thu Lê, ok hết. Thu Lê. Nó đẹp khủng khiếp. Thu Lê năm. Đây đi táo. Không một đi gì hết. Em mắc rồi. Trời ơi, mấy cái đi gọi là mã đi cuối cùng nam nó ém. Cái này gọi là nó khủng khiếp luôn. Cho... Cỏ ba lá chậm quá, cho đi cả ba lá đi này. Cho cỏ ba lá này đi đấy ơi, cái này nó đẹp giá mà luôn cỏ ba lá. Các bạn ơi, ri có 4 năm rồi kia, bán kiểu nào cũng hết đó, các bạn treo trước cửa shop cho nó sang lên nha. Đi 6 to mà chị. Đi 6 to mà. Cái đó cho cỏ ba lá đi, cỏ ba lá. Cỏ ba lá mới được có ri thôi. Thỏ. Ôi này. Thỏ xanh các bạn, xanh tất cả đều có túi hết. Thỏ xanh các bạn nhé, thỏ xanh đẹp giá mà đây. Thỏ xanh hiếm Nguyễn thấy, nó bị chậm ấy, không ăn kít thấy luôn ấy, nhưng mà nó bị chậm. Nó đẩy lên cái thì em chốt cái này là nhảy lên ấy. Thỏ cho Thùy Dung Lê nhảy đầu tiên, Bảo Thiện có chưa? Thùy Dung Lê
Bảo Thiện có ba ri rồi. Bảo Thiện có ba ri. Yên tâm, đẹp, không có cái nào chê được luôn. Nãy giờ các bạn có thấy cái mẫu nào chê nổi không? Không có mẫu nào chê nổi. Mẫu nào là hết rồi. Mẫu nào? Mẫu nào? Cưng quá giờ, chuẩn bị có Elsa luôn các tình yêu. Chuẩn bị có Elsa luôn. Có, nãy giờ không có màu này, không có màu đen. Bây giờ chúng ta có một ri duy nhất màu đen. Hơi bị đỉnh luôn. Đầm lại cổ đầy nhóc luôn. Rồi, ghét chưa? Đen, con gấu như vậy này. Đen, cưng, vải, đẹp. Hàng cổ hãng này, các bạn lấy những cái hàng này về các bạn bán là thôi, tôi sướng, tê tái con người luôn. Đen nhé, 89 ngàn. Không ai nghĩ cái ri này, áo này bán 89 ngàn đấy không? Cái ai này? Em bán là cái giá mà nó là đẹp không tận cùng của xã hội. Đen cho xong an tiếp. Xong đen an xong an tiếp. Nhà Lộc Hà lấy rồi em cũng bảo ra lấy có đâu nữa mà lấy bố. Kêu mà lấy hàng trả đó mà. Ờ lấy hàng trả. Lấy nào? Cục hàng ở đâu? Cục hàng kia thầy. Cục hàng mẹ con anh ấy. Cái cục hàng đó là cục hàng hai đi kia là của con Jenny nó gửi lại, còn của con Nguyễn Lê gửi lại đó cơ. Lê Hạnh gửi lại cho Lộc Hà đó. Em có. Em hỏi nó xem. Xa kho không có. Bây giờ lên Epson xíu, chờ Nhung xíu lên Epson. Nào có rồi. Em xa màu hồng không có rồi đó. Xa hồng. Em xa hồng chuẩn bị lên. Có lá rồi. Có lá rồi. Xa hồng. Em xa hồng có một ti duy nhất cho cỏ ba lá mất tiêu. Trời ơi. Gấu nha, cái này là gấu. Đẹp kinh khủng. Rồi. Gọi là oh my god luôn, nó cưng kinh khủng. Em nói là sao mà thiệt đó, bởi vậy em nói là không phải em mê áo này quá mà ngồi không được, mà em không ngồi xem được. Về nữa thì sao vậy, hôm nay sao vậy, gái yêu của Nhung giấu như thế nào? Trời ơi, bây giờ Vương mới xuất hiện, chùm áo khoác bây giờ mới xuất hiện. Còn đi giấu. Ôi Vương ơi, áo khoác. Trời ơi Vương ơi, áo khoác. Thứ hoa của con gấu kìa, anh thấy con gấu kìa. Ừ đây nè. Thứ hoa. Trời ơi, thứ hoa không có gấu. Yên tâm, còn về một đợt nữa, tức là đang trên đường về thì nó phải 4 ngày nữa nó mới về tới. 4 ngày nữa nó mới về tới. 4 ngày nữa mới về. Nó một về một đợt nữa, hy vọng cái đợt này. Diễm Nguyễn được 2 ri rồi hay sao nhỉ? Diễm Nguyễn được 2. Trời ơi, công chúa. Cưng khủng khiếp luôn. Áo khoác Quảng Châu, hàng VIP, giàu dù đồ này kia lót ở trong. Hàng nó size 90 đến 100. Hàng xịn lắm luôn. Cái hàng này các bạn ra bán hả? 200 mấy cũng được luôn. Cái hàng này nó đỉnh. Em không nghe được. Trời mưa hả? Sao vậy ta? Công chúa thì Thi Anh Nguyễn. Thi Anh Nguyễn. Cưng không chấp nhận. Về chị chốt giờ đi lấy lại đấy. Ờ, lấy ừ. Sao vậy? Thấy cái hòn bằng kia đó, cái lưỡi bằng kia anh đi cô. Em như này bóc lưỡi chạy bay. Hết gấu rồi bé. Có hình cái lại. Thảo Thùy có 89 ngàn đồng, Vương ơi, rẻ hơn hàng Việt Nam nữa, rẻ hơn hàng Việt Nam nữa. Công chúa này cho em Thảo Thùy, cho em 4 ri. Ok, Thảo Thùy bốc luôn 4 ri. Thảo Thùy lại về là nghìn luôn này. Một ấy còn có 4 ri cuối cùng à, không xỉu luôn đấy, chị nói thiệt luôn. Rồi Thảo Thùy 4 ri cho Thảo Thùy, em nhận về em cũng nghiền đi tôi luôn, nói thiệt lòng. 22 rồi, xong còn đi cuối tuần hết. Chị Tuyết có em có gấu không? Không có. Dạ có 89 ngàn, rẻ hơn hàng Ninh Hiệp. Ninh Hiệp các bạn nhập hàng này vô là 100 ngàn các bạn nhé. Ninh Hiệp này mà cô. Nó sai kìa. Tôi lúc tôi. Mà nó lẻ có một cái. Cái này hết rồi. Cái này trộn vô. Cái này để dành cho con gái. Yên tâm. Em hai cái. Thôi bớt dớn. Bớt đi. Đứa nào mà làm hàng này là kiểm rất kỹ nha, mà khách mà nó báo thiếu là tao chém tụi bay đây, đừng để rớt ra ngoài. Lấy cái ao đi, tao còn bắt 5 năm nữa mà. Cái điên này, à? Ồ, cái này nó có 7 cái lẻ mà chị. Cái này nó 2 cái lẻ chị. Chị lấy cái này cho con gái chị rồi. Em 2 cái. Nó còn cái gì giống nó đâu ta. Tao lấy cái này lên cho con gái tôi luôn. Chọn gì chứ? Không được hả? Cái này cho còn ri cuối cùng này cho chị Huỳnh Vương. Thế đống kia là của ai? Huỳnh Vương Nam. Huỳnh đó của ai? Huỳnh Vương có comment đâu mà dọa cho. Trời ơi, lấy 4 màu kia thôi. Xem mình đâu. Mình đâu ai á? Có một ri à, chị Huỳnh Vương còn đúng một ri cuối cùng. Chị bán cái gì đây, đi ngựa à, hay cái gì vậy? Tim tím. Chị kêu tốc bỏ 5 ri đi. Hả? Tốc bỏ 5 ri. Huỳnh Vương được 4 ri. Chị kêu bán mẹ quá, tại vì qua chục ri. Huỳnh Vương. Và người Huỳnh Vương có đầu. Huỳnh Vương là mấy là một đúng không? Ủa sao lại chung chung nhau?
ăn sao vậy? Trời ơi bà, ông này ông rú, ông ngồi bên cạnh ông rú toàn thằng cho đi lan kia. Nào bây giờ cho một ai đó không? Nãy trừ không được ly nào hồng, chị Thi Anh Nguyễn không được một ly hồng nào luôn, không có không? Chị cứ đi, chị cứ đi. Trời ơi chết rồi, các chị ơi, hết sạch không còn một ly nào hết. Thì bây giờ trên tinh thần là 4 ngày nữa chị em mình sẽ về một đợt nữa cái hàng này. Các chị cứ nhận về, các chị cứ bán. Chị Huê Trần hơi vô trễ đúng không? Bây giờ em lên tin Quảng Châu cho các chị nha. Không còn một ly nào nữa. Bây giờ là không còn ly nào nữa. Đó là sáng nay là buôn xin lấy mà em không cho đó, em không chia buôn. Tại vì cái này em bán lâu lâu ôm được hàng rẻ, lâu lâu bán được ôm được lô rẻ, em để cho khách của em luôn, thế em không có chia. Bây giờ chúng ta lên đi Quảng Châu. Em lấy hai cái này cho con gái em. Vừa đâu mà lấy, cuồng à. Vậy mẹ thấy cột năm cái mặt được. Cái lá có hơi lúc tùy, để riêng ngoài sau đó. Một năm nữa, nó có trai con chốt được hàng không? Ôi Hải Đăng có được đi nào? Cái dưa gà. Chia cho chị nhà biết, cho chị Hà Hải Đăng, bởi vì một tuần nữa sẽ về. À quên, 4 ngày nữa sẽ về. Còn tích mẹ dưa. Ok, Hải Đăng lấy mấy đi. Rồi Hải Đăng được, Hải Đăng lấy mấy đi. Không không, cái này em lấy, em để dành cho con em hết chứ không phải đâu. Em giúp, em xin hai cái. Em xin hai cái này để cho con em. Không kệ đó. Ôi trời ơi. Xin phép các bác cho em một phút thôi để em ngắm cái thằng này, cái lộn đấy, có là cái bạn này cái đó. Chị Huê Trần em nghe. Chị Huê Trần em nghe, chị Huê Trần hỏi em gì vậy? Còn không cho đi Hồng Song An yên tâm nhá. Sẽ về tiếp. Ôi con gái hôm này các chị này. Đấy, đấy. Động lực để kệ cái gớm của mẹ Nhung Khiền đây. Ôi tình yêu của mẹ. Mặc đồ phát là đòi đi chơi luôn. Tình yêu ơi, tình yêu ạ. Áo khoác hết sạch không còn ri nào hết. Trời ơi. Đây ạ. Cảm bác ơi. Em bắt làm sao con? Em bắt làm sao? Cưng lắm luôn á, ghét lắm luôn á, phải sao? Nhìn này, ấy, chứ không, ôi ôi, chúng ta thấy người, thấy ai trong điện thoại? À, chết rồi, đòi ôm điện thoại á, đòi thấy ai trong điện thoại? Các bạn bấm tim mà, chu, tiếp, tỉnh tương đi, rồi bé đi ra thôi được rồi, để đây đây, chuẩn bị đây đây. Ủa quần của Bi à, cần gì bác biểu quần đâu ra rộng, cái thứ lỡ mặc luôn cho nó cho nhanh. Nữa vậy, cái gì vậy? Thôi con thì không cần chào. Con thì chào Hà đi, con Hà đi để con đi ra cho mẹ. Không cần chào, con thì không cần chào nữa. Chào rồi đi ra, mầm đi ra để mẹ làm việc nha. Chứ không ngồi đi một chỗ nào. Ui sao mà nó xuất hiện cái giờ này. Rồi đi ra. Thiếu cái dây gì đây bà thế. Làm nào ra con gái thế chị Nhung. Bình thường ạ, bình thường mà ví dụ như nằm sấp thì nay chúng ta tích cực nằm ngửa, bình thường nằm ngửa không được thì chuyển sang nằm úp. Còn không thì kết hợp 72 tư thế. Vâng chị cười. Đây, cái này gọi là ở sướng lắm rồi nó mới ướt, chỉ thích lắm rồi nó mới, chỉ thích con gái lắm, mê lắm rồi. Rồi quần jean là jean nha, quần jean rất là rẻ. Ôi ơi đâu hôm nay trời mưa mất rồi. Đời bây giờ lên jean Quảng Châu xong rồi lên đầm jean Quảng Châu. Cái này em cho con em rồi. Mua quả măm măm tay cô ơi, cho quả măm măm này cô ơi. Em lấy cho con em chia cho cháu chắt đồ này kia. Sao thấy giống con không? Tin đùi đúng rồi, đại cổ chị. Tin này đại cổ, hàng của cô Rai, cái hàng này mắc lắm luôn. Chị Lương Hương đi hàng chưa anh nhỉ? Anh đưa đây tóc cầm cho chị Lương Hương. Em đi rồi á, em tin để em đợi. Có em tin mẫu mới luôn đó bé, mít ướt trong chiều nay Nhung Lai luôn nhé. Cầm đủ ướt nè, ướt. Bắt đầu lên tin Quảng Châu nè các bạn ơi, xong chưa? Tập trung vô. Lên nhà nhá. Ở lên nhà. Con lên nhà đi nóng. Chị đi lên bắc đi. Ống rộng còn ít lắm bạn, ống rộng còn. À, tập trung vô này. Ơi gì kít ở đây với mami á, thôi kít lên đi. Trời ơi kít ở đây sao mẹ làm việc được. Bum 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 ba 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 ba
mày sao mày lại xuống đây hả mày? Ủa sao? Đi đi đâu đi mami đây. Đi bấm nút thôi mày. Có 3 phong đồ mà. Hả? Đi đi đi. Đi ngó sau mấy trẻ còn đóng hoa mấy gái. Mặt của anh Thái ừ. Mặt của anh Thái nè. Nè cầm cái này lên cho cháu chị, em vắt lên cho nó chị, để đưa để lát nữa. Đưa cho bà giặt để dành cho con mà. Nó sẽ uống tiếng rồi. Còn tự mất cái sáng luôn không nội. Thái. Con tao cả nè. Rồi, bắt đầu lên gym các chị em nhé, lên gym. Chị nãy em đang hỏi quên mất là chị Huê Trần hỏi em Nhung là cái gì á, còn áo khoác không chị Huê Trần ơi, 4 ngày nữa em sẽ về áo khoác ấy, áo khoác này 4 ngày nữa em sẽ về tiếp, tức là bây giờ đang trên đường về rồi ấy, nhưng có điều nó bị trễ, tại vì do là nguyên một cái lô này là em đi em buộc em phải tách ra là bởi vì vượt quá số ký ấy, nên buộc phải rớt lại, tại vì nó sẽ đi cùng với Đầm Công Chúa, cái hàng này đi về cùng với lô Đầm Công Chúa của em đi đường biển, và bây giờ nó đang trên đường về rồi, nó đang trên biển rồi. Xong chưa? Hình như Phạm Phúc cũng được cơ đó đó. Lên Jin à, Nhung đúng rồi Jin Nguyễn Giang ơi, xong Giang dáng chờ Nhung nhé. Xong rồi Nhung mới lên. Cái hàng nào chị lấy thì em để riêng ra rồi xong rồi còn đâu lát tính tiền. Bây giờ để vô tập trung like. Đó, chị bấm cùng Jin đấy. Đúng rồi. Jin Quảng Châu, chất Jin tuyệt vời ông mặt trời luôn. Trời ơi nó đẹp lắm luôn các bạn ơi. Cái hàng này các bạn nhận về bụi bờ bụi đời tinh khủng. Jin cổ. Form to, form rất là to đấy. Ồ nó đẹp lắm luôn, để cho xem là cái size này cái size đánh như sao. À 31 35 hả? Hay là 31, sao đây? Bờ hơi. 31 35 này chúng tôi thấy đánh size 31 35. Quảng Châu mà sao đánh size giống như tấm bờ hơi. Số 7 này. Đây là tấm bờ hơi. Hả? 8 đâu? 31 35 là sao? Ừ. Hả? Đi có 4 thôi hả? Hả? Ừ. Size nó nằm đâu? Đó là hàng cồ mà, lô này Nhung lấy là lô cồ mà. Nữ cô đó, nữ cô đó. 31, này xe 35 nè. Này xe 31 nè. Ờ à, đúng rồi, vậy là 31, 35. Dinh Quảng Châu. Nó quần dài hay là quần đại chưa? Hai đi. Trời đẹp lắm, đôi rồi khai đi. Trời ơi, hàng này là phải nói các bạn nhận về các bạn sẽ bị nghiện chất bạc. Em đã bảo luôn. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn, nó đẹp cực quỳ luôn. Cho tóc mặt thử cái này. Hàng cô, em không biết được bao nhiêu ký. Các bạn chờ em xíu, chờ một xíu thôi. Các chị đang để em test thử xem nó form tới bao nhiêu ký để em báo mọi người. Ôi má ơi. Tóc mặt thử tao nha. Dư gì vậy? Tóc đi, tóc thử lên luôn đi. Bao ăn chưa? 35 kg. À quên hơn. Ờ. Mua không? Tóc mặt hơi nó thành ôm mất rồi. 35. Vậy là 40 mấy ký vừa. Áo khoác gì? Co giãn mà hàng co giãn mềm co như giãn mà, nhưng mà em mặc là thành quần jean, quần jean trời ơi đã vậy, quần jean size cô đùi cô nó gọi là cô đó các bạn, nhưng mà nó không được tới 55 kg nha mọi người, 55 50 kg thôi. Áo khoác hết sạch không còn ri nào, em yêu của Nhung nhé. Áo khoác Nhung lạnh ơi, bữa sau về nữa đừng lo, về nữa giờ về thêm một đợt nữa đừng lo, nhận về các bạn sẽ bị mê luôn. Rồi chốt đi ạ. Cái này nó gọi là tay cô nhưng mà em chốt không tới 55 kg mọi người nha, 50 kg thôi. 50 kg thôi, chốt 50 kg thôi. Rồi, đi như vậy luôn, 89.000, rất đỉnh luôn. Hàng này đỉnh lắm luôn các bạn nhé. Ừ, thử gì mệt đi. Rồi, 89.000 các bạn đừng chốt bao nhiêu cổ. Số nó đẹp kinh khủng luôn, các bạn nhận hàng này về các bạn sẽ mê luôn á. Rồi, ai lấy các bạn em số 1, các bạn nhìn em số 1, 89.000. Số 1 các bạn số 1 giùm em, số 1. Số 1 các bạn số 1 giùm em, trời ơi, đồng giá 89.000 nhé. Nhận về, đấy là, nó nằm đây luôn là sai khác. Cái số 1 này anh nhập chưa? À cái này là một cái để mà nó làm mẫu vào. Em bỏ vô đi, nó lại mất người ta. Nó kiểu che vô quần không? Rồi, số 2, các bạn số 2 giùm em. Không có đâu bé ơi, mỗi thứ có ít à. Bây giờ tạm thời cứ như vậy luôn, nhanh như vậy đi. Số 2, các bạn số 2 giùm em, kèm một con thỏ. Nó kèm con thỏ như vậy. Ủa, chị đọc trai chưa? Chị chưa đọc trai hả? Số 1 cho chị Thảo Xuân. Số 1 cho chị Thảo Xuân. Ôi, em lỡ like rồi, đừng lấy nữa. Cái cạp kia kìa. Thích cái cạp mấy hả? Nhưng mà trên ý. Thời cho vàng sô-cô-la nhá. Tại vì thông cảm em đã lỡ dơ rồi.
sô-cô-la, sô-cô-la 89 ngàn cho sô-cô-la, nhái. Ráo quá trời, nhưng mà bóng luôn ráo này. Nhái ráo khóc nè, ráo khóc. Nó có một cái gầm nấu. Y như vậy luôn, sô-cô-la này. Số 2 cho sô-cô-la, từ từ đã 89 ngàn giá bèo, kinh khủng luôn. An Nguyễn, An Nguyễn, rồi Tuyền Hồ Ngọc. Tuyền Hồ Ngọc, báo số lượng chưa? Đến số lượng chưa? Tất cả đều là đều 4 5 thằng. Tuyền Hồ Ngọc, An Nguyễn, Mỹ Trang. Cái này đẹp cực kỳ luôn. À, cái này Mỹ Trang, ok Mỹ Trang. Rồi, Tu Lê. Tu Lê, còn không? Đấy hả? Đấy là cái kiểu đó đấy em. Cái kiểu đó đấy. Rồi, Tu Lê, rồi hết. Hết rồi các bạn. Cái này là nó đây này em nhìn nó còn cái này còn. Đúng rồi, nó chỉ để một cái để nó làm mẫu. Để một cái để quần mẫu thôi, cái phần thôi. Thế nào cũng vậy, hàng Quảng Châu nó chỉ vậy. Dạ. Bia rất mát cầm đi đâu nổi. Giấu một cái. Ôi, một cái. Con đâu, không phải cầm bia đâu. Cái con mà nam leo từ sáng giờ là cái con nó độc quyền con mà. Nghĩ nha, nó lấy mất cái gì rồi. Chị Nam. Cái này biết như vậy chứ là chị Nam là tách ra nhưng mà thôi mất thời gian. Khi năm biệt. Từng quá. Rồi, năm đứa mất thời gian quá. Mất thời gian hả? Mất thời gian quá. 89 ngàn sai đại. Khổ. Cái này là số nhỏ nhất đây này. Tối nhỏ nhất này. Tối nhỏ nhất. Một ri là một con này thôi nhé. Rồi, ai lấy cho một em màu hồng với quần đỉnh vô cùng luôn. Chất vải mềm như kiểu bún vậy đó. Trời ơi, đẹp kinh khủng luôn các bạn ơi. Rồi, ai lấy cho một em màu hồng. Số 3. Màu hồng có cái quần đó. Cái này nó đính đai rồi. Vô chỉ vô chẹo gì đó từ lưa đó là. Rồi, hồng có mình hồng đi đây. Hồng nhé, hồng. Hồng có bằng hồng hát cho em được rồi. Tiền Hồ Ngọc, Chí Nguyễn. Rồi, đâu Nam? Rồi, Uyên Minh, Chí Nguyễn, Uyên Minh, Tiền Hồ Ngọc, Hương Kiếp. Nguyễn Hương Dung, chị xin lỗi, Nguyễn Hương Dung đấy. Nguyễn Hương Dung. Dạ, chị trời ơi, ơi, Vinh Nguyễn nói gì Nhung? Rồi, chị Thi Anh Nguyễn, Mỹ Trang, Quách Thị Tiên, Mỹ Trang, Quách Thị Tiên. Rồi, Yến quận 12, chị Yến Nguyễn quận 12. Yến Nguyễn quận 12. À, Kim Ngân, ok Kim Ngân. Chờ nhau xíu Vinh Nguyễn ơi, lấy 3 ri này. Ôi, yêu chưa này. Cái này mà chữ A như vậy này. Nó A như vậy và nó kèm tím tím. Cái con gấu này là chỉ mỗi một ri, chỉ có một con thôi các bạn nhé. Con gấu ai lấy comment giùm em. À, mã A, mã A nha mọi người nha. Mã A. A được 2 ri, A được 2 ri. Đây này, A. Hồi xung kinh khủng luôn các bạn. A 89 ngàn rẻ như bèo luôn. Hàng Việt Nam bây giờ nó còn mắc hơn cả hàng này nữa. Rồi, mà A cho Nguyễn Đoàn Quang Bách, A cho chị Nguyễn Thu Hà. Nguyễn Thu Hà, A cho Phạm Phúc. Nguyễn Thu Hà, Phạm Phúc, Đoàn Quang Bách. Ok hết. Bốc em 3 ri. Cho Vinh Nguyễn 3 ri em ơi. Vinh Nguyễn 3 ri. Ghi đầu ai quên rồi. Đừng hỏi lại Nhung, bởi vì nó nhảy như vậy chị Nhung không nhớ. À, Vinh Nguyễn, phải tập trung vào. Trước mắt Vinh Nguyễn có hơi ri này. Còn hơi ri cuối cùng thì đánh một xanh cho Vinh Nguyễn này. Cái hàng ri này nó về được ít. Vinh Nguyễn 3 ri cho Vinh Nguyễn. Vinh Nguyễn 1 ri này. Vinh Nguyễn 1 ri này. Tiếp đi em ơi. Chị Trang Như cái này nó sai, nó là sai không không. Rồi xanh, ai lấy xanh không, mình xanh nhìn đi. Mọi chị cho Vinh Nguyễn rồi đi chưa? Chưa, 1 ri nữa đi. Ấy rồi, thấy cái rồi. Ờ thì là ri khác. Nhưng mà khác rồi. Cái này cái nào hả? Vinh Nguyễn. Ri 8, à ri 5, thì xin lỗi. Vinh Nguyễn được 2 ri thôi, mới Vinh Nguyễn được 2 ri thôi. Rồi, bắt đầu chốt xanh, xanh là Tiền Hồ Ngọc. Chị ơi, size của nó là 20 mấy tới, nãy Dung báo nhiêu nhỉ? 21, 28 rồi. 28, 33, nó là size đại, đại cổ ấy. Cái hàng này rơi tầm 50kg đổ xuống thì nhá, 50kg đổ xuống. 50kg đổ xuống. Nó có thể tồn. Nói chung là em ôm một giá, cái hàng size nhắm, nhóm size này em ôm. Em ôm size bán vậy à, nhưng bởi vậy mà cứ yên tâm. Giá cả thì em cứ cân đối làm sao để mọi người được giá tốt nhất thôi. Từ từ qua mã khác. Cái đầu mã này là mã dây kéo, mã dây khóa. Ghét nha. Ghét lắm luôn á, màu bạc bạc như vậy. Xong nó kèm dây khóa. Cái này mình không có thời gian mình móc ấy, nhưng mà ví cho chị 3 ri, 2 ri hả chị Thảo Xuân hả? Cho chị Thảo Xuân 2 ri. Cái này nếu mà người ta có thời gian người ta chuẩn bị á, là người ta sẽ giống như là người ta móc lên, người ta móc lên xong bắt đầu người ta mới gọi là giá như là Thảo Xuân về đi người ta rồi. Người ta móc lên đó các bạn, ví dụ như thế. Đó, dạng vậy đó. Mấy tiền? 89 ngàn. 89 ngàn. Đẹp kinh khủng.
89 rất rẻ. Không thì sẽ đứng quá. Rồi bắt đầu này. Hơi đi, hơi đi. Không phải dây khóa đâu, cái này là dây lưng thun hết đó các bạn, lưng thun hết. Lưng thun nhưng mà nó có vòng nên dây nịt chỉ có một cái để chụp hình thôi. Rồi. Bắt đầu chốt khóa cho Phương Trinh, khóa được mấy đi? Khóa Phương Trinh cho chị An Nguyễn. Chị Phương Trinh, An Nguyễn, ok. Trang Trương. Trang Trương 3 ri khác nhau nha. Ok, Trang Trương 1 ri. Trang Trương được 1 ri phải không? Còn không? Trang Trương. Quách Thủy Tiên. Quách Thủy Tiên. Yến Thành. Yến quận 12. Yến quận 12 còn không? Nó là xay đại đó Lê Lạnh ơi. Xay đại. Xay đại. Nó rẻ hơn Việt Nam mình rồi. Rẻ hơn Việt Nam mình rồi. Nó là rẻ hơn Việt Nam mình luôn rồi. Dài đại cổ trai. Còn hàng BB chưa like mà. BB hôm qua chị em mình đang like trong điện thuốc điện. Đây rồi, yêu của em. Nhìn thấy không ạ? Đó, hàng còn chưa khui các bạn nhìn thấy không ạ? Hàng còn chưa khui đó, hàng còn chưa khui luôn. Hàng còn chưa khui là các bạn biết là nó giả mao như thế nào, nó còn bạt ngàn. Nó còn bạt ngàn. Chưa kịp khui. Hàng Quảng Châu về chưa kịp khui. Đồ bộ nữa, đồ bộ xe. Cô các loại đi hả? Nó là xe đại đó các bạn. Xin sò nhỉ? Có mình đem bán. Có mình bán. Có mình bán. Định hình coi nào, để em định hình cái nào. Hỏi em đột ngột em quên mẹ mất cái giá. Đẹp chưa? Đá có mình đá giùm em đá. Có mấy cái hàng này nó đỉnh kinh khủng luôn. Rồi đá có mình đá giùm em. Cái này size đại cho Minh Ngọc ơi, đá, đá cho Nguyễn Hương xem được mấy cái vậy. Đâu có đâu. Đây. Cái gì à, cái gì à. Anh thôi anh chở thằng Tony về anh tính luôn. Anh Tân ơn giùm mấy cái mỏ đó cho tụi mình thôi. Chờ 5 2 phút rồi 3 phút thôi, tại vì anh chạy đi đón thằng Cu á. Dạ, 4 giờ nó ra, bây giờ 3 giờ rồi, 3 nó canh giờ ra đón. Nó ra cái là nó đón luôn, nó không để được con, nó chờ tụi mình. Nguyễn Hương Dung. Chị thấy nó màu bạc bạc, nó mới xanh xanh hơi đậm một xíu thôi. Có màu khói, hình như có khói không? Có. Có khói. Có khói nhưng khói được ít á. Khói được ít. Được rồi, hết đá rồi các bạn ơi, rồi các bạn nơ giùm em nhé. Nơ, các bạn nơ. Nơ đâu, em trong cột đấy. Nơ, các bạn nơ giùm em nhé. Nơ, trời ơi, đẹp kinh khủng nha. Những cái này, 89 này, nơ. Cho mình nơ. Nơ các bạn nhớ. Rồi, ai lấy cho mình thì em mã này chữ A, các bạn A. A, các bạn A nhé. Nơ A, A. A, các bạn A giùm em nhé. A. Rồi, A, các bạn A. Đến gặp. A, cho mình A, A cho Chí Nguyễn. Cứ nhảy lên một cái này, đi theo cái phần mềm lên. Nơ, chị đọc rồi. Nơ cho ai vậy em? À, nơ Thảo Thì, ok, nơ Thảo Thì. Nã có một tiếng, nã còn dư. Có mình vàng giùm em nhé, vàng, có mình vàng giùm em, vàng. Không có đâu, nếu mà đọc tên thì mới có bé ơi, đọc tên nó mới có. Vàng có mình vàng nhé, vàng có mình vàng. Vàng có mình vàng. Đoạn đi. Alo. Rồi em nói nhanh đi, em nói nhanh, chị đang bận, nói nhanh này. Ok luôn, ok, rồi ok, ok. Ok luôn, rồi ok luôn. Rồi ok rồi. Chanel. Rồi, vàng. Vàng có bạn Vinh Nguyễn này, vàng Vinh Nguyễn, Mỹ Trang. Vinh Nguyễn, Mỹ Trang. Chị chị nhờ Sô-cô-la. Sô-cô-la, ok, còn không? Có. Thi Thi, Thi Thi. Rồi, nơ hết rồi, bây giờ còn vàng. Còn vàng, vàng rồi. Thi Thi đúng không? Rồi, ai lấy vàng cho mình vàng giùm em nhé. Cái hàng này các bạn nhận về là bạn mê liền đi. Rồi, tiếp. Còn nơ không bé? Rồi. Bên này người ta like á, người ta like là người ta hay phụ kiện đồ chuẩn bị dữ dội lắm. Mà Nhung má không có thời gian chuẩn bị. Thiệt luôn. Cái đó là cái khăn cũng được luôn á. Cái này là khăn khăn rồi em. Khăn nước trên từ nèo. Chà neo các bạn, chà neo giùm em. Ghét rồi. Thế được rồi. Ủa không phải, hình như nó không phải đấy. Cái đó là thắt nơ, hình như nó thắt nơ. Nó thắt nơ bên trường đó. Thắt nơ bên hông đó. Thế hả? Ờ, thắt nơ vào. Ngu lắm rồi. Khói cho em đi mạng em chậm quá hả? Chà neo đi các bạn. Rồi gặp bà Nhung cột nơ nữa là tôi hiểu luôn, ngáo đời luôn rồi đó. Mẹ, tôi mệt quá này. Rồi nơ có mình nơ giùm em, chờ neo đừng ấy đi. Chờ neo cho Vinh Nguyễn này, Phương Trinh. Phương Trinh chờ neo. Ờ. Cho Phương Trang đi đó luôn đi, Phương Trang đi. Phương Trang.
cái này rồi sao đấy? Chưa chưa, cái đó giờ mới lại. Hết rồi. Minh à, đúng rồi Minh Ngọc ơi, em chốt luôn dùng chị Nhung với nhá. Em chốt luôn dùng chị Nhung với. Trời ơi nó đẹp lắm hàng trước. Có 89.000 thôi, hàng size đại nha. Size này nó rơi tầm khoảng 20 10 18 20 kg đổ lên đó. Nhung đoán là như thế, nhưng không biết là như thế này. Nhung đoán là như thế này. Nhung đoán là như vậy. Chắc là như thế này. À. Chuồn dây vô. Chốt em 5 ri các mẫu. Ok, Minh Ngọc lấy 5 ri các mẫu. Vàng, ai lấy vàng là mình vàng. Vàng đâu? Chưa chưa, nó vẫn là size này đấy các bạn. Đây. Vàng có mình vàng còn cô nữa, còn size to hơn nữa. Vàng đó cho Uyên Minh, vàng có mình vàng đây. Vàng nơ đó. Để 5 ri cho Minh Ngọc. Minh Minh Ngọc 5 ri. Minh Ngọc. Không đụng mỗi tí nào luôn Minh Ngọc. Không đụng một tí nào luôn. Thằng Nam mốc ok luôn. Rồi vàng ok vàng, ai lấy vàng mình vàng đây. Còn không? Vàng chị ăn uống đi. Vàng chị ăn mấy cái hàng này về mê liền luôn. Vàng chị ăn uống. Thế còn còn một gấu này. Cho như chú. Ai lấy cho mình em gấu, cho mình gấu như em gấu, gấu 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 cho mình gấu như gấu cho mình gấu như em nhé. Gấu có mình gấu giùm em nhé, gấu có mình gấu giùm em. Gấu được bao nhiêu đi em ơi? 89.000 gấu cho Huế Lê, còn không? Gấu Huế Lê, gấu Như Thúy, gấu cho Nguyễn Giang. Gấu cho Linh Giang, xin lỗi. Như Thúy, Linh Giang. Đấy mấy cái đại rồi. Mình để cái hộp. Ghét rồi cái hộp cho mà. Để cái hộp. Mình ghét nhờ, ghét nhờ. Gấu, toàn điện ảnh comment lấy ba đi cô nha. Ừ chờ như xíu. Gấu cho Linh Giang, gấu cho Thu Hà, lát nữa. Thu Hà còn không? Còn gấu không? Đấy gấu. Rồi, chào mẹ chưa? Ờ lấy mẹ đi mà không? Bóc luôn. Ý Vinh Nguyễn lấy ba đi cổ. Nhưng mà chưa, lát nữa để Vinh nhớ cho. Vinh Nguyễn ba cổ. Còn cái này vẫn đang. Còn không? 28 đây này, 2832 này là đại cô đây này. À, cái bóc cô bóc đó, luôn đi. Con to còn hơn hàng Việt Nam mình, còn gì nó chất vải thì mềm nhúng như bún luôn á. Bóc cho mình. Thế rồi Uyên Minh không có Uyên Minh ơi. Vinh Nguyễn lấy thêm ba đi. Lấy Vinh Nguyễn là bao nhiêu? Qua đi qua màu này. Không đụng nhau luôn á. Hết gấu rồi, hết gấu rồi. Có màn giùm em này. Đẹp cực kỳ luôn, chất vải của nó là mê mẩn luôn các bạn ơi. Yeah. Cái này nó đang là gọi là đại nhưng mà bởi vì nó đánh là size cô đó mà 28 32. Nếu là hàng Quảng Châu thì nó là size cô đó các bạn. Hình dung không? Tức là nó nếu đúng nghĩa nó là size cô của Quảng Châu mình đấy, nhưng mà để mà so với hàng Việt Nam mình á thì không thể nào được. Cô Việt Nam mình là mặc định cứ phải 55 60 kg. Các bạn hình dung không? Cô của Việt Nam mình là phải 55 60 kg. Nhưng mà hồi nãy con bé top nó mặc á thì nó hơi body thì Nhung sẽ mà top này là top là bao nhiêu ký mày? 55 kg mà deep thì rất là to. Nên bởi vậy Nhung chốt cho bé là chốt cho các bé là 50 kg thôi. Hàng này là 50 kg các bạn nhé, chốt 50 kg tổ chức. Đó là top mặc thử nhưng không biết nó như thế nào đâu. Ngày nãy mặc rồi đó. Rồi, ai lấy mã này comment cho em đi. Comment giùm em gấu hết rồi. Comment giùm em số 1. Số 1 lại đi, Quỳnh Hoa ơi lấy em số 1. Số 1 hơi cái đầu tiên là số 1. Số 1 comment số 1 cho em. Số 1. 2 4. Số 1 comment số 1. Số 1 comment số 1 cho em. Số 1. Số 1 Như Thúy và sô cô la. Như Thúy sô cô la. Sô cô la. Như Thúy sô cô la. Chí Nguyễn, Chí Nguyễn. Yến quận 12. Yến quận 12, Nguyễn Hương Dung. Nguyễn Hương Dung, còn không? Còn không em? No. Thế nào? Thúy Lê. À không, vậy Thúy Lê không có. Thúy Lê không có luôn hết. Hết. Trời ơi, ghét như kinh. Ghét lắm luôn á, 89.000 đồng, 89.000 đồng, 89.000 đồng. Rồi, có bình giùm em chữ tờ, có bình tờ giùm em, tờ, có bình tờ giùm em. Chất vải nó mềm mà nó sướng, co giãn. Tờ, có bình tờ giùm em, co giãn nhẹ, mềm cực kỳ luôn. Tờ, có bình tờ. Bao nhiêu riêng không? Tờ này là bao nhiêu riêng năm không? Cái tê tờ này là bao nhiêu riêng? Tờ, đây hả? Có tờ này cho Tuyền Hồ Ngọc. Tuyền Hồ Ngọc. Tờ Tuyền Hồ Ngọc không có. Thế rồi không phải, cái này kiểu khác nữa. Kiểu khác nữa. Kiểu khác, cái này kiểu khác nữa. Mà nó đẹp quá chị hình như là đến cờ. Ừ chứ.
số 5. Thôi, nhiều ghét số 5. Đi lấy tiền đó, bác đẩy tiền ra bà dọn em. Số 5, con mình số 5. Sao mà tiền hồ ngạc người ta này? Chai bố hôm nay nhiều rồi mà. Chai bố hôm nay nhiều quá trời luôn mà. Riêng Quảng Châu chai bố hôm nay quá trời luôn. Số 5, con mình số 5 gì lên. Số 5. Số 5 cho Uyên Minh Như Thúy. Uyên Minh Như Thúy. Còn một cái tạo tiền. Tạo tiền ok hết. Này còn chữ số A này. Còn ri A hồi nãy. 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 Ai ai không mình ai. Còn ri A hồi nãy. Rồi có bằng giùm em màu hồng. Hồng có bằng hồng giùm em hồng. Hồng có bằng hồng giùm em hồng. Hồng trời cái chất hồng đẹp. A hồi nãy chị Quỳnh Hoa. Chị Quỳnh Hoa ok chị Quỳnh Hoa. Rồi hồng có bằng hồng giùm em. Hồng. Hồng rất là xuất sắc luôn. Bạc bạc đẹp kinh khủng. Hồng cho Chí Nguyễn. Hồng cho Chí Nguyễn. Hồng Chí Nguyễn 627282 89 ngàn. Rồi ai lấy hồng của mình hồng nha. Quần gì tay đại bé Thu Đông không? Mà có 89 ngàn. Hàng này hàng nhận về các bạn mê mẩn. Rồi ai lấy hồng của mình hồng nha. Lấy ai dặn khói. Bây giờ cứ khói đi. Khói tất cả được có nhiêu đó đi phải không? Rồi khói tất cả được 1, 2, 3, 4, 5, 6 ri phải không? Chia mỗi người riêng, ai lấy khói cho mình khói thì chia mỗi người một riêng. Chia, hàng này không có phân biệt mẫu, nó cứ nó chỉ khác một xíu thôi. Chia mỗi người một riêng khói cho mình khói thôi là được rồi. Khói cho mình thôi. Cái này cái cổ là bao nhiêu anh Dung? Dạ, cái hàng đó hàng nghiêm đấy chị, 697989. Ơ, ô lộn, 627282. Cái thôi được 2 ghi á, hàng nghiêm là 62 hả? Vâng, hàng nghiêm. Bây giờ áo Quảng Châu, ấy cái gì, áo cổ trụ bây giờ đâu có hàng sale đâu chị. Rồi. Đúng rồi, nó cao kinh khủng, năm ngoái có ba mấy, bốn mấy, năm nay nó lên cơ đó. Khói, đi mẫu đâu em nhỉ? Khói cho chị Khôi Nguyên. Khói cho Khôi Nguyên này. Khói Khôi Nguyên, khói cho Chí Nguyễn này. À, khói Chí Nguyễn này. Khói cho Tuyền Hồ Ngọc này. Tuyền Hồ Ngọc này. Khói cho Tuyền Hồ Ngọc, khói cho Như Thúy. Tuyền Hồ Ngọc. Cuối cùng cho em rất là đẹp. Vinh Nguyễn hồi này có khói cho em? Có rồi. Có rồi, Vinh Nguyễn có khói rồi, Mỹ Trang. Có một hình có một điện thoại. Mỹ Trang, ok, Mỹ Trang. Còn khói không? Hết khói luôn, hết khói luôn. Không, hồi nãy là bốc ngỗng. Trời ơi. Chú chi, có mình dùm em này. Trời ơi, dễ thương chứ, cờ có mình cờ dùm em, dễ thương rồi. Cờ có mình cờ dưới đây nhé, cờ. Dễ thương quá. Chúng ta còn quần jean baby, chúng ta còn set sale, hàng sale. Chúng ta còn ti tỉ mẫu hàng sale. Toàn hàng vip không mà giá rẻ, chứ cờ. Tay đại chị Loan luôn, tay đại mà giá sale chị em hàng Quảng Châu nha, không phải hàng Việt Nam đấy. Cờ cho chị Nguyễn Thu Hà, cờ cho Đàng Quang Bắc. Đàng Quang Bắc. Nguyễn Thu Hà, Đàng Quang Bắc. Khói hết mất rồi chị Nhung Bùi. Cờ ai đấy cờ mình cờ còn hai đi. Đi nấu cờ lên nè. Lớp này, dễ thương nhỉ, lớp. Các bạn lớp giùm em nha. Các bạn nhìn thấy bộ tem là cái hàng VIP mà. Các bạn em lớp, các bạn lớp giùm em. Lớp các bạn lớp. Như bấy nào? Như bấy là cho bấy Quảng Châu. Chưa phải chưa bạn. Chưa có, không biết. Lớp cho Đàng Quang Bách. Lớp đâu? Lớp gì? Lớp Đàng Quang Bách đây, chị nhìn cho. Trong váy cụ đây bao nhiêu vậy? Trời ơi, từ lớp Đàng Quang Bách, lớp cho Bích Ngọc, lớp cho Quỳnh Hoa, Bích Ngọc, Quỳnh Hoa, Thi, lớp còn đâu? Lớp không còn đâu em, lớp còn đâu? Lớp còn đâu? Chị lên tới tận đây thì tính cho chị bằng giá luôn đi, còn có một ri hả? Cái hàng này keo luôn cho chị luôn đi. Bằng giá thì tính luôn cho chị luôn, hàng tay cổ. 89 ngàn, còn có ri hả? Thì đằng nào cũng keo luôn đi. Còn không? Còn lớp không? Còn lớp không? Còn đi mẫu chị đó. Hết lớp rồi. Thi Anh Nguyễn, Thi Anh Nguyễn, lớp Thi Anh Nguyễn. Lớp cho Thi Anh Nguyễn. Dạ, thứ có đi, thứ hết rồi hả? Dạ, hết mỏi rồi. Hết rồi các bạn yêu nha. Cái này lên đây, đây này. Đây này, gấu xanh. Đơn giản thì sò, gấu xanh, điêu. Có tay cồ, chị có tay cồ. Cái hàng này thực ra nó là cồ đấy. Nó là cồ đó các chị em, nó là cồ đấy. Em thấy nó báo bên em lúc mà nhận nó rơi tầm khoảng là 45 mặt 45 kg mặt rộng. 45 kg mặt thoải mái, gấu Chí Nguyễn.
Cái hàng này 45kg mà thoải mái, rất là thoải mái cho những bạn đít bực. Mà nó là hàng Quảng Châu, co giãn mềm, nhũng luôn, đơn, trơn, cơ mần trơn của bên. Trơn, cơ mần trơn, nhé. Trơn, cơ mần trơn, trơn được mấy đen này. Gấu còn không, sao Quỳnh Hoa? Sao Quỳnh Hoa, gấu này đi. Gấu Quỳnh Hoa, ok, gấu Quỳnh Hoa. Rồi, cái này có đi trơn duy nhất, trơn, dành cho những bạn nào thích trơn. Đó, trơn. Trơn, trơn cho Nguyễn Thị Thu Hà bây giờ mới trơn. Trơn cho Chí Nguyễn. Trơn cho Chí Nguyễn, ok. Còn cây cù. Còn cổ, chờ em xíu em lên cổ rồi. Mày thảy hàng lên xong bắt đầu mày đi về vậy đó hả? Rồi bây giờ kiểu dạng như là nhớ anh Thái lúc nào mày đem hàng lên lúc đó hả? Có ai ai đợi 10 giờ điện gọi điện chị ơi hàng giao lên nhé không? Cười hả? 10 giờ đêm anh quay rồi anh nhắc mà. Bây giờ thì nhắc mà. Không phải vô 10 giờ đêm thôi là 10 giờ trưa. Ừ, ông toàn lên giờ đó rồi. Lên giờ nghỉ không à? Rồi, cho mình lên số 2. Số 2 cho mình số 2 giùm em. Số 2. Số 2 cho mình số 2. Số 2 cho mình số 2. Anh ra xuống giùm em. Nó lên 10 giờ đêm nó lên. Và giờ đó nó mới sắp xếp xong mới sắp xếp xong mới đẩy hàng lên giao qua luôn. Sáng mà đem qua đi. Đi đâu? Mới nhớ số 2 cho Chí Nguyễn. Ok, dễ thương quá trời luôn. Cho mình giùm em số 1. Kinh khủng. Một. Có mình một giùm em. Một. Có mình một giùm em nhé. Một. Có hơn. Có số lượng nó chỉ thẳng đầu. Một. Cùng em một. Cùng một đẹp lắm. Một đẹp lắm luôn các bạn ơi. Một đẹp lắm luôn. Một rất đẹp luôn. Chưa. Rồi. Gần hết rồi đó. Còn khoảng tầm hơn chục ly nữa thôi. Để chúng ta còn qua hàng khác. Có cả. À quên các bạn ơi. Có cả. Em về một lô thôi nha. Em sẽ về kiểu dạng như để cho các chị ai cần thì lấy thôi chứ em không có về thường xuyên. Tức là em chưa có ý định, em sẽ không chuyên. Chắc chắn một điều là em sẽ không chuyên nha. À, nhưng có điều là ví dụ như tiện đó, tiện đi theo công á thì em về cho mọi người để được cái giá tốt với cả hàng xịn. Tại vì bản thân em Nhung là duyệt hàng rồi, vậy bên em có người ở bên nó. Tức là em có người bên nó để đầm chưa lên Ngọc ơi, xíu nữa Nhung lên giờ ấy. Mặt cười cơ mà, mặt cười cái này là theo. Là chúng ta có cả giày dép luôn. Nhá, giày dép vô phát jean hả? Mà em có khách nên không coi được. Phát jean thì không còn, phát jean không còn. Cưng chứ à? Rồi, mặt cười cơ mình, mặt cười. Mặt cười, dễ thương quá. Dễ thương lắm luôn á, cái đi này, mặt cười có một đi duy nhất. Mặt cười, có mình mặt cười chứ em. Mặt cười, 89 nè. Giá quay á tức. Hay quá, hay quá. Nào, có ai lấy nữa không? Cái này size cổ này. Mặt cười cho chị An Nguyễn, size cổ này 28. Trời ơi, size to giả mang luôn. Rồi, 89 ngàn bé ơi, xong An. Mặt cười còn không? Mặt cười còn không? Có một dây mặt cười. Còn không? Có một dây mà là Phương Trinh nào? Có một dây thôi, cái này là cổ này. Anh Phương đang đi nè. Em ơi, 2832. Là sao nó to dữ vậy? Đường gì thì mình đọc ăn lên trước mà. Nghe nói gì đâu. Hết mặt cười rồi các bạn, có một cái gì? 2832 là xe cồ đó, các chị cho mình đùa thôi. Chỗ nó to như thế này, cái mặt cồ. Cồ đó, cái này là cồ, to dã man. Rồi, chờ neo qua mình dùm em nhé. Chờ neo qua mình, chờ neo dùm em. Quá xịn luôn á. To, form to, vải đỉnh, đẹp cực kỳ luôn, chờ neo. Chờ neo cơ mình, chờ neo dùm em nhé. Thu đông không có khó hả? Thu đông không có khó. Dạ, cái này chờ neo. Chờ neo cho Quỳnh Hoa. Nó là cổ đó các chị, mà giá này rẻ kinh khủng. Quỳnh Hoa, Loan Lưu. Loan Lưu có 2 đi, 3 đi. Rồi nốt mã này nữa thôi. Nó là cổ đấy. Rồi, cơ mình dùm em. Trời ơi này, đơn giản sang chảnh nhá, số 5. Có mình số 5 dùm em luôn. Số 5, nó có một cái bí. Đó, rồi, đơn giản, sang chảnh. Nhìn dài ống rộng còn ít, vung lên luôn đó. 5 cho chị Anh Hoa, chị Anh Hoa vô trễ, thì áo khoác hết sạch. Bây giờ mới nhớ hả, bây giờ mới vào hả chị? Một Anh Hoa mà có, để tôi kiếm tôi cho bà một cây cho bà xem thử. Bởi vì làm sao? Số 5 này có ai vậy? Còn số 5 không cho chị Yên Minh? Còn. Đây, số 5 cho Yên Minh. À, hàng lô xe mới về hả? Có lửng không?
lượng có hàng BB, lượng có hàng BB sale á, thành công đấy. 6575 ba ơi. Ôi ghét chưa, còn một bích tiêu duy nhất, còn một bích tiêu duy nhất. Lên bộ bé trai chứ, 100% sẽ phải lên bộ. Jean dài có, jean dài nhiều lắm. Jean dài hàng BB em like giờ chị Thanh Hoa, chiều nay là phải like luôn mà, chiều nay em phải like luôn ấy. Để biết sao hàng nó về nó nhiều ấy mà không like là sẽ không giải quyết được mặt hàng, mặt kho. Rồi cho chị Thi Anh Nguyễn. Bây giờ em chỉ có một điều ước duy nhất đó là em có một cái kho nó rơi tầm khoảng 500 m². Mickey có không cho chị Thanh Hoa? Thì ba cứ chốt nhí là 7282. 728292 nhí đại cổ. 728292. Nó là sai gì thì ba cộng lên ba. 7282. Tính hơi vậy là sai đó là 280 tính hơi. 8292 đó. Có người đi xe cũ. Ủa hôm nay lên hàng vẫn chưa có bill hả? Vậy thì cứ ào 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 đây. Ôi, tưởng nó vô thôi. Vua Khơm đang có một đường nét ở Long An, tha hồ làm kho. Chị Đặng Thanh Hoa. Không, khóc môn. Thường bất động sản. À, xuống Long An tiền xăng không đủ. Ủa đâu có nghe ở Long An sao Long kho thôi em chỉ cần 500 thôi ở Hóc Môn. Đồ bơi hôm nay không có đâu chị yêu của em, đồ bơi hôm nay không có đâu. Đồ cồn đau. Sao em thấy cái mã này nó lại còn to hơn cái kiểu đó, to hơn nữa. Nè, cổ đấy, ít bự rộng to luôn. Cái này em mặc có khi vừa luôn. Rồi, cái này cổ to này. Cái đi này to lắm luôn á. Cái này các bạn bán 200 mấy được. 200 mấy. Cái này giống hàng khủng đó các bạn. Ai nhanh thì được nha. Cái này cho anh 2, 3, 4, 5, 5, 5. Này, cho chị Thanh Hoa này em ơi. Cho chị Thanh Hoa này. To lắm luôn, hàng này thích to. Cái này có khi nhung mặc vừa. Cái này có khi nhung mặc vừa. Mấy cái kiểu cột cột như vậy này ăn. Ồ, đúng rồi. Cái này nhung mặc vừa luôn. Nhung mặc vừa. Đẹp ghê luôn. Vẫn vậy. Ý là thấy nó form nó to hơn thôi. Chứ mà nó là size như vậy luôn, 2832. 2830 gì đó, đại loại như vậy nhưng mà nó form thấy nó to. Ý là nó kiểu dáng này nó thấy nó dáng nó to hơn đó các bạn. Thì thấy nó to hơn, hết hồn luôn á. 89.000 hàng Quảng Châu chị ơi. Nè cho ba sô cô la một ly này. Thanh Hoa ba sô cô la thu đông một ly. Đây. Ai comment lên là được thu đông một ly, hàng rất mềm kinh, về các bạn lấy về các bạn mặc cho sướng. Còn ông cho Minh Ngọc. Minh Ngọc một ly này. Minh Ngọc thu đông, Minh Ngọc. Thu đông Minh Ngọc. Còn ông cho Mỹ Duyên Phạm. Mỹ Duyên Phạm một ly luôn. Mỹ Duyên Phạm một ly. Mỹ Duyên Phạm một ly. Mỹ Duyên Phạm ok. Chị An Nguyễn này, chị An Nguyễn một ly. Chị An Nguyễn một ly. An Nguyễn một ly, Uyên Minh một ly. Cái này về các bạn lấy các bạn mặc. An Nguyễn một ly. Chí Nguyễn một ly hàng không to. Chí Nguyễn một ly. Chí Nguyễn cẩn thận rửa tay. Chí Nguyễn một ly có. Sao còn không? Nó khoác hết sạch luôn rồi Ngọc Nao. Đây, còn không? Còn không? Còn cổ to đây. Chị đến dân to ấy. Còn mốt rồi. Còn cho chị Lan Lưu một ly. Lan Lưu còn không? Còn không cho chị Giang Trần? Trên cấp đấy. Nó nhỏ hơn một tí. Cái này cái hạt. Cái này đẹp chứ. Cái gì đây mà đẹp chứ. À, dạ, hẹ hiểu rồi. Cái này nó là size 2630. Tức là cùng một cái giá đó nhưng mà họ đi được. Đừng lo, đừng buồn, nhưng về nữa, khi nào nhưng về nữa nhưng gọi nhá. Về nữa, tức là đang trên đường về rồi, nó nằm trong lô đó rồi, chuyển tiền rồi. Chỉ có điều là hôm đó vận chuyển xe nó bị hết, không còn chỗ để.
thế là buộc phải để rớt lại đúng, cứ nghĩ là đi về cùng ngày, ai về đâu là một về nó bị trời, nó cho lên nó kiểu dạng không lại mà ăn sao vậy ăn rồi mà thì hai chú cháu nó này tao không cho nó chơi mấy thằng Nam nữa, tao quyết định túi cho mình túi nha, 89 ngàn, cái dây nó in thế rồi, túi cho mình túi lên, túi cho chị Giang Trần, túi cho chị Giang Trần, túi cho Giang Trần, túi Giang Trần, ok, còn túi không cô? Túi toàn, túi mà không có túi đâu. Đó, cái túi em cầm đó, em không phải vớ vẩn. Em không phải vớ vẩn. Đúng hai cái túi thôi. Nguyên viên. Trả cái túi đâu kia. Trả túi đây nha. Túi quần ra. Túi quần ra. Còn không? Cái này lấy là Thanh Hoa. Thanh Hoa cột đến số lượng. Cái mẫu in vậy. Nguyên viên Thanh Hoa. Nguyên viên Thanh Hoa. Nguyên viên là túi đúng không chị? Nguyên viên Thanh Hoa. Chị viên ấy. Mỗi túi mỗi cái nó chỉ có một cái sự kiện thôi, còn đâu là cho một cái hình mẫu để mình làm mẫu rồi các bạn nghe em nha, cái này là lớp hồi nãy này, lớp hồi nãy này các bạn, lớp các bạn lớp gì mà lớp mã lớp á, cái này cần lắm, thị trường mình không có mà bây giờ Sài Gòn nó còn không làm luôn á, chán luôn á, Sài Gòn mình hàng bây giờ nó cao quá, lớp cho chị Nguyễn Viên, lớp cho Nguyễn Viên đầu tiên, ai còn lớp không cô? Hết lớp rồi. Cơ mình em màu cái này vàng hồi nãy em lên rồi nhé, vàng còn sót một ba ri vàng, vàng cơ mình vàng lên, cùng nói cái này luồn dây đằng sau, ha, cột nơ lên, vàng cơ mình vàng lên, đẹp cực kỳ, nó rất ghim mềm đẹp xinh xinh, vàng ủng hộ nhung vàng, vàng cơ mình vàng. Chị Hoàng à ơi, 89 ngàn, hàng size đại, đại cổ luôn, đại to, cái hàng này size khá là to, nếu mà so với Sài Gòn mình là cũng ok lắm luôn á, cái là to, 45 kg mặc rồi mình là cổ thôi, đúng nghĩa là nó phải móc luôn, wow. Chân váy, có một ri chân váy thì nhất quần đùi, một ri quần đùi váy, chân váy cho mình chân váy, này. Chân váy cho mình chân váy của mình. Chân váy 89 ngàn luôn, chân váy cho 189 ngàn thôi. 89 ngàn. Chân váy là chị Huyền Hồng Ngọc. Chân váy Huyền Hồng Ngọc đây, cái đi này làm đâu? Đây. Rồi, cái này kiểu dạng dây lửng lửng. Không mình dùm em số 2, không mình số 2 dùm em. Số 2, đùi số 2, sai tất cả đều là cái đại cổ. Số 2 cho mình số 2 dùm em. Số 2 cho mình số 2. Đây, cái mặt bùa này có một chân váy cho mình. Chân váy cho mình. Số 2 cho Phương Trinh này, mình Phương Trinh. Nó cỡ nữa. Ôi, số 5. Cái này cái là cái quần là cũng có cái này chứ này. Số 5 cho mình, số 5 ngầu nhỉ, đẹp nhỉ. Cái số 5 này số 5. Có một cái à, cái nó động có gì được. Số 5 đẹp kinh khủng luôn, số 5. Ôi nó đẹp khủng khiếp luôn á, số 5. Em ơi, cái này là Phương Trinh. 5 hơn gì đây? Số 5, chị ơi comment giúp em số 5 để không bị nhầm mã nha. Số 5 cho chị Giang Trần. Ok Giang Trần. Em chân váy có quần. Có quần. Chân váy có quần. Giang Trần. A, comment A. Ừ. Đúng rồi. A à, Mi Hồ ơi, Vin Quảng Châu size cổ. Size đại cổ giá 89. Có đại giá gì đâu, mình test nữa kìa. A cho mình ơi. Có đại giá gì đâu. A cho mình ơi. Em thấy để đâu ấy. Rồi mà nó đi rồi, ở nhà này gì mà bận quá. A chị An Nguyễn đi 4. A chị An Nguyễn đi 4 em ơi. A chị An Nguyễn đi 4. Trời ơi, đẹp quá, chịu nổi luôn. Hồng. Có mình hồng giùm em nhé, hồng. Đơn giản sang chị xài. Hồng có mình hồng giùm em nhé, hồng có mình hồng. Chuẩn bị qua bộ, chuẩn bị qua bộ các bạn nhé, hồng. Ừ, đây mất một cái. Như chị Thanh Hoa có FG nó mới nhỉ? 89 ngàn. FG nó mới có luôn rồi các bạn nhé, FG nó mới có. Cái này không? Không, đây rồi, chị bỏ ra rồi. À, hết rồi. Các chị ơi, hồng, ai lấy hồng không? Mình hồng. Hồng.
Hồng Sammy Hồ. Còn gì ta? Còn. Hồng Sammy Hồ. Sammy Hồ. Hồng, nên áo khoác hết sạch, không còn đi áo khoác nào. Còn một cái cô này là chị nào đây? Mua 300 mét. Nhung về nữa đấy. Mi Hồ ơi, 89 ngàn em ạ. 89 ngàn, 89 ngàn. Cái cổ. Hồng ơi, còn cái này nó carbon chân được mà. Ôi. Này không có chân, không có quần chít. Ủa, cái này đây là hơi bị máu rồi. Hồng, hồng thanh hoa. Cái này size cổ không có quần chít. Cổ không có quần chít. Cổ không có quần chít. Hồng không phải thanh hoa đâu em. Ừ, hồng ơi chị thanh hoa. Cái cổ không có quần chít, các bạn ơi comment cho em số 2 để các bạn chắc chắn thấy. Ồ đẹp lắm luôn mà chất bà. Cái này bạn sướng. Không có quần chít. Ừ. Thu Hà bình thường mà size cổ. Rồi, Thu Hà. Vào đâu? Vào đâu? Số 4. Số 4, các bạn số 4. 4 không bằng 4. Rồi, không không. 2, 4, 6, 8, 4. Tiếp. Mi Hồ Vinh Nguyễn. Mi Hồ Vinh Nguyễn. Mi Hồ Vinh Nguyễn. Mi Hồ Vinh Nguyễn. Em, hàng hàng dinh lửng đấy cha. Dinh á. Ủa sao Jin Bibi lại đẩy vô đó vậy? Chắc điểm mẹ nó đẩy vô đó, ta lát ta la kiểu gì? Thằng Bibi hay là hàng gì? Nghĩ sao Bibi lại đẩy vô Jin vô đó, thằng nào xếp hàng vậy? Tốt luôn. 4 chị Thanh Hoa luôn này. Có cái gì đậm đậm nào không? Chí Nguyễn luôn này. Đậm đậm á. Thanh Hoa này. Chí Nguyễn luôn. Đừng lấy lưng thùng, à lưng khóa nha, lưng thùng á em. À, BB đây chị. Thấy chị Thanh Hoa ơi, em lấy rồi. Em chốt rồi. Lớn lớn đi. Lớn đi em. Em không phải nhớ nhảy nhà nhiều lắm. Nó hồ bên trong này. Thì cũng như vậy. Ba lửa. Ô cái này dài mà. Lấy ra đi, lửng này, lửng này, lửng này. Ô cái hàng này giả mà nó to lắm á, bán được không? To lắm hả? Nhỏ hơn này. Anh miền này em mặc đấy. Sợ đó hả? Sợ đó này hả? Sợ đó thì không lấy, cái này to quá. Ờ, lấy về bà trả cho thằng kia. Nó thôi thì lấy khoảng tầm đang nọ thằng kia cái quần. Cho nó cởi chuồng cho rồi nợ lắm gì. Bốn mấy ký hả? Bốn mấy ký chỉ lấy size đại thôi, còn nó hàng bán hàng tới 70 ký rồi. Ờ, cái hàng BB. Áo khoác không còn ri nào luôn á, bé chi. Trời ơi, tiếc lắm luôn, nó đẹp kinh khủng đấy ạ. Bữa nào Nhung về Nhung gọi nha. Về nữa, tức là ý là nó đang trên đường về. Dây lưng vàng nha, tôi chỉ có một xỉu luôn, cái này xỉu luôn nè. Đã có con gái mà nó vẫn chưa lên đâu đâu, không nết nê gì hết, lên nết lên nê. Có đúng không, mình bao nhiêu phần trăm mình có mình làm điều cho con gái là mình sẽ tự tay nghề lên lên nè. Lâu thế lây dây kém rồi. Ủa cái level mới lô mà đúng không, đúng không? Chắc nó vầy quá hả? Ok ok. Ờ, chắc ok ok ok. Ăn, quá đỉnh luôn. Quá đẹp. Quá đẹp đúng không? Mà cái này nó mềm. Cái lạnh đi BB không? BB hả? BB lên lên. Lên luôn BB. Cho chị cái này, cho chị thêm hoa luôn. Đâu? Cái suốt ngày chị Nhung à xong bắt đầu. Ôi ơi, Jin nó đẩy vô trong luôn, kinh thật luôn. Thì được thôi, bình thường thôi. Được không? Thôi em cho Jin vô trong bây giờ tối nay. Xếp cái thằng Jin BB vô đi tối nay. Hoặc là bây giờ mà là Jin nữa chẳng. Cái này ra chạy. Cho chị Thanh Hoa. Em nó lấy ba ri khác mẫu trong váy. Cái này cho Vinh Nguyễn nha, nên là chân váy này cho Vinh Nguyễn. Vinh Nguyễn. Em cho cái thằng Jin BB vô đi để mai chị Nhung chiến đấu với thằng Nguyễn.
Bây giờ chúng ta sẽ qua cái hàng bộ xeo. Bộ xeo các bạn chấm lên giùm em để em lên bộ. Còn quần gái đây còn một vị cuối cùng. Để quá. Số 1 các bạn, số 1 hồi nãy ai bị một cái này. Số 1 các bạn, số 1 cái này. Trời ơi. Các bạn đưa những cái đó để lấy một cái mặt. Số 1 các bạn, số 1. Đẹp xin khẩn luôn. Còn vì cái đó là nãy chưa la lên chị. Số 1 luôn, ta chị mi hồ luôn. Rồi cái này là to giả man này, cho chị con hoa đi này đi, rồi cái này to quá. To rồi mới cần. Mi hồ được mấy đi rồi nhỉ? Chắc được 3-4 đi. 3 đi á. Cảm. Số 1. Cái này là trộn là hay sao đây Nam? Trộn. Được có một mẫu à chị? Được 1-2 đi gì đó. À cái này là trộn. Cái này là trộn. Ai lấy trộn không? Trộn như thế này. Trộn. Với những tiền này cho tình yêu của em đi. Chị Thanh Hoa luôn, đến số lượng bóng Thanh Hoa luôn đấy. Cô đó Phúc Tí, nó là cô đấy, hàng Quảng Châu mà. Số 5 của mình, số 5 của mình. Vải nó mềm như giấy, mềm lắm. Số 5 của mình, số 5 của mình. Số 5 của mình, số 5. Số 5 của mình, số 5. Con đi. Có 115 bộ tôi mới còn dư nhiêu tôi lấy hết. Số 5 chị lấy thành bộ gì chụp hình à? Đây nói gì chụp hình à? Cái bộ nào mà không bán? Nó lên còn mấy đi lẻ, nó cho bán nó vào thu rồi. Sao vậy, lý do? Vải nó phụ. Hàng của người ta mà hàng đặt mà sao mà lên đây? Ngày lên mà lên bão quá thì mày đang nhớ to quá à. Mày muốn chết chứ không à. Rồi, ai lấy comment em Trần. Cái này comment dưới đây số 2. Số 2. Số 2, comment số 2. Số 5 hết rồi. Ủa, số 5 chưa chốt ai hả? Chị Yến 12. Chị Yến 12. Rồi, comment dưới đây em xem. Số 2 cho Mi Hồ mới tăng ra. Có một ly duy nhất hả? Mi Hồ thôi. Có một ly duy nhất Mi Hồ. Thấy trời, má. Rồi đứa nào uống nước cam, nước chanh này ngon quá chị uống nổ luôn. Mà nãy giờ tao tu, tao uống nước. Mà là anh thấy đi chợ anh mua lên thêm ly nước ép. Tu lê còn đâu? Còn tu lê, tu cái này. Còn đâu? Cái này tén hết rồi. Sau này cho chị Thanh Hoa đi, trả chị lấy phần nữa. Thanh Hoa đi. Gì tơi nữa không? Thanh Hoa. Đó còn nữa, để cái like đấy. Đưa. Thanh Hoa đi. Cái này đẹp này chị này. Tình cái này nó cổ mà nó đẹp to. Thanh Hoa nãy không có ốc khóc, chắc mua em cầu bấm một cái ốc khóc. Cực kỳ luôn, đúng. Cổ. Cái đi này các bạn ơi, đừng bỏ qua cái này. Cổ đấy. Cổ 89.000 đồ, nó đẹp đá mang còn chơi. Rồi. Nước nước đồ này kia, đơn giản ha. Sang chặn mặc lên xịn xò vô cùng luôn. Dạ, chị Lan Lưu. Lan Lưu luôn. Thanh Hoa Lan Lưu. Phúc Thi có lấy luôn đấy luôn em ơi. Lan Lưu còn không? Còn. Cho chị Yến 12, cho chị Thu Đông. Yến 12 hơi lúc. Yến 12. Rồi, còn không? Cho chị, còn không? Thu Đông rồi. À, Thu Đông, còn không? Số like nữa chứ, like từ ngày nay tới ngày mai nữa mà. Hôm nay mới bắt đầu chứ đã like gì đâu. Giờ mới là bắt đầu. Thấy gì chưa Thu Đông. Giết 10 like ta. Hết sạch luôn đấy tình yêu. Tôi vui chưa giờ không coi được gì hả? Ừ, còn đi nút nào không? Cẩm Tú Nguyễn, hôm nay Cẩm Tú Nguyễn vô trẻ nhỉ? Mấy cả chị Lucky hôm nay vô trẻ, em like áo khoác đẹp lắm. Lát mua lại đai đi rồi tiếp, cũng hồi hộ luôn. Hết à? Hết cái nút đó rồi. Tức là Cẩm Tú Nguyễn không có luôn ấy. Chân váy bò, chân váy jean hả? Cái này là sạch hồ. Chân váy jean hả? Vinh Nguyễn đang cần chân váy jean hả? Chân váy jean BB có rồi. Hết rồi. Hết rồi, lại chưa có gì. Dạ nãy giờ em bốc của chị cũng được mấy ri rồi mà tình yêu, áo khoác không còn ri nào luôn ạ. Áo khoác hết rồi. Cái này comment đi này. Này, còn ri cổ nốt này luôn này. Hết luôn các bạn, còn ri này luôn. Còn ri này lấy nốt đi các bạn. Còn ri này. Tùng quá trời luôn. Thanh Hoa ri này nữa. Còn ri Cẩm Tú Nguyễn lấy luôn đi em ơi. Quảng Châu 89.000. Còn ri. Đầm đầy nhóc luôn. Xong lên thiết kế, xong lên đầm. Đầm nhiều lắm luôn, đầm đại cổ, để Nhung lên đầm đại cổ chứ này. Cổ nào, Mỹ Tiên Phạm có đi cổ nào không chờ? Có luôn phải không? Cho Cẩm Tú Nguyễn.
Lý Duyên Phạm ra đi đi. Lý Duyên Phạm cho em đi. Hàng này lâu lâu mới có một đợt chứ không có về thường. Bây giờ với lại bây giờ Quảng Châu, bên Quảng Châu bây giờ bắt đầu họ chạy hàng hàng đông rồi. Họ sẽ không chạy hàng hè nữa rồi. Bây giờ các xưởng nó không làm hàng hè nữa rồi. Thanh Hoa Quảng Nguyên. Chị lấy được mấy ghi là ách bằng. Thường đấy. Thế thì hỏi tiếp đi gái, hỏi nữa đi. Mày hỏi nhiều vào thì trả lời biết luôn cũng được. Mỗi lần hỏi chị lấy được mấy gì rồi là khách vào. Mỗi lần chọn mẫu chia nghe tên là khách hỏi. Thế thì hỏi tiếp đi chị Nhung. Thương ghê. Còn nốt ri này ai hốt nốt cho em với. Còn ri cuối cho mình cuối giùm em với. Cuối cho mình cuối giùm em với. Trời ơi. Cuối. Còn cuối cái này cột nơ cột ơ đồ từ lưa vô giùm em. Còn ri cuối cho mình cuối giùm em với. Còn đi cuối cho mình cuối giùm em luôn cho hết luôn. Ờ, mi hồ nốt luôn. Mày cứ suốt ngày mày hỏi Thanh Hoa có lấy khoác. Mày như kiểu dạy như là và Thanh Hoa là bán nghiện á. Mày đi sau này. Dạ bà thí điện chưa tỏ này em bác cũng có lấy, em lấy luôn rồi. Cuối còn 2 ri, cuối còn 2 ri. À cuối này nữa này, mi hồ này, lấy ri này đi em ơi. Cái này nó đính đá, đỉnh lắm luôn á. Thiếu jean trai gái, ồ đây mi hồ luôn. Nó còn 3 triệu, tóc ở đây thôi. Cuối đen thảo tùy luôn, hết. Cuối là thảo tùy, dễ thương lắm luôn. Này tao mi hồ ở đi này, hồi nãy giờ chưa like ở đi này luôn. Thảo mi hồ, ok mi hồ. Đừng mình quan trọng còn sót ở bên đó, mỗi thứ có ri. Phúc thi được ri nào cho ta? Phúc thi được ri nào cho ta? Phúc thi toàn phải cổ không? Phúc thi được một ri, Phúc thi lấy mấy ri báo nhung nhung lấy cho chỗ cái này cho đến mi hồ luôn. Phúc thi mi hồ. Phúc thi mi hồ. Đẹp, đẹp lắm. Ri này lâu lâu mới về một đợt, bây giờ Quảng Châu nó còn không thèm. Nó còn không thèm sản xuất nữa. Đau hết cả đầu luôn. Là hết nha. Con cổ đi hết sạch rồi tình yêu. Đồng giá. Cô Đông ơi đây này như này. Đây nè, tức là cái ri này nè. Cái hàng này như nãy thì chị Thanh Hoa như có rồi, em nhớ mang máng thôi nha. Thanh Hoa có rồi. Cái dây này là nó hai cái nha, cái đính đá và cái chân. Yên tâm mấy cái thằng đính đá này không bao giờ bong. Thì riêng cái bộ Quảng Châu nó làm quỷ luôn á. Nó làm kinh khủng lắm, kèm ra. Hello chị thành phố của em, chị Yên Nguyễn thành phố nữa. Đó, đính đá, ai lấy luôn đi. 89 ngàn, cái này nó quá xuất sắc. Cho Thu Đông. Khi nào chị đọc Yến thành phố là khác, còn Yến quận 12 là khác. Tại vì hai chị đều ở thành phố ấy. Mà hai chị Facebook y nhau luôn. Chỉ khác mỗi avatar. Rồi cái đó là cho chị Thu Đông, tức là Mi Hồ. Mi Hồ như nãy nó có bốc cho em rồi. Mi Hồ có rồi. Mi Hồ có rồi, để có lấy thêm không? Tại vì có năm. Ủa mà hết rồi đấy Mi Hồ. Mi Hồ có ghi chữ hết không? Cái này có rồi mà. Cái này từ giờ tới Tết là sẽ có. Quảng Châu sẽ không về nổi nữa đâu. Bởi vì bây giờ bên đó nó đóng. Nó đóng cửa tiếp á. Cái này là buông hôm trước chót lọt đấy. Viên đùi đá không còn luôn á. Diễm ơi. Comment giùm em cái này người ta cột nơ cột ơ lên là người ta là xuất sắc luôn rồi. Comment giùm em còn số 1. Còn cuối luôn. Đó, còn ri. Lấy nốt đi. Cái hàng này còn sót. Trời ơi, cái màu hồng này nó đỉnh. Hết sạch ri đùi gái. Không còn. Còn đúng sót 3 ri cuối cùng. Còn 3 ri cuối. Thu Đông có lấy không em này. Còn đúng 3 ri cuối. Trên tả tuyệt vời luôn, còn 3 ri cuối, ai lấy cho mình em, còn màu mỗi ri hồng. Còn ri thì hết sạch sẽ. Còn cái chị hồng đó cho Thu Đông luôn. Rồi, cảm ơn Thu Đông, cảm ơn Thu Đông. Nãy giờ lu bu hay sao vậy, không bán, bận quá hả? Trời ơi, thương quá hả, chị Thanh Hoa lấy thêm hả? Thanh Hoa này có chưa ta không nhớ nữa. Như này em có đồ, ừ. Chị Thanh Hoa như có chữ luôn rồi ấy, lấy thêm không? Cái này đi này có chưa? Cái kiểu này thì nó to. Bây giờ có khách. Mọi người không coi được, cứ bán đi. Nói vậy chứ mà hàng không có đợt này chúng ta lấy đợt sau. Còn cứ có khách là chúng ta cứ bán. Mẹ nó đừng. Cứ tập trung vô bán đi các bạn. Cứ nào rảnh lại bay vô. Còn ri này ai chưa lấy ủng hộ em luôn. Rồi đơn giản lắm luôn, nhưng mà cần những cái kiểu đơn giản về này. Bé lớn nó mặc đấy. Quảng Châu nữa, nó mềm, màu đẹp cực. Nha. Rồi ai lấy comment nốt ri này. Vậy comment nốt cho em đó. Mà là còn một cái chữ.
cuộc đời chúng ta. Lấy gì lấy luôn, rồi Thanh Hoa lấy luôn, ủng hộ em Nhung luôn. Thì như Thanh Hoa nãy có rồi, Thanh Hoa có, Thanh Hoa hồi nãy có rồi chị, nó to chả bá lửa luôn à. Chị Thanh Hoa có đi đó rồi. Rồi bây giờ em lên hàng đầm. Đầm hay là teo vậy Nam? Bây giờ Nhung lên hàng gì? Muốn lên gì có lên không? Ê, bê cái này ra một ri nha. Lát ông kia ông báo cáo thiếu hàng nữa là chết luôn. Lô Evin mới về các bạn ơi, nó đẹp chưa từng thấy luôn cái lô này. Evin ma mới. Nó đẹp khủng khiếp luôn. Bán luôn rồi hả? Em ra đây để em like. Anh nhìn bả cái đi mẫu giùm không? Bả màu không? Đây, bắt đầu em ra đây để em like hàng sale. Hàng đồ bộ, siêu cấp. Đồ bộ. Em giùm bả cái màu đó. 1 2 3 4 5 6 7 7 màu đi. Đâu? Ừ. Nó nằm trong cái lô sale luôn đúng không? Ờ, 7 màu. Hàng bên của team bên của TH Trung Minh. Cho chị đi cho chị cái ghế ở ngoài đó đi, cho chị ghế ngoài đó đi, chị ngồi bên này. TH Trung Minh. Ừ. Ôi cái rico này chị nào dặn này Nam này. Cái này còn cổ không? Hết cổ luôn này. Thì mã nào đi. Lên Fzin. Fzin ở dưới nó đang kể mấy chị Hoa ơi. Nhá. Hoa à. Ừ. Máy thì chị đang nói là lên FG má mới đấy, nhưng mà có điều là lên đăng kiểm rồi, nó kiểm xong số lượng thì tụi em mới ra lấy được. Khoan từ đừng định nhân chị. Tỷ Nam bệt. Cái hàng có cái lượng để có cái hàng gì ít. Ừ đúng rồi đó Năng. Đầm luôn không? Đúng rồi, lên đầm đi. Xen kẽ đầm vô đi. Nè, bốc đầm. Đầm. Lô cuối của cái mã này. Đầm đại cồ, hàng này cần lắm luôn trong cái mùa hè này. Trời ơi nó đẹp. Ôi ôi. Xỉu luôn á, trời ơi cưng kinh khủng luôn. Đầm hai tầng bèo bông bidon dễ thương, đơn giản dễ thương dễ mặc ha. Chỗ cái vải nó đẹp KT Thái các bạn nha, KT Thái. Cái hàng này hàng KT mắc kinh khủng. Mít ướt dáng chờ Nhung xíu, Nhung lên ép tin cho. Đây. Đấy. 8292 rẻ kinh khủng luôn các bạn ơi, 8292. Đợi mai tí em lại bận cho con đi học đầm có thay. Ok. Lên FG nào. Rồi. Bạn nào cũng cần FG hết. Thường ghế. Rồi ok để lên FG cho. Rồi. Ai lấy đầm có mà đầm thì em đầm xanh nha, đầm xanh. Cái này là tay con đó bé. Nè, tay con này, tay như vậy này. Được chưa? Rồi, xanh các bạn ơi, chốt xanh đã. Rồi. Cổ cho Banna, đại cho Chí Nguyễn, cặp với chị Thanh Hoa. Mã này bóc vô trong luôn hả? Rồi, chốt đi, hàng đẹp quá chị không nổi luôn á. Rồi, cặp cho Huỳnh Vương, Đại Thúy Lê, cặp cho Thủy Cam. Đấy, là bao nhiêu đây hết là tốt. Cổ cho Banna. Cổ Banna, Đại Chí Nguyễn. Cặp cho chị Thanh Hoa. Cặp cho Thanh Hoa, rồi, cặp cho Thanh Hoa, Đại Thúy Thí Nguyễn. Đại Thúy Nguyễn, cặp cho Huỳnh Vương. Cặp Huỳnh Vương, cặp cho Thủy Cam. Có 8292, hàng này nó đi xỉ cao cực kỳ. Nó là vải KT Thái, vải mềm nhũng luôn bé Ban Ai nhá. Vải mềm lắm em yêu của Nhung nhá. Vải mềm lắm luôn. Chất vải. Chắc cái chấm luôn rồi đó. Rồi. Xanh có bằng xanh. Xong xanh. Rồi. Tới bông vàng. Ôi, cái bông đây. Cặp xanh cho chị Huế Lê luôn em ơi. Cặp xanh cho chị Huế Lê. Có mấy màu xanh còn không? Một cặp. Xanh còn một cặp cuối cùng, xanh còn một cặp cuối cùng. Đây, vàng. Trời ơi, không chịu nổi luôn, cái vàng nó cưng ơi là cưng luôn.
sao mà có thể trên thế gian này có những cái tông màu nó đẹp như thế này các bạn. Nó duyên giá ma luôn, đầm một màu, đầm có đầm một màu, không chị hả? Đầm có màu luôn, có đầm màu. Chờ nhung xíu, chờ nhung giải thích nhung đầm. Đầm xanh Huế lên là đầm màu cuối cùng hả em Nam? Còn một cặp xanh chị Huế lên có luôn là phải không? Xong ăn kít luôn. Cặp xanh là chị xong ăn kít luôn là hết. Hả? Bây giờ xanh còn gì em Nam? Xanh còn cố à? Lấy cái đi mẫu vô cho xong ngon rồi. Nè, xong ăn vậy trả nhung đầm màu đây. Ừ. Còn cổ xanh rồi bắt đầu vàng đấy mày, vàng bắt đầu tập trung vô vàng ấy, nhung này. Vàng cặp Thúy Lê, vàng cổ cho Huỳnh Vương, cổ cho Banna, được chưa? Đại cho Hoa Hoàng, đại Hoa Hoàng, cặp Thúy Lê có được phải không em ạ? Rồi ok, vàng cổ nó đẹp khủng khiếp. Các chị mà bán mấy cái hàng này các bán sướng lắm luôn á. Cặp cho Kim Ngân có em ơi, Banna có rồi. Cặp cho Kim Ngân, cặp cho chị Thanh Hoa luôn. Thanh Hoa ôi màu này và màu xanh cuối cùng em ơi. Trời ơi cái hoa này đón đẻ nha. Khoan từ từ chạy lên lấy sữa cho cháu, chạy đi nhanh lên, không còn chỗ để nữa rồi, đừng có lười lên nữa. Cháu thì nó không có sữa uống ở trên mình, không có chỗ để. Trời ơi giả ma luôn, cấm mọc lên em ạ. Trời ơi hoa này, hoa đỏ đại cồ đấy, đúng rồi, sai đại cồ đó, sai đại cồ Vinh Nguyễn ơi luôn, nhanh không là hết bây giờ. À, chị đại cồ bé yêu của Nhung nha. Nè còn vàng còn cặp, vàng còn mấy cặp Nam? Vàng còn hai cặp duy nhất, vàng còn đúng hai cặp duy nhất. Tay con cánh tiên như thế này bé mặc lên, hàng này Nhung đang đi mọi người 8292 là rẻ, rẻ hơn nhiều so với kênh Nghiêm Order các bạn nha. Vàng đại cho chị Đinh Mai Đinh, Mai Đinh trời ơi này, vàng cổ cho Vinh Nguyễn đó, cưng kinh khủng luôn, vải xịn nha. Cặp vàng cho Song An có chưa? Cặp vàng chưa có, Song An cặp luôn. Ừ. Còn một đại cuối cùng, ok, vàng cổ Vinh Nguyễn có rồi. Rồi màu đỏ cam á. Màu này xịn lắm luôn, đỏ cam, ủng hộ Nhung đỏ cam nhé. Đỏ cam. Cặp vàng còn không? Còn không? Chị Phương Đào ơi, em còn một đại vàng ạ. Chị ơi, Phương Đào ơi, em còn một đại vàng, ủng hộ em Nhung đại vàng được không? Còn một đại vàng được không? Ừ, sẽ có nữa đó Benna, có nữa đó, chờ Nhung xịn. Ai lấy ủng hộ Nhung màu đỏ, có màu đỏ. Vâng, còn một cặp đó tốt ơi. Vàng cặp cho Phương Đào luôn em ơi. Đỏ cam đẹp lắm luôn, đỏ cam đẹp lắm luôn á. Rồi, vậy thì cặp vàng cho Phương Đào luôn, hết luôn phải không? Còn sai gì nữa em ơi? Vàng còn gì không Nam? Em toàn hàng chị Nhung, thương quá, cảm ơn Vinh. Đây là lô giày dép, lô hàng nội địa. Đó là hàng nội địa giày dép. Thế màu xanh rồi. Mà mắt mở cù ra hả? Vâng nhé. Kiểm tí lại Nhung coi xem. Chờ Nhung xíu nha. Rồi cặp đỏ cam này cho chị Hoàng Hoa Hoàng. Hoa Hoàng, ok. Có giày chiến binh không em rất chưa? Giày chiến binh và giày gì? Nhung mù. À, giày bốt, dạng bốt à? Có váy cô tông hôm bữa like còn ít á. Đỏ cam. Hả? Cô bạn có tốn cô 7 rồi á. Thế là hết đúng rồi. Tốn cô 3 rồi, bỏ đi mà quần nó vô luôn đi, tao ơi. Vàng hết luôn. Em kiểm giùm chị là 33 ri đại và 37 cồ. Tất cả tổng ấy. Với một ri lẻ. Ê lẻ tới 25 luôn á cô, số lượng là 25 cái luôn á. Ôi hôm nay không gì. Dâu trời ơi nó đẹp. Trời ơi, nó đẹp. Đó, nó đẹp như một mùa xuân đã đến luôn ấy, nhìn y như mùa xuân luôn các bạn ạ, cái hoa này. Rồi nó đẹp khủng khiếp luôn, cái bông hoa nó đẹp. Rồi ai lấy hoa hồng đào các bạn ơi, trời ơi, nó đẹp giả ma luôn, cái tông hồng này ở ngoài nó ngọt, ngọt lịm. Nó ngọt hơn nhiều so với điện thoại của chị em mình đang xem nha, ở ngoài nó ngọt lịm luôn á.
gọi là ngọt lị luôn các bạn. Cặp cho Huỳnh Vương, đại cho Như Thúy, cô cho Vinh Nguyễn. Ok chưa? Cặp cho Banna, cái màu này nó ngọt lịm. Phải nói một từ là ngọt lịm luôn các bạn. Cặp cho Banna, cô cho Vinh Nguyễn, cặp cho Banna. Trời ơi ngọt lịm luôn các bạn ơi. Đại cô nha, 82 trên 2. Cái màu này 6 đại 10 cô nha. Rồi, đại cho Hoa Hoàng, cô Huế Lê. Đại Hoa Hoàng, cô Huế Lê, đại Thủy Cam, đại Thủy Cam. Đại Thủy Cam, hồi nãy Thủy Cam chốt vàng mà nó hết mất em yêu ạ. Đại Thủy Cam, vải mát cực kỳ mát luôn. Không đẹp cho quay đầu mà bé yêu nhá. Đại Thủy Cam được chưa? Cặp cho chị Phương Đào, cặp cho chị Mai Đinh. Hàng này mà không mát thì cái gì mát? Trời, nó là hàng KT Thái mà nó mềm nhũn mà vải xịn mà. Thế này các bạn lấy nhiều luôn rồi ấy, nhiều luôn. Rồi. Chị Thu Hà ơi, cái này là 8999. Ấy lộn, 8292 đại cổ chị, 8292. Còn Rico cuối cùng các bạn, còn Rico. Rồi cái hàng này nó đi nghiêm nhí không có là chín mấy ngàn rồi. Đẹp nhỉ, cái màu này ngọt lý. Xanh còn mấy ri em ơi? Xanh còn Rico thôi. Xanh còn Rico. Hồng đào cặp cho Song An luôn em ơi, hồng đào còn gì? Song An còn cổ thôi em yêu của chị nhá. Hồng Song An còn cổ thôi bé nhá. Song An màu cũng được. Cái này xanh còn mỗi Rico thôi hả? Xanh còn Rico thôi, các tình yêu cổ nó to như thế này luôn này. Trời ơi, đúng hàng Sài Gòn mình luôn, sướng thật. Cảm ơn em. Rồi ok, hồng đào cổ cho Song An luôn. Bây giờ xanh còn một Rico. Xanh còn một Rico. Xanh còn một cổ hết luôn á. Xanh còn một cổ là cuối cùng luôn. Nha. Rồi. Màu gì? Từ xanh còn cổ từ còn. Còn một con hả? Hồng phấn màu cuối cùng. Nãy giờ là vàng, xanh, hồng đào, đây là hồng phấn. Ngất luôn. Nó không phải là phấn mà nó là phấn hồng phấn xong nó ánh màu xíu tím vô nữa. Nên bởi vậy nhìn nó sẽ sang. Nếu phấn không thì nó rất là bình thường, còn phấn nó còn ánh thêm một ánh xíu ánh tím vô nữa. Nên nó cực sang luôn các bạn nhìn hàng. Rồi nhìn này. Nói chung là lô hàng này chọn vải quá chuẩn luôn đúng không? Lô này chọn vải quá đỉnh luôn không? Chọn màu vải, tông màu vải quá đỉnh đúng không? Cặp chị Thanh Hoa có 3 cặp thôi. Rồi. Có 2 cặp thôi. Rồi, cặp thì Thanh Hoa, đại cho Song An, cổ cho Vinh Nguyễn. Rồi, còn một đại cuối cùng phải không? Còn một đại cuối cùng. Còn một ri cuối cùng, mới là còn một ri cổ xanh. Thôi, cặp hồng nó nghe tốt. Còn một cổ xanh cuối cùng luôn, rồi cái vải nó đẹp nhất ngay luôn. Vải đẹp giá ma luôn, em nó chưa từng thấy luôn. Thôi. Chị cầm vàng. Không, 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 không. Tôi lạy luôn, nó chỉ cao thôi. Lấy đi, chị nói giỡn đấy, lấy đi, không sao đâu, bán đi, lấy đi. Mày khùng quá. Vàng chị Nhung, nói không phải nói cho vàng tao đầy. Tao ký gửi ngoài quán thôi. Tao chưa mua thôi chứ đầy. Chẳng qua tao ký gửi thôi. Này, rồi lô này có lô cuối nha, lô cuối bông nhí, cái này gọi là hoa nhí này, rồi cưng lắm. Lô cuối có 2 lô, tức là hôm nay về được 2 lô này, giày xỉ lô hay ri hàng nghiêm, hàng nội địa bé ơi, hàng nội địa luôn đó, rồi chứ không phải là hàng, không phải hàng ấy đâu. Cái cổ này xinh nhờ, cái cổ này xinh cực kỳ luôn, cái cổ này xinh lắm luôn các bạn, cái cổ này xinh lắm luôn đó các bạn, nhìn dễ thương chưa? Cái cổ này tiểu thư này, cái cổ này kiểu dạng tiểu thư á, đằng sau đằng trước cái vải nó xuất sắc luôn, cổ nha, cổ. Rồi ok, cho cái hoa này ai lấy cho mình em, hoa này là hoa, cái này em đặt nó là gì? Thêu hoa, cái đèo trắng thêu hoa, đèo trắng thêu hoa. Rồi màu gì đây? Màu hồng, có màu hồng như em nhé, hồng, có màu hồng như em. Qua cái lô đầm này luôn em ơi. Để tối Nhung xử lý cái lô đầm này sau. Vinh Nguyễn có lấy luôn không này Nhung lên, còn không thì thôi. Đây này, trời ơi, đỏ. Cái lô này chúng ta có những màu này, toàn màu đặc đỉnh không à. Nói chung là bây giờ cái vải của chị em mình đang lấy ở đây là vải thứ nhất là xịn, đỉnh. Thứ hai là tông màu quá đẹp, vì cái này không phải là đỏ các bạn nha, không phải đỏ bình thường đó. Đỏ ánh hồng á, nó dạng đỏ ánh hồng á. Nên bởi vậy mặc lên nhìn nó đẹp chưa, trời ơi. Rồi ai lấy đỏ hộ Nhung đỏ nha, lỡ luôn đi. Đỏ nha. Cam nha các bạn nhé, cam, cái này là cam.
cam, cái màn cam. Rồi vàng luôn. Cái này là nhí mà. Nam ơi, cái này là nhí đại hả? Cái lô này là nhí đại, lô này là nhí đại. Cái này lên lâu chưa Nam? Cái này lên bữa hôm trước này mới lên. Cái này hôm trước là sao mày ơi? Đúng rồi. Ừ, 72 ngàn. Được mấy cặp. Cái này nhí các bạn ơi, cái này là nhí. Nhí, nhí. Sau đây. Đây là số nhỏ nhất, nhí. Nhí, nhí. Cái này là nhí các bạn nhé. Nhí, nhí, nhí. Nhí vàng này, nhí vàng. Tem màu vàng với nhí, nhí vàng các bạn, nhí vàng. Nhí đại, cái này là nhí đại nha, cái này là nhí đại. Cái kiểu này là nhí đại, kiểu này là nhí đại. Xinh xịn sò. Đỏ nhí cho Như Thúy, ok. Nhí đại đó. Cặp vàng của Hình Vương, nhí đại. Trời ơi, đẹp giá ma luôn. Cưng lắm luôn, cái này mặc lên là bao bao xỉ luôn. Ừ. Rồi, đỏ nhí đâu rồi? Đỏ nhí cho em Như Thúy này. Cưng chưa? Cưng không? Nhìn các bạn nhé, nhìn. Rồi, cặp đỏ. Nguyễn Giang ơi, có 7282 à? 72 có dép chị, hàng này dép cao cấp. Nó là hàng nội địa luôn, em đi mọi người giá kép luôn. Không có cổ vậy em lấy. Cái này là đại, nhí đại đó Hình Vương. Có dép em về dép Quảng Châu cho các chị luôn. Hàng này hàng nội địa, em đi về còn nội địa chứ em không đi hàng, em không đi hàng xưởng. Nên nó đỉnh lắm. Rồi cam, ủng hộ nhân cam. Cam. Cố này em sẽ bung đập cổ. Còn một cái cổ xanh. Còn một cổ xanh các tình yêu ơi, còn một cổ xanh to chà bá lửa luôn. Cổ xanh, ai lấy cổ xanh ủng hộ Nhung cổ xanh. Còn một cổ xanh duy nhất nha. Cổ xanh 92 ngàn, cổ xanh vải xuất sắc. Còn một cổ xanh. Cái này phấn còn gì em ơi, phấn này hết chưa? Phấn này còn một đại. Phấn còn một đại, phấn còn một đại nha. Phấn còn một đại. Tại nào dâu này còn gì? Dâu hết rồi. Dâu còn gì? Dâu còn cổ, dâu còn cổ, ok chưa? Có dép nào vậy? Em đâu có về dép thường xuyên đâu, tức là em không có chuyên về dép thì bảo đảm. Tiện thể, ví dụ như tiện thể thì đi công về, đi công công biển về thì em cho nó về thôi. Tại vì cái lô này nó giá hàng rất là đẹp. Nam cắt cho các bạn xem, các bạn không nghe thì thôi luôn, cặp đỏ. Cắt một bao đi, cắt một bao đi. Máu lửa luôn, đó, nó đẹp dã. Cặp đỏ cho chị Thủy Cam luôn em ơi nhé, cặp đỏ Thủy Cam luôn. Lát em bây giờ em bóc cho mọi người xem thử một ri thôi. Mọi người nhìn hàng hàng đủ ri. Lấy cổ dâu cho em cổ dâu. Em ơi cái này có phải còn cổ không? Cái này. Cổ dâu này cho em Nguyễn Giang luôn hết luôn phải không? Cổ dâu Nguyễn Giang đây. Em cắt cho mọi người xem luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên hàng sale. Ép zin nữa. Ép zin ra kiểm xong chưa? Đây. Thấy không? Thấy không? Cái khui từ cái tẻ tập hợp. Cho tao mở hộp. Cái hàng này chúng ta chưa like được bởi lý do là thứ nhất là đế trong, gót trong. Gót trong. Trời ơi. Tất cả là mềm nhũn nhung nhung luôn. Cái hàng này là gót trong, hàng gót trong các chị em ơi. Cao cấp. Trời ơi. 200 đô chứ mới. Ai mua không? Gót trong. Cái này là gót trong, hàng gót trong. Hàng gót trong nó đỉnh lắm luôn các bạn nhìn này. Giờ lấy so le thùng. Rẻ bèo luôn. Nhưng mà Nhung chưa kịp. Nó lẻ 200 đô lấy so le thùng luôn thì 150 đô. Chờ nhá, cái hàng này chưa kịp, thiệt. Cái này là chưa kịp nên bởi vậy thôi. Ôi. Chuẩn bị nó dạ. Bé trai mà cũng khui khui cùng bé gái này. Nó sẽ rẻ lắm chị cho em xíu. Nói chung là rẻ hơn Ninh Hiệp mà. Em đảo luôn. Tại vì phải phân, cái này chưa like được đâu ạ. Chưa có phân xa. Tức là này đập thùng thôi. Ngày mai em mới like được. Ngày mai mới like được. Trời, hàng gót trong nha mọi người. Sợt mạng đi. Sợt mạng để biết gót trong là như thế nào các bạn nha. Nè. Trời, sợt mạng đấy các bạn. Nha. Lát nữa em cộng. Tại vì thực sự là không phải là em chưa muốn báo giá hoặc là chưa muốn like. Thứ nhất là em chưa kiểm hàng. Cái thứ nhất là em chưa kiểm hàng, chưa kiểm số lượng. Cái thứ hai nữa là em còn chưa tính được cái tiền cước vận chuyển luôn á. Em chưa tính được cước vận chuyển. Tại vì cước vận chuyển chúng ta từ
cái này là em nhập tận bên quảng cái gì nhỉ, hàng này là hàng nội địa chứ bé, hàng này hàng nội địa nha bé, thủy cam nha, hàng nội địa đấy. Rồi ok thôi, lát nữa Nhung kiểm tra lại xong rồi Nhung báo. Bông hoa này, bông hoa này, bông hoa này. Nè, tụi bay có bây giờ tập trung quần áo đi đã. Tụi bay là thiệt, tôi khổ quá. Rồi là bà cháu, rồi bà mười. Em cho em hai đôi đi, em cho công chúa. Yeah. Hàng chúng ta là có túi như vậy nè các bạn. Ui. Nó để em đi 500 đôi thôi. Ôi, đẹp kinh khủng luôn. Trời ơi. Trời ơi, văn nghệ đến nơi rồi, tổng kết đến nơi rồi. Ấy gì hả? Khai giảng đến nơi rồi. Tôi bị solem mất sáng. Gái không có mà mất sáng. Quá, con gái không có mà cháu gái có. Mới mưa. Thôi được rồi, để tập trung tối nay nha. Bây giờ em like đồ bộ cái đá để tại vì cái này tất cả chúng ta phải tập trung. Nha. Nhét vô rồi này, tối nó phải nhét vô lại đi bà ơi, để ngoài nó làm. Bây giờ là 5 giờ. Bây giờ là 5 giờ. Các bạn có muốn like nữa không hay là nghỉ hay tối like? Like đi. Like hàng sale bên kia đi, like đồ bộ đi. Hàng đồ bộ sale đi các bạn ơi. Nào, lên đồ bộ đi. Lên đồ bộ. Em cho này đi. Đồ bộ lô nào mà số lượng ít? Lấy mấy rất đi lại lẻ lẻ qua chứ nhờ. Hai, bây giờ đi like Zin BB là hợp lý nhất tại vì nó ít. Chọn lên BB. Lên BB. Đúng rồi đó, lên BB cho các bạn. Có thì bảo miếng của Montreal gì nữa nhét vô. Lại đi, lại. Con gái của không có con gái đâu, nó chuyện gì trời. Không có con gái gì nói. Thôi em lên BB. Em lên BB theo yêu cầu của các chị. Chuẩn, khỏi còn suy nghĩ gì hết mệt. Lên BB, nào đưa ghế vô, nhưng phải làm BB. Hả? Để lại cho em hai đôi đi hả? Có, không? Còn nhiều đôi đẹp hơn. Tối nay không có đây. Tối nay thì hết đó bao nhiêu? Tỷ. Mày làm gì có con, mày có đứa mà mày làm gì lấy hai đôi? Em muốn làm cho nó hai ba đôi vậy. Đẹp không? Cái đổi thay đổi. Bộ khủng thì hôm bữa chị bảo đang lấy rồi, bán chưa? Ý là bán chưa, bắt đầu em lên Zin. Chị Nhung là bao nhiêu đấy hả? 97 ấp 3 Xuân Thế Thượng, ấp Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Em muốn địa chỉ nào? Địa chỉ nhà hay là địa chỉ kho? Đến 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 để chơi với chị Nhung thì chị tao nhìn địa chỉ nhà. Còn nếu mà lên Hải Nhung cho địa chỉ kho. Rồi bắt đầu nha. Bắt đầu lên F BB các bạn ơi, đọc nhanh quá hả? Không, anh nhắn Zalo đi, chị Nhung gửi định vị cho. À gửi cho. Đến nhà. Zin BB lên. Bắt đầu lên Zin BB. Đâu, để em báo cả nhà lên Zin BB. Nhắn cho báo Zin BB. Nhắn Hương lên. Cái kem bìa đen của em đâu rồi? Báo cho ai ba? Đây cái kệ đó, đó rồi xin nó bên kệ đó, bên phần phối, chị vô. Rồi báo ai nữa? Những ai cần Zin đâu? Báo em cái để em nhắn. Áo khoác áo trắng về chưa? Chưa. Áo trắng chưa về. Áo trắng chưa về. Rồi bắt đầu lên. Nè cái kéo này. Top 7 chấm phan topping cho chị 2k thêm. Có dịp vô Sài Gòn chơi ghé chị. À, em gần nhà chị rồi hả? Gần chị Nhung mà. Ok. Tao ghét cái này ghê, tao vừa bật like cái nó khóa tao luôn. Bắt đầu chúng ta sẽ like. Và Zin thì chị em mình sẽ cố gắng đẩy nhanh ủng hộ em Nhung bằng cách là em sẽ đọc mã. Bởi vì do là đây là hàng sale nên bởi vậy là sẽ mỗi một mã chỉ có một chiếc một ri hoặc là đôi ba ri, tức là không có số lượng mọi người nha. Nên bởi vậy những ai mà lấy Zin thì ủng hộ em Nhung nhanh nha mọi người nha.
chuẩn bị chiến. Chờ em đi một xíu. Bữa nào vô nhớ ghé nha. Đi Lê có rồi nè. Có mặt rồi. Rồi, bao nhiêu bạn đang có mặt ở trong live ạ? À? Hiện tại giờ điện thoại em Nhung thì nó lại không báo mắt người xem, nên bởi vậy em đang tính tắt live là vì lý do là em không thấy ai đang xem live á. Rồi, ai có mặt ở trong live comment lên giùm em để chúng ta thấy, để chuẩn bị chiến đấu hàng Zin FBB nha. Bao nhiêu chị đang xem live comment giùm em với để chúng ta chuẩn bị chiến hả? Bao nhiêu người ạ? À? Báo em với hả? Comment lên giùm em với. Ok, 30 Vinh Nguyễn báo 30, Nguyễn Nguyên thấy rồi này. Chí Nguyễn thấy luôn này, Nguyễn Giang thấy này. Chị Phương Đào thấy này, hàng BB là chị Phương Đào ơi. Chị Phương Đào biết hàng BB không? Chị Thanh Hoa biết luôn này. Em thấy chị Thanh Hoa luôn này. Các bạn comment lên để chúng ta thấy. Nguyễn Nguyên thấy, Sứ Hoa thấy, chị Yến Thành Phố thấy. Ok ạ, à, chúng ta chuẩn bị chiến các chị em nhá. Em cảm ơn cả nhà, cảm ơn Huế Lê. Cảm ơn Huế Lê nhiều lắm, cảm ơn các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta chuẩn bị hàng BB size 16. Giá của chúng ta là 85.000. TV size 16, hàng dài, hàng size đại đó. Cái này gọi là size đại của nó đó. Cố nó đẹp khủng khiếp, các bạn nhìn hàng mê mẩn chưa đằng sau. Rồi em đọc bắt đầu mã, mã này mã 25. Mở hàng cho Thanh Hoa luôn ta lấy. Thanh Hoa 85.000 chị yêu nhá. Hàng này bán cao lên giúp em, hàng này về các bạn bán tầm 200 mấy giúp em cái quần này. 200 mấy giúp em, đừng bán rẻ bởi vì nghiêm của nó rất là cao. Chị em mình phải định hình dung là hiện tại giờ chị em mình đang lấy hàng sale các bạn nhá. 85.000 em đi mọi người giá. Này của con, cái này của chị kia. Này của chị kia, cái này của con đưa. La, chị kia đưa 7 triệu, không biết, không gần đâu. Là chị đang đọc mã đúng không? Không, cái đó của chị Thanh Hoa có một bên đó. Bên này đang hồn nó. Cái này là giá 9-12. Trời ơi, đẹp giá ma nó khói. Rồi, mã 19 các bạn nha, mã 19. Comment mã 19, mã 19, comment mã 19 cho em. Mã 19, comment mã 19 cho em nhé. 85.000 mã 19 đó, mã 19 bắt đầu đang giá 85 size 18, 19 cho chị Thanh Hoa. 19 chị Thanh Hoa ok. Em ơi lên size 16 chứ chị Nhung nhé. 11 cho thằng con đi hàng để size hàng lối hay hàng gì chuẩn trong đồng. Rồi. Mã này là mã 16, mã 16 các bạn nhé, mã 16 màu xanh. 16 màu xanh, cái hàng này các bạn phải chốt mạnh vào. Trời ơi, cái hàng này mà không lấy là tiếc lắm luôn đó. Được chưa? 16, có mình 16 cho em này. 16. Ai rồi? Ai đang cần hàng này? Chị Thảo Xuân. Anh ơi, gọi chị Thảo Xuân lên giùm em với. Thảo Xuân. Vâng, 16, 16 chị Thanh Hoa luôn. Thanh Hoa luôn. Đấy mà đi máy nghe. Đi mấy rồi em ơi? 1, 2, 3, 4, 5. Đi mấy? 5, 5. Năm hết 16 này. Ủa, phải đưa 6 chứ sao lại 5 nhá. 6. Tàu lao thiệt luôn á, đó. 5 nè, cái này 5 nè. Cái đầu đi ăn thì 4 chỉ, có gì đâu. 19 sao? 16 còn không em ơi? 16 hả? 25 năm. Mã 16. Rồi, đâu về thứ vậy? Mỗi thứ có ri thôi các bạn nha, mã này là mã 14. Ai lấy cho mình em mã 14. Kinh khủng đẹp luôn, mã 14 size 16 và giá của chị em mình là 89, 85.000 em đi mọi người, giá quá tốt luôn rồi. Rồi ai lấy cho mình mã 14, đẹp kinh khủng luôn. 14 nha, size đại đó các bạn ơi. 14 không bằng 14, mã 14, mã 14. Cái này là quần rocker bé gái này. 14 cho Huế Lê. Rồi, cái này là có mình em 93 bé gái. Đại bé gái 93 cho mình 93, 93 cho mình 93, em ngồi dưới đất cho chị. Thân thủ mà ngồi đi hàng vậy. 93 không bằng 93 giùm em. Trời đất ơi, ông ơi là ông 93 đây chị Nhung ạ. Cái này là đâu? Đây rồi. Mã 93. Trời ơi. Năm nay nó đang quát cái kiểu dạng như trên đậm dưới nhạt hoặc là dưới đậm trên nhạt, nó đang kiểu dạng quát hai màu kiểu vậy. Đấy, kiểu dạng modern như vậy này. Đang đẳng cấp đó. Rồi, cái này là mã 22, comment 22 giùm em nhé. 22 nè, 22. Comment 22, đẹp chưa? 22, comment 22 giùm em, 22. Xuất sắc luôn, 22 cái này mà like đông là các bạn không lấy nổi. 22 cho Nguyễn Nguyên, 22 cho Nguyễn Nguyên. Cái này là mã này là mã túi hộp như vậy, 61. Tôi nghĩ quá, 61 các bạn ơi, 61 các bạn, 61 được không? 61, 61 các bạn, 61. Không đọc là 5, đọc là 6. 61 này đâu em ơi? À cái này size nhí các bạn ơi, size nhí, size 20. Size nhí, sau cho mọi người size nhí, size 20 và giá của chúng ta là 79 ngàn.
79.000 mà thôi nhá. 79.000, em đi một người giá thật rẻ cho các bạn luôn. 61-79.000. 79.000 rẻ kinh khủng luôn. Rồi. Má này là 60, đẹp chưa? Rồi, tay nhí này, tay nhí đây là số nhỏ nhất đấy. Số nhỏ nhất đây là em đang cầm đây này. Cũng phải 2 tuổi rồi lên đó. Rồi. 61 đó chị Chí Nguyễn. Rồi. Cái này là mã 60, ai lấy mã 60 cho mình 60, 60 Chí Nguyễn luôn. Em hồ điệp elo em yêu. Rồi. Em đang lên size nào vậy Nam? Tập trung vô. Nhí hả? Rồi, ai lấy cho mình em qua mình. Khổ nó giả ma luôn các bạn ơi. Hàng này 49 cho mình mã 49. Mã 49 nha các bạn nhá. Đẹp quá. Cho bạn Nguyễn Nguyên là 16 đúng rồi. Rồi ai lấy cho mình em cái này. Mã 49 cho Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Yến, Yến Nguyễn thành phố, Yến Nguyễn thành phố. Rồi, OB. Rồi mã này 52, cái này là size. Em đừng có nhảy lung tung vậy hả Nam? Cái này là ống loe bé gái. Ống suông bé gái, trộn hả? Đâu? Lộn hả? Suông gái 85, suông gái 85 cơ mà, suông gái 85 nha, suông gái 85. Suông gái 85. Suông gái 85. Thu đông, ok thu đông. Đi 4500, giá của nó là đang đi 500. 515.000. Thu đông 85.000. Rồi, mã này tiếp cho mọi người luôn là mã 49. Mã 49 hồi nãy có ai nữa, Thanh Hoa. Thanh Hoa. Bấm. Cái này 40. Cưng cực kỳ luôn ở dưới này. 40 cho mình 40, chất vải nó đẹp lắm luôn các bạn nha. 40 cho mình 40 giùm em. Đang là tay nhí này, 40. Hồi nãy ông xương là tay đại, 40, 79.000. 40, 79.000, mã 40, 79.000, 79.000. Cố gắng đi cùng một tay đi em ơi. Để cho các bạn nó đỡ bị ấy. Đang là tay nhí các bạn nhé. Đang là tay nhí, mã này đỉnh quá này. Mã này là con mình giùm em 84. Mã 84 các bạn nhé, 84 các bạn 84 giùm em. 84 màu xanh khói khói bạc này. 84 các bạn 84. 84. Hàng này nhận về là mê mẩn luôn, nhận về mê mẩn. 59 cơ mà 59. 59 ngầu bụi đẳng cấp. Ngầu bụi đẳng cấp, cứ hộp đồ này kia nha, 59. Mã 59. 59 cơ mà 59 giùm em. Rồi. 59. Ok, hai đi, 59 Huế Lê với Chí Nguyễn. Huế Lê. Chí Nguyễn, biết đi trước đi. Chí Nguyễn còn 59 không? Cái mã này 61 còn không? Không, không. 61 chị Hoa Hoàng trước cái này này, 61 chị ơi, 61 màu xanh xanh đỉnh chưa này. Trời ơi, 61 nha, tất cả hàng này là đều hàng quát rách mềm đỉnh. Và nó có lót cái bề này các bạn. Rồi 61 các bạn, 61 hàng này hàng VIP chị Hoa Hoàng ơi. 61 chị Yến Nguyễn, ok chị Yến thành phố. Yến thành phố. Còn không cho chị Yến lên? Còn không? Hết rồi, mỗi thứ còn đi. 61 cho chị Thu Hà. Thu Hà này em ơi. Ừ, em thành phố. Cái này là 60 đỏ. Ôi, cái này mặc đi tiệc đi đồ này kia đẹp lắm luôn. Đỏ của mình đỏ giùm em nha. Đỏ của mình đỏ giùm em. Đỏ của mình đỏ giùm em. Đỏ. 79.000 nha em. Em bán rẻ quá, em bán thứ, em bán rẻ rẻ. Khói của mình khói giùm em, ngầu. Khói. Cái này là nút bấm đó tình yêu nha, nút bấm em bởi vậy đừng có sợ nung khóa nhưng mà mặc lên đẹp lắm, đỏ chị Hoa Hoàng luôn, ok. Đỏ này cho chị Hoa Hoàng luôn. Đỏ chị Hoa Hoàng, đỏ cho em Kim Ngân luôn. Đỏ cho Hoa Hoàng Kim Ngân, ok. Hoa Hoàng. Rồi, khói cho mình khói giùm em nha, khói. Hoa Hoàng lắm rồi, đó Kim Ngân á. Bạn biết rồi, bây giờ em đổi thôi, đi nhau bằng. Rồi, ok cho khói cho mình khói giùm em, tiếp. Chuẩn luôn, trời ơi. Hết rồi. Còn để lát nữa xem còn không, Phạm Phúc ơi. Cưng chưa? Rồi, còn một ri vàng có mình vàng giùm em này. Vàng tứ hộp. Vàng có mình vàng giùm em nhé. Vàng có mình vàng giùm em. Vàng có mình vàng. Mềm nhũn luôn. Vàng có mình vàng chưa? Vàng. Rồi. Vàng chị Yến thành phố, ok. Vàng Yến thành phố. Còn vàng không? Còn vàng không? Hết rồi. Hết vàng rồi chị ơi. Qua lửng, hàng lửng 79.000 cho cái quần. Muốn nó mới đi thôi. Ôi, đẹp kinh khủng luôn, size 100
10-160 ngố. Trời ơi, giá ma luôn, lửng lửng nha. 79.000 ta chị Thu Lê. Má này đâu? Thu Lê. Có mấy đi này thế hả em ạ? Rồi, có mình đi ăn số 1. Má này có mình đi ăn số 1. Số 1 79.000, số 1. Mỗi thứ có ít không? Số 1. Số 1. Anh Hoàng. Số 1 các bạn, số 1 thì em chưa biết. Số 1 cho Chí Nguyễn, cho Thanh Hoa. Chí Nguyễn Thanh Hoa ở. Còn sót ri đỏ này 79.000, đỏ các bạn, đỏ giùm em. Đỏ còn ri. Hồi nãy bị bạn nào bị hụt đỏ, ủng hộ anh Nhung nốt cái đỏ đi. Hàng này nhận về nghiền luôn, nghiền lắm luôn. Đỏ các bạn, đỏ giùm em. Cái này là gì vậy em? Đỏ với xanh, đỏ tới em Kim Ngân. Rách đỏ, đỏ Kim Ngân. Rách đỏ này Kim Ngân có rồi hả? Rách đỏ này Kim Ngân có rồi, vậy em lấy rách xanh. Kèm dây nịt như vậy này các bạn. Ok chị yêu. Rồi. Đúng rồi. Xanh cơ mình xanh giùm em nhé. Trời ơi cưng quá. Xanh cơ mình xanh 79.000 xanh. Xanh có ri. Xanh có ri. Hả? Xanh có ri thôi. Trời ơi cái này nó ngầu. Đại bàng này. Xanh cho Yến thành phố luôn. Trời ơi cái này nó ngầu con đại bàng này. Giá man chưa. Đại bàng cơ mình đại bàng giùm em nha. Xanh còn ri nào không Nam ơi. Hết xanh rồi. Hết xanh rồi. Còn mình đại bàng giùm em. Đỉnh luôn, cái hàng này nó đỉnh, mặc lên bé trai mặc lên nhìn vip đại bàng. Ủa à, xanh ở dưới có Yến thành phố. Em Yến doanh nghiệp là ở trên bị hụt sau ấy bé Yến, Yến doanh nghiệp. Tức là thấy em luôn á, nhưng mà là em lại bị sau á. Mấy thứ có ri hàng của BB đó bé. Đại bàng các bạn, đại bàng giùm em nha. Đại bàng, đại bàng. Cưng quá. Rồi. Ôi. Ôi. Rồi, cho mình giùm em số 2 các bạn ơi. Số 2, thấy Mai thì Bích Ngọc đấy. Số 2 cho mình số 2 giùm em. Số 2 trời ơi cái quần này về bán lời lên giùm em đi. Số 2 cho mình số 2. Số 2 cho Yến doanh nghiệp ok em yêu. Còn không? 79.000 quý ơi, hôm nay nó còn rẻ hơn bữa hôm trước nữa tại vì do biết sao nó còn ít nó vét đâu nhưng trả giá từ lưa tới lạ nhưng đạt giá tùm lum tới lạ. Được giá rẻ hơn hôm Tết luôn. Chỉ có mỗi cycle là bị lên giá tại vì do là nó nói cycle nó không xỉu sell. Cái tuần năm nỉ dữ quá bắt đầu nó bớt xuống nó giảm sell cho chị em mình. Còn mấy cái này nó có ít thì nó sell cho nên bởi vậy ta đặt giá, ta đặt tới luôn. Nè, còn ri vàng nốt. Còn ri vàng nốt đấy các bạn. Còn ri vàng nốt. Vàng hồi nãy ai lấy? Thấy. Vàng hồi nãy ai lấy này? Thay vì lấy xanh bây giờ lấy vàng đi. Kèm dây nịt này. Kèm dây nịt đó. Vàng cho bạn Yến này ok luôn. Hết. Còn đi vàng Yến luôn. Ôi mèng ô. Yến này thôi chị. Trời ơi. Cưng giả man luôn. Còn vàng không nè. Còn đi đỏ. Chị Linh ơi còn đi đỏ đó bé ơi. Lấy đi. Còn đi. Cái này tao không biết đóng sao luôn á. Thiệt cái này tao không biết đóng sao luôn. Có con. Mấy nhìn biết đóng nè. Lên đóng cho. Đóng lâu. Xả vô đây. Xả không. Như đây vật ngực như đây mà. Không, chị xỏ lên trên. Xỏ lên trên xong luồn cái dây xuống dưới. Xỏ. Nó lên trên xong bắt đầu cho một cái dây nó chui vào cái bên dưới. Đâu được. Không phải vậy, không phải vậy á. Bây giờ xỏ qua luôn rồi, chị mới xỏ nó ngược lên trên. Rồi không biết luôn á. Mẹ nó cũng ra.
Túm lại là kiểu này. Túm lại là kiểu này. Chữ khó quá bỏ qua, đúng rồi, chữ a à, đây chữ của mình chữ giùm em. Chữ nha, chữ của mình chữ giùm em. Chữ thật ngu thật luôn á, không biết cái vụ này đâu. Chữ của mình chữ giùm em, chữ. Chữ của mình chữ giùm em có ri thôi. Đây này đỏ còn ri này. Đỏ còn ri này các tình yêu này, đỏ còn ri này. Đỏ còn ri túi hộp như vậy 79.000 mà tội không tội gì không lấy các bạn. Đỏ còn ri. Đỏ còn ri nha, đỏ còn ri. Đỏ còn ri duy nhất nào, tiếp đi nào. Đỏ còn ri nào, tiếp đi nào bạn nha, đây này. Rồi xe đại nha, bắt đầu lên xe đại các bạn nha, bắt đầu lên xe đại. Bắt đầu lên xe đại, đỏ cho chị Phương Đào. Bắt đầu lên xe đại nha. 85.000. Bắt đầu lên xe đại. Kèm lên đi. Trời ơi, trời ơi, 16 size 16 các bạn ơi, 85.000 nó đẹp giá mà. Bắt đầu lên size đại 85.000, màu xanh cơ, màu xanh giùm em kèm dây mịt. Xanh cơ, màu xanh giùm em nha, xanh cơ, màu xanh cho nó mềm, chất nó mềm, nó bo này. Xanh cho Yến ok luôn, Yến thành phố, à Yến doanh nghiệp luôn này. Xanh cho Yến doanh nghiệp, size đại đó các bạn ơi, cái này size đại đó. Rồi đỏ, đỏ ai ai lấy hồi nãy nhí bây giờ lấy đại luôn nữa các bạn ơi. Rồi đỏ ai lấy đỏ cho mình đỏ giùm em này. Đỏ đại nha, 85.000 giá đèo kinh khủng luôn. Đỏ luôn, ok đỏ luôn. Rồi. Cái này cơ mình giùm em là cái này hàng Bedgin rồi. Cái này hàng Bedgin rồi em ơi, size 17-22 rồi em ơi. Size 16 đi bên Nam ơi. Đỏ hoa hoài. Hoa hoàng, ok. Vẫn là gì Nam à? Đếm đếm đếm. Không thấy gặp hết gì nữa. Đúng hả? Em lên 16 trước em rồi, lên hết 16 rồi. Hả? Hết 16 rồi rồi. Hết 16 rồi, bây giờ là size to hơn 17-22 các bạn nha. 17-22 size to hơn nha mọi người nha. Size to hơn, size cổ. Size to hơn 17-22 hàng Bách Green. 95.000. 95.000 size to hơn á, size này to hơn dáng Bách Green này. Đẹp chưa? Rồi, ai lấy cho mình, cái này là 95 hàng này size to hơn á. Rồi, ai lấy cho mình em này. Các bạn nhìn em số 1, các bạn ơi, số 1. 16 còn đi đây. 95.000 cho Nguyễn Nguyên này. Rồi. Cái size to hơn là 16 khói còn 1 ri. Các đang mẹ lấy cho con trai mà. Mà con đi mặc quần, à thích mặc quần. Đẹp nhờ, khói của mình khói giùm em. Cái này là 79.000 khói. 79.000 khói. 79.000 khói. Còn 1 ri á. Cái đó 16 hay là gì? À 16 là 85, sorry mọi người, 85 khói. Khói 85 cho chị Giáng Ngọc. Khói 85 cho chị Giáng Ngọc. 85 á, chị ơi em xin lỗi nha, tại vì nó là size 16. Rồi bắt đầu qua cái hàng lửng này. Lửng 15-23 hả? Là size đại á, 15-23 các bạn. Lửng, có bầm lửng giùm em nhé. Lửng này các bạn ơi, lửng ai lấy 85.000 lửng. Lửng 85. Lửng 85 các bạn nhé, lửng 85 các bạn, lửng 85 nhìn đây, lửng 85. Lửng 85. Nam đưa hết lửng cho chị Nhung đi, nhìn thấy được đúng không? Lửng 85 cho Thu Đông, ai gì nhỉ? Cho Thúy Lê, xin lỗi. Lửng cho Thúy Lê. Các bạn nhìn em lửng 85 nha, tất cả đều là size đại hết á, 10 mấy đây. Rồi, các bạn nhìn em số 2. Số 2 85. Số 2 85 nha, size đại. Số 2 85. Số 2 85. Số 2 85. Ôi ôi. Nè, cái quần mới ghét chưa? Số 2, số 2 cho Yến DN luôn. Rồi. Có mình giùm em số 4, có mình số 4 85.000 số 4. Đẹp cực kỳ. Có mình số 4 nha, hàng này đẹp kinh khủng luôn á. Số 2 này còn nữa hả? Còn này, số 2 cho chị Yến thành phố, ok luôn. Yến thành phố luôn, ok. Số 4 đó cho chị Thanh Hoa. Số 4 chị Thanh Hoa lên đầu tiên. Rồi. Cái này là size đại nên mọi người cứ yên tâm một chút mà. Trời ơi. Còn đi nữa này. Còn gì gì? Đẩy xuống hình không? Số 4 hả? Số 4 đó cho chị Trí Nguyễn. Còn không? Trí Nguyễn. Rồi rồi rồi, rồi Trí Nguyễn. Rồi Hoa Hoàng luôn em ơi, Hoa Hoàng. Hoa Hoàng nhắn cho em thông tin nha chị Hoa ơi. Chị Hoa nhắn thông tin cho em nha. Còn không? Rồi. Còn không? Cái này này, cái này các bạn ơi, ai lấy cho mình em khóa. Cái này size đại đỉnh kinh khủng khiếp luôn. Quá chất co giãn, quá nha. Quá. Quá là Thúy Lê. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. 85.000 cho Thúy Lê, tất cả đều xe đạp. 85 cho Thúy Lê, còn không? Còn khóa không? Cái này là 79.000. 79.000, cái này size nhỏ hơn nên 79.000. 79.000 các bạn, 79 giùm em.
Con bằng 79 thì không? 79 nha, đâu nhà em làm gì đâu nhỉ? Không phải đi nhà. Mày dài đâu, đâu à? Đi này đâu? Em bỏ vô của em đi. Có cái gì này nằm đâu? Cái còn gì nữa đâu? Cái này là đi trộn này. Xin lỗi mọi người, cái này là trộn rồi. Trộn rồi các bạn. Trộn rồi. Ủa cái này có hai cái. Trộn đại nè, cái này có ri thôi. Trộn đại kiểu bạc bạc như vậy nó đang chen đấy các bạn nha. Trộn mạng yếu quá hả chị hả? Dạ, trộn ai đấy, trộn trộn là vừa lửng vừa đồ này kia, em tính cho 85 thôi, tại cái hàng này nó tới tận 100 mấy rồi. Cái hàng này hàng cồ 85 thôi nhá, trộn cho Nguyễn Nguyên 85. Trộn này cho Nguyễn Nguyên 85, được bao nhiêu cái đến chị kia ghi rõ cho Nguyễn 85. Hàng này được hết. Rồi tiếp bắt đầu qua sang 85.000 xây đại tiếp này. Ôi mẹ ơi. Trời đúng ăn chơi đúng đỉnh luôn, nó thiệt luôn á. Rồi, ai đấy cho mày em màu đỏ. Trời ơi, nó đẹp. Ôi. Đó rồi. Không biết nói là sao luôn, nó đẹp lắm luôn. Có cổ chị, nó có cổ khủng luôn á. Có cổ. Năm tấp tấp. Trả cho Yến thành phố, à, Yến Yến DN, Yến DN, chị xin lỗi. Này, thêm một cái ống loe này. Thêm một cái ống loe bé gái này, ống xuông ống loe bé gái này. 85.000 loe bé gái. Này. Gái nha, cho mình gái giùm em loe gái. 85.000 đẹp giả mà luôn. Lê gái 85. Đếp đi. Lê gái 85. Lê cho mình ghi rõ cho em Lê để không bị nhầm với cái hàng khác, tại em không nhớ nổi đâu. Lê. Lê gái ờ tí Lê lên đầu tiên. Tí Lê. Chó con cha mẹ ơi nhìn chó con kinh khủng luôn. Xanh 85. Xanh cái này là đùi, cứ hộp như vậy. Xanh. Ôi cưng. Ngoài hả? Lê gái còn một ri cho Kim Ngân. À không không, phải Kim Ngân không có. Em được ghi nào ghi chưa? Nguyễn Giang đã lấy chốt nãy giờ đâu. Xanh này cho Chí Nguyễn. Chí Nguyễn. Chí Nguyễn. Trời ơi, thêm một loe khói nữa. Trời ơi, bụi luôn. Khói, cho mình khói giùm em. Khói. Khói. 85.000 khói. Trời ơi, giả ma luôn. Khói 85. Tiếp. Khói 85. Được hai khói. Không hay khói này, khói quần. Chưa, cái này khác. Thấy chưa? Bắt đầu lên cờ đi. Khói, khói. Khói đầu tiên này, khói là chị Phạm Quỳnh Trâm. Thôi không, bây giờ nhưng mới thấy đó. Mình lên ra ơi, khói Phạm Quỳnh Trâm. Khói Phạm Quỳnh Trâm. Ôi trời ơi, hàng cổ khủng, hàng nam. Không ấy. Hàng khủng phải không? Hàng này về bán được. Trời ơi, khủng. Cái hàng này khủng hoài không được đấy ạ. Được là được mấy đi rồi ấy. Úi trời ơi là mệt em nha. Úi trời ơi là mệt à. Cái hàng này là hàng cổ khủng á. Cổ nha các bạn nha, hàng này hàng cổ. Cổ nó là size 2832, cái này là 119.000. Đây này. Cái hàng này là nó bị cao hơn này, tại vì hàng này nó không chịu sale. Cái hàng cổ này là họ không chịu sale. Nha mọi người nha. Giá là 119.000, họ không chịu sale, em năn nỉ dữ lắm thì họ sale cho chị em mình cái giá này. Mà em đạp giá xuống họ không chịu. Họ nói trời ơi năm nay tôi không có hàng để bán mà bà suốt ngày bà cứ dụ sale sale mà. Đó. Năm ngoái hàng này chị em mình nhập vào giá chỉ có là khoảng tầm hình như là 109 mà năm nay chúng ta bị mắc hơn 10.000, nhưng mà vẫn rẻ hơn quá nhiều so với thị trường hàng này. Không. Họ không chịu sale các bạn. Cái này bà Nhung bà chỉ me cái hàng này sell thôi. Mấy thương hiệu khác sell bà Nhung mà không. Mấy hàng này sell người ta em không quan tâm. Đó, mà chỉ có cái hàng này mình mới sell, mình mới quan tâm cho hàng khủng. Cái hàng này nhá. Nào, ai lấy cho mình 119, 119. Vâng, ai lấy cho mình em khủng. À không, cái này cho chị Thanh Hoa đầu tiên. Thanh Hoa. Ở nữa không? 24. 119. 119. Bo đâu ra? Từ từ tập trung vô. Thanh Hoa ơi nữa hả? Còn không? Đi như vậy luôn hả? Có 119 rồi các bạn ơi, không lấy là uổng lắm luôn. Cho Thu Lê. Thu Lê, Thùy Nga Nguyễn. Thanh Hoa, Thu Lê, Thùy Nga Nguyễn đi đấy.
1.19 rất rẻ, rẻ lắm luôn. Ồ, cái hàng này mà mọi người không lấy là tiếc. Em biết cái Thùy Nga Nguyễn còn không? Thùy Nga Nguyễn Thu Lê có chưa? Nguyễn Nguyên có rồi. Yến thành phố. Yến Nguyễn thành phố rồi, nó đẹp như thế này các bạn. Yến Nguyễn thành phố nữa hả? Ừ, cái chất mà mềm, chất zin nó mềm. Nguyễn Thư là Yên Minh đúng không? Ừ, Yên Minh. Cho chị Thanh Hoa thêm ri lên đây. Chị Thanh Hoa thêm. Có chưa? Chưa. Cho chị Thanh Hoa thêm một ri đi. Cho chị Thanh Hoa thêm. Yên Minh cho chị Thanh Hoa thêm một ri. Nguyễn Nguyên. Nguyễn Nguyên chưa có luôn. Nguyễn Nguyên. Nguyễn Nguyên. Nguyễn Nguyên có chưa? Có rồi, Nguyễn Nguyên có rồi. Rồi. Thì ngang cũng có rồi, không? Rồi ai lấy báo em nha. Bảy đi cô rồi đúng chưa? Cái này là năm nỉ. Banana có luôn, banana lấy luôn. Bây giờ mới thấy chứ làm gì có thấy đâu. Em Nguyễn rồi. Thi Anh Nguyễn luôn, chị Thi Anh Nguyễn. Một 19 size 32 đó bé, size 32 hàng cổ của nó, hàng khủng của nó. Có lấy không? Banana có lấy không? Nhanh lên để không nhung vậy qua Thi Anh Nguyễn. Thì anh Nguyễn trên này. Phải chờ, con Hoa thì anh Nguyễn rồi ha. Thì Thanh Hoa cho 5 đi 5 mờ. Có đầu 5 đi rồi đi cho Thanh Hoa luôn rồi thấy. Đấy, đây cho chị Thanh Hoa đi bùi bạn này đi. Bùi bạn này cho chị Thanh Hoa. Và làm chị Thanh Hoa được mới. Thôi đâu. Đây, 3 ghi rồi. Đấy, rồi bây giờ đem đi có 3 đúng không? 3 đi, anh nói này. Chính không ta? Qua lấy cho bỏ một tới rồi đi rồi bốn cho đồng. À, Bana không lấy. Nana bỏ đây. Nana bỏ đây. Đưa đây mình coi xem tròn. Ừ, đúng rồi. Với kia tao bỏ Thanh Hoa nó đi. Nào bỏ ra đúng không? Nguyễn Nguyên lấy cái gì? Bây giờ có một cái khóa này nữa. Thôi, bà Thanh Hoa tắt like đi bà Thanh Hoa. Được rồi đó. Đủ rồi. 5 ri rồi. Rồi, 4 rồi. Nào nó kêu được rồi đó. Đủ rồi chưa? Rồi đúng không? Cái khói ra chị cho Thanh Hoa luôn. Khói ra chị Thanh Hoa luôn. Thanh Hoa có 4 rồi đó. Bây giờ còn khói thảy ra đây thì chia cho mỗi bạn một ri. Chia cho mỗi. Đó. Ôi, nó rẻ giá ma luôn nha, quần nó mặc quần jean ở trong đó các bạn nhìn mập này mọi người, thằng khỉ này làm tao quay không kịp màn hình luôn, để các chị xin lỗi các chị nhé. Ông mập đẹp luôn chị ơi, đẹp lắm đúng không? Đó, nó mặc đó. Đẹp lắm luôn á chị ơi, nó co giãn sướng cái là nó sẽ chạy như 100 ngàn. Nó me từ nãy giờ nó ngồi nó like luôn. Trời ơi nó đẹp, nó đẹp lắm. Cái này là bạc này, cái này là bạc đó Nguyễn Nguyên. Cái hàng này là ngày hôm qua chị em mình chưa đâu, này là lấy đi. Chắc là có. Cổ cái này mà đi ra ngoài mua 200 300 ngàn đó chứ không đùa đâu. Thật đấy, mày để cho vợ chồng mày bê bối quá đi thôi. Trời ơi. Bạc cho mấy đi, bạc cho bạn Banna không? Nó mặc thùng thình vậy đó. Viên này phải mặc như vậy nó mới ngầu. À vậy hả? Em nhận được rồi hả? Còn bạc không? Hết bạc rồi. Trời ơi. Cái đó cân có khi được sao hết. Được không? Mẹ mày 75 cơ, chồng mày 75 kg nó sao vừa? Còn một ri bạc hả? Bạc cho chị Thi Anh Nguyễn. À không không, bạc cho chị Lương Hương. Cái hàng này là hàng siêu VIP cho chị Lương Hương. Hàng này VIP lắm nha. Sài Gòn chị em hàng Sài Gòn nó là BB là Hà Nội không có ai có cửa địch lại cái jean nhà này đâu ạ. Đây này. Này. Cái này cho chị gì nhỉ? Cho chị Lương Hương, cái này của chị Lương Hương. Rồi, Lương Hương. Cái gì bụi bặm ngầu ngầu này, bụi bặm này. Trời ơi nó giả ma như thế này, cuộc đời bất nhập sao. Cái này mấy ống nghiền. Cái này ống nghiền lắm chị Thanh Hoa. Bụi bặm cho Thanh Hoa. Đây ừ. Là cứ ghi là Thanh Hoa kim 5 đi luôn nhá. Sao tây nam bây giờ chị lấy cái kia xong bây giờ chị lấy tem này nè, đã muốn đi rồi giờ thêm mũ nữa nè. Ừ, rồi chị Thanh Hoa lấy tem bây giờ có một ri khói này, ai comment nhanh xuống 100 em lấy cho, còn một ri khói comment giùm em. Dạ dạ em hiểu ý chị rồi chị yêu. Nói còn bạc lấy thêm dạ. Đẹp nhau 100 đi lên trúng tủ rồi. Tí lê luôn, nói tí lê. Nào Nam, ông Nam nó đang đứng ở trong góc kia các bạn, nên bởi vậy là các bạn thông cảm nhé. Các bạn thấy không, không thấy nó đó, nhìn vậy đó chứ hàng nó kinh lắm các bạn. Nào lè lên, thấy hàng đấy cu. Nào một chân dài, một chân dài. Không, Thúy Lê, biết rồi mà đúng không? Rồi, còn đi rồi đó, 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 đó. Còn ri bạc cho chị Lương Hương luôn. Đây. Lương Hương. Bạc cho chị Lương Hương. Lương Hương.
nhận về các bạn ngất luôn các bạn, đẹp kinh khủng thôi nhá. Rồi Thanh Hoa lấy bớt đi. Thì anh Nguyễn cho anh không không chị Thanh Nguyễn là lấy khói, nhưng mà còn khói không cho chị Thanh Nguyễn. Thôi bạc nữa này. Ghét chưa? Bạc nữa này. Trời kinh khủng luôn. Ai lấy ủng hộ anh Nhung nha. Nốt luôn. Cho nốt luôn, Thanh Hoa luôn, nốt luôn. Nốt, có mà nốt này, cho chị Thanh Hoa. Nốt đẹp. Dạ. Cậu gì không lấy chị, cái hàng này nó mắc nhủi mà. Khói cho hai đi à. 119 hàng cồ khủng. Khói còn đâu? Đâu? Nốt này. Đưa đây. Trời ơi, em xin lỗi. Lương Hương chưa? Lương Hương chưa? Bạc của chị Thanh Hương, cái này là của chị Thanh Hoa. Hốt luôn. Em chưa chị. Của bạc bạc một cái của ba nam một cái Lương Hương đi chơi, Lương Hương ngay đi chơi. Thanh Hoa một cái rồi không phải đi khác mà mới thấy nam thấy sao không? Chị Thanh Hoa lấy nữa, ý là cái đó của chị Thanh Hoa lấy nữa. Đây chị Nhung con nào, cái bạc này của chị Thanh Hoa có rồi phải không? Rồi có rồi thì thôi. Rồi cái này là rách ai đâu, à, rách lấy nữa rồi. Cái này rách được bao nhiêu đi rách? Rách cho Nguyễn Nguyên. Này đó. Bạc đó cho Thu Lê luôn, bạc cho Thu Lê luôn. Bạc bị đời đi. Lấy đi, chứ Tết không có đâu. Lại phải ngồi dụ mãi đó, nhắn tin hỏi thăm, cứ lâu lâu cứ hỏi thăm sức khỏe miết thôi. Nó nói thì mẹ bà mà quan tâm gì tôi. Nè. Cho nhé. Dạ chị có rồi, Nguyễn Nguyên có rồi, chị Thanh Hoa. À cái này của đi hả? Có rồi. Chị Thanh Hoa có rồi, Vinh Nguyễn. Vinh Nguyễn. Chị Thanh Hoa có rồi, có xanh, có bạc, có đầy đủ hết. Cho Hoa Thi đi đi. Này cho Hoa Thi đi. Hoa Thi. Ừ, em lấy rồi đó Vinh Nguyễn. Không ai mặc cái đứa nhỏ nhà em thì nó ngựa lắm, nó thích mặc đồ đẹp. Thằng kia thì đang áo quần BB, áo Gucci à. Ừ, áo ấy đó, áo Gucci, áo ca sĩ nhà mình đó. Ca sĩ hả? Toàn hàng trẻ em thôi. Còn sót gì bà? Áo bà Trùm. Còn sót, áo đồng phục. Áo bà Trùm. Cho may đồng phục cho đây, chị này. Đây, áo bà Trùm. Cho hay cùng đi lượng xe đá. Chị, cô chị ơi, cái hàng này nó là cô chị Thảo Xuân ơi, không có đại nào luôn ấy. Đại hết sạch rồi, bây giờ còn cô thì Thảo Xuân có ủng hộ em không ạ? Bắt đầu lưng khóa. Kim Ngân lấy bạc đi, Kim Ngân có lấy bạc luôn không? Đó, đi bạc nó ngầu mà. Rồi, hàng đẹp đó, đen ngân. Bạc nó cho Banna. Banna. Thảo Xuân lấy đĩa uống không? Không, một cái đĩa uống thì... Đơn giản sang chảnh chưa? Rồi cái này trơn, con mần trơn nhìn em, trơn. Bạc và banana ok là trơn, con mần trơn nhìn em. Trơn, con mần trơn. Trời ơi, nó đẹp giá ma luôn, trơn. Con mần trơn nhìn em, đơn giản sang chảnh. Có em có mấy ri, nhưng em chưa được ri nào ấy. Chả nhớ, chưa có được một ri nào đâu. Rồi trơn cho chị Thảo Xuân. Trơn chị Thảo Xuân. Trơn chị Thảo Xuân. Cái gì ngầu ở trên đồ chưa lấy được ri này. Khủng khiếp luôn, trời ơi, 119 các bạn ơi, quá. Cổ khóa, 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 ôi cái quần nó đẹp. Khóa, có bằng khóa gì nữa, 119 khóa. Giá ma luôn, chưa từng thấy. Khóa, nhà mình ơi, Quảng Châu hả chị? Ôi, cô, khóa thì Thanh Hoa. Khóa thì Thanh Hoa. Thanh Hoa. Cái này là lửng hay dài ta? Cái này là lửng hay dài rồi đấy? Khó lửng hay dài đấy? Hả? Cái này của em Banna. Này cho Banna. Lửng Banna 119. Banna. Cần khóa không? Còn khóa không? Trời ơi, nó đẹp quá. Cái này là đại phải không? Nam ơi! Đúng rồi. Rồi đó. Nhưng chị người ta không thấy em cũng sao đâu. Ở đây ủng mưu, nhân viên mưu bị thấy sợ sợ. Có khóa xem. Từ từ Nam mới đang lấy hàng đại, bây giờ lên đại này. Thấy đỡ, có hơi qua đi, giờ thấy rồi. Đại chị Thảo Xuân đi này. Đại chị Thảo Xuân đi. Đang đưa body đổi rồi, thấy rồi. Không còn, bé Banana không còn. Đại 85 này.
đại 85. Đại quá, cái này đại quá 85 à, đại quá. Đại quá 85, đại quá 85. Đại quá 85, quá khóa. Cho mình khóa. Đại quá. Khói, đại khói. Cái này là đại chứ không phải là cô đó bé, đại quá là thu lê. Đại quá đó là thu lê. Khói đại, khói đại. Khói đại. Khói quá hết rồi em yêu. Em yêu ơi, khói, khói cho Ngọc Minh. Khói 85 cho Ngọc Minh. Khói 85 cho Ngọc Minh. Cái này là gì em nhỉ? Lên lên lên. Ôi trời ơi, lại cổ lại. Cái này là cổ. Đây nè. Ồ, bụi bặm rách nát nghèo nàn kinh khủng luôn. Mặc lên là đẳng cấp. Mặc lên là đẳng cấp lắm nha mọi người nha. Rồi ai lấy hàng này, hàng BB đó chị. Hàng BB đó bo. Hàng BB là hàng giả man luôn, Sài Gòn nó mắc lắm luôn á. Rồi cái này cho Bảo Bảo quận 8, Bảo Bảo 119. Hàng này các bạn đi nhập ở ngoài cao lắm. Nó cao lắm, đang rẻ hơn phải 50 ngàn, 40-50 ngàn một cái quần đó. Một ri hàng chúng ta lời được 200 ngàn mà không cần suy nghĩ hết. So với giá mà nhìn thị trường. Đây không? Và một cái khóa cổ. Khóa cổ này cho ai nhỉ? Ai dặn nhỉ? Quên rồi. Khóa cho Lê, đúng không? Đây để mở ra, ai nhanh thì được. Cái này hồi nãy là hồi nãy có một chị lấy rồi nha. Một chị khó rồi, có cái màu này nó đẳng cấp chưa? Khóa chị Kim Ngân có lấy cái này không Kim Ngân? Kim Ngân lấy nhanh không? Lấy cho một cái này. Để Kim Ngân ơi, quá. Thanh Hoa hồi nãy có này chưa? Chị Thanh Hoa có một ri rồi. Chị Thanh Hoa có một ri rồi. Rồi, cái này cho Thảo Trần. Thảo Trần, Mê Ngọc Minh. À, cái gì chị xin lỗi? Không, không Ngọc Minh, không có. Kim Ngân. Thu Lê có rồi. Thu Lê có chưa? Vậy còn kiếm khóa ra Thu Lê cái em ơi. Chị xin lỗi Ngọc Minh, tại vì do làm chị hỏi nhờ Kim Ngân rồi á. Đừng buồn nữa nhá. Là chị lỡ hỏi rồi, đây này cho bù lại cho bé Ngọc Minh cái này. Hàng khủng này. Ô cái này xin lỗi mọi người, cái hồi nãy là cồ. Em không biết đâu. Cái này là cồ. Còn cái này là khủng. Cái này là khủng, hồi nãy là cồ còn là khủng các bạn ơi. Cái này nó còn to nữa. Cái này là size 40. Size 34 438. Cái này mới là cái thằng mập nhà em vừa. Size 38 là cái size nhà em á, thằng kia là 75 kg là em phải lấy thằng này này là 88. Rộng cái gì? Mẹ nó đít nó to mà tôi nói là chưa từng thấy luôn. Mày nhìn người chồng mày nhỏ hả? Chồng mày cũng mong. Hồi nãy giờ là không có like cái này nha. Chưa like dòng khủng này nha. Em nói trước là hàng này là to nha. Ai bán được hàng to hẳn lấy. Em sợ anh Thái vừa cái đó. Thái vừa? Thái vừa không lấy được hai cái nào? Lấy số lớn nhất thì đi hai. Vợ chồng lên cái, không thích quần jean lắm. Sao mà vừa được mẹ ông trăm lẻ mấy ký hả? Cái này mất 37 rồi chị ạ. Mấy cái 40 là kiểu gì cũng được. Này 80 ký, thằng này 80 ký phải. 35 rồi. Ơi, ba có mặc quần jean không? Ba chạy xuống đây. 40 rồi, 38 rồi. Ba có mặc quần jean không? Chạy xuống đây. Lấy rồi lấy. Rồi, rồi thôi. Đang cho con ăn cơm. Anh đang cho con bú. Một 125 các bạn ơi, hàng khủng quá. 125. Trời nó giả man kinh khủng khiếp luôn các bạn ơi. Đẹp kinh khủng luôn cái con này. Khủng chị Hoa Thi. Hoa Ri hả? Đây nè, nằm đây rồi. Hoa Thi, cái hàng này các bạn bán giúp em đừng rẻ quá. 125. 125. Hoa Thi. Hoa Thi, ok Hoa Thi. Mày sai bao nhiêu? Cũng con ông đó thì anh lên kìa. Trời ơi, oh my god luôn á. Thêm đi đấy, hết tồn thôi. Cái này size 40 hả? 32-40 các bạn. Thôi, 125, trời ơi nè. Sướng chưa? Cái hàng này hiếm lắm luôn á. Không, cái này là 32-40. Cái này là size, nó là size 32-40 này. Size 32-40 á. 125, trời ơi. Bảo Bảo nè. Cho chị Thanh, còn con cho Thanh không ạ? Này con
bảo bảo cái này túi xanh bảo 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 thanh hoa luôn cho thanh hoa luôn ừ thanh hoa luôn thanh hoa thanh hoa luôn cái này của ai không chưa hoa thi có chưa cho hoa thi luôn hoa thi có chưa hoa thi luôn hoa thi luôn bé ơi tóc phun tóc bình đi cũng mới ghi hoa thi rồi đi khác. Hoa thi à cái này của Hoa Thi rồi. Bây giờ là xanh. Cái này Hoa Thi nè. Rồi, cái này là kiểu đá. Rồi, đi Hoa Thi đi. Này của ai đây? Quản lý. Hơi rách tí thôi nhưng mà nó hơi bị đỉnh. Quá đẳng cấp luôn á, cái hàng này mới chính về luôn. Trời ơi. Nhìn tôi nói là ghét không chịu nổi luôn, ghét lắm luôn. Thôi ai lấy xanh cho mình xanh nha nhé, xanh cho mình xanh. Đằng sau tí nắp xanh ở mỗi như không ngầu bụi bặm nhỉ ngầu bụi bặm cái này 70-75 ký mặc rộng rãi luôn á đã lắm xanh cho mình xanh mặc tuần thôi mặc tuần thôi mặc bao giờ nó van xin thì thôi bao giờ mà người ta xin mình tự xin mình thì có hai ngày giặt bữa hai ngày giặt bữa cái này là 119 này các bạn này 119 này size 2832 119 ai lấy con này 119 còn ri 119 còn ri Nam ơi còn gì trong đó đi đi còn gì đây cổ đây này chị Thiên Anh Nguyễn cho chị Thiên Nguyễn đi này đi chị Thiên Anh Nguyễn em chốt nếu mà không ok báo em bắt đầu lên dài nhá hả bắt đầu lên dài 119 em chốt cho chị luôn có lấy không còn không để em đẩy qua cho Thảo Trần nhanh lên ok nha chị ok không báo em liền để em đẩy qua Thảo Trần bắt đầu lên zin dài bắt đầu lên dài 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 ồ 180 120 200 cảm ơn chị Thiên Nguyễn 119 ngàn ồ cái này là 180 đến 200 á các bạn rồi này ồ, cái này mở kèm theo cái áo nữa thôi rồi 19 ngàn cái này không phải đâu ống le đó bé ơi ống le đó 119 quá rẻ luôn còn rẻ hơn hàng đẹp nhỉ này bé gái nó mặc nó nhảy TikTok trời ra vậy Olympic nó nhảy kiểu vậy đỉnh lắm mình không có khiếu về âm nhạc Nguyễn Nguyên ok Nguyễn Nguyên luôn này hay quá không mình tự chịu đi ở đây có Nguyễn Nguyên rồi thêm một em khủng nữa này chị ơi thêm một khủng 40 nữa này 125 á khủng thêm một ri khủng các tình yêu ơi thêm khủng ai lấy khủng bằng khủng đi nha khủng 125 khủng 125 size 40 này khủng này cho Nguyễn Nguyên này có nặng không mỏi tay lắm rồi đó em like nãy giờ là em mỏi tay lắm rồi đó thực sự là mỏi tay lắm trời ơi 125 dài 125 các bạn nhé dài 125 quần dốc cơ các bạn 125 dài các bạn dài cho em cái này là khó tìm lắm luôn đố tìm ừ. Mấy ông nhảy bây giờ mấy ông mê cái này lắm luôn mấy bả mê luôn 125 dài cho chị Thanh Hoa 119 khói thay đại rồi 119 quần dốc cơ như thế này 119 cho mình 119 cho em nhé 119 khói 119 hai quần dài đại nhé nhưng lung tung phải chị hả có cần bo không chị không cần bo đó dạ 119 cho Ngọc Minh bé trai hay bé gái chị ơi này cho chị khói có mình khói trưa hè ơi tối lai nhá hè ơi tối lên bộ hip hop nhá tối lên ủng hộ Nhung mới nhá khói trai ừ, dạ chị khói khói các bạn khói giùm em 119 sao bạn khói là chị Hoa Thi còn khói không khói cho chị Thảo Sơn 119 ngàn hàng nhận về miền luôn Thảo Sơn khói đâu Nam ơi tiếp bé gái khói gái bé này bé gái cái này của bé gái gái nha các bạn nha gái này là gái thay gì đấy để em coi đó rồi 85 ngàn gái
gái 85, các bạn gái 85 thì nên những gái 85 tay đại, gái 85 đại nha các bạn nhé, đại 614 đại, gái 85 luôn. Rồi các bạn nhìn cái này, các bạn nhìn gái nhé, gái đẹp kinh khủng mà, xin gái nhìn trai cho các bé đi học có 85 ngàn dạ giá mang luôn. Rồi qua lấy bò không mà rắc cơ ngầu quá, lấy cho con trai cái để con cô lớn nó đi học. Gái cho Nguyễn Hương Dung, Nguyễn Hương Dung trai 72 phải không em yêu, tí lên cho Nguyễn Chí. Cái này rocker xanh này ai đây, bo xanh thì Thảo Xuân đâu đây hả? Thảo Xuân đúng rồi, chị Thảo Xuân, chị Thảo Xuân này là size lớn, chị Thảo Xuân cái này là 119, chị Thảo Xuân là 119, hàng này là size tới tận 72 rồi. Chị Thảo Xuân 119, Thảo Xuân đại, thêm một cái thằng loe bé gái này, cũng xuông bé gái này, xuông bé gái này, xuông gái 85, xuông gái 85, xuông gái 85, đau lưng lắm rồi đấy. Bạn chợ tối nay đếch nghe lai nổi, tối nay cho tiết lùi ra. Lai jean là rất là mệt, thiệt, ngầu ờ. Gái chứ, gái, xuông gái là Kim Ngân. Có con chị ơi, Thúy hỏi Nhung gì vậy? Thúy hỏi Nhung gì vậy? Chắc để ý, Nam ơi, 72 có để ý cho chị Thúy Lê Hai đi, trang 72 em. Hả? À tức là qua giờ em dặn rồi mà kiếm chưa thấy, chưa có. Có là nó thảy vào trong bill cho em liền đó. Ê hình như 72 nay đi đâu ấy, về rồi chị. Khi mà em không thấy, chưa, đang trên lầu chăm mấy đứa nhỏ. Nhà Nhung chia làm hai phe, một phe bán hàng, một phe cho con bú. Một phe kiếm tiền, một phe chăm con. Nhà Nhung chính xác là ba phe, một phe là chăm con bú, cho con bé bú. Rồi một phe làm ô xin, chính xác là như vậy luôn, một phe làm ô xin, một phe thì kiếm tiền. Chia làm phe, rồi ví dụ như hôm nay Nhung like, mai Nhung lên làm bà vú em, rồi đó. Đại loại là phe rõ ràng như vậy, ô xin luôn chứ không phải gì hết, từ rau dọn quét chùi tất cả mọi thứ, không phân biệt ai hết, ví dụ như thế. Kể cả đàn ông đàn bà, giờ nào nhảy vô là núp cả này. Cái gì cũng phải, nhà này đàn ông phải, cái đàn ông phải quét nhà cũng phải tra bồn cầu như bình thường, không có thằng nào phân biệt này đó. Lính chủ gì cũng làm tốt. Rồi. Ai lấy cho một em cái này? 85 ngàn đó. Bấm nút cổ này kia đẹp giá mai. Size 16 cái này là 16, size 16 85 ngàn, size 16. Đẹp tuyệt vời luôn, kèm dây nịt. Kèm dây nịt nhá. Rồi. Ai lấy cho một em size 16? Có. 85 chị Yến Thành Phố. Có. Yến Thành Phố. Yến Thành Phố. Cái này đẹp lắm á. Hết rồi, nè bé ơi, size 16, 85 ngàn. Bé ơi, ôi nhện, có mình nhện, nhện, cái này đỉnh quá, cái này đỉnh lắm luôn á, nhện. 16 đi 6 nghe tốt. 16. 16 nghe tốt. Nhện, nhện, có mình nhện nhìn em, có một ri nhất nhện. Ồ nó đẹp giả mà, cái này đẹp, cái này đẹp. 66. 16. Nhện khói chị Hoa Thi. Vậy thế này cho chị 16 này cho chị gì nhỉ? Lê à không, Lê Vi của có rồi. 16 nhưng mà kho nó to mà nhìn này. Trơn ngầu chưa? À, 85 ngàn luôn á, cái này là 16 đó. Trai nhẹ đó cho chị Hoa Thi. Rồi ôi, 16 nha các bạn nha, nhìn. Hoa Thi thì máy đấy mà. Cho mình giùm em đi, cho mình giùm em xanh. Đẹp kinh khủng chiếc luôn, xanh 85 ngàn cho Nguyễn Nguyên. Ok. Nguyễn Nguyên đi máy. 6 luôn là 85 ngàn luôn, lắp cơ. Lắp cơ, trời ơi, nhìn ngầu kinh khủng luôn, lắp cơ. Sao? Lắp cơ bo ở dưới, lắp cơ mấy cái này mặc lên nhìn kết hợp vô xong rồi. Đeo đôi giày bata là đúng bài luôn, đi chơi. Hè đi chơi mặc mấy quần này nhìn vip lắm đó chứ không phải đâu. Đừng có sợ nóng, bởi vì cái jean này nó quá đỉnh và nó mát lắm. Khu nhà em đi chơi em vẫn cho mặc quần dài mà bình thường, lịch sự mà sang, đẳng cấp, nhìn đẳng cấp. Bo này cho chị Thanh Hoa, Thanh Hoa. 85 ngàn một sáu em ở bên này. Ngọc Minh ấy, nhưng Ngọc Minh thì nó có lấy rồi sao mà đúng không? Có, Ngọc Minh lấy giờ có. Hạ Ngọc Minh 16 á, ủa Ngọc Minh chưa có. Em ý là chị thấy em comment nhưng mà dưới trên dưới em thì lại là bạn cho chị Yến Nguyễn đây này. Cho em coi lên này.
Điện thoại đây, Hiến Nguyễn này. Xong mới là tới em này, thấy không? Đấy, đấy. Đấy, đấy. Thấy không? Nó nhảy khói xong mới tới chị Yến Nguyễn xong chị la lên. Nó nhảy lên cái là như tọc liền. Bo này. Bo cho ai nhỉ? Bo cho chị Thanh Hoa này. Bo này đâu? Bo 85 ngàn cho chị Thanh Hoa. Bo 85 ngàn. Còn bo. Đây là phần khói này. Khói này sai gì vậy? Khói 60 à? 16 bây giờ là không biết sai gì nữa rồi. Khói 16, khói 16, 85 ngàn. Đẹp lắm. Khói 16, 85 ngàn. Đẹp, đẹp lắm luôn. Đẹp. Nguyên nguyên lên, ok. Ê, số 1 thằng to, thằng kia. Ủa, cái nãy nhện, nãy nó còn dư đi. Dư hoài tôi không nè. Nhện quá trời nhện luôn, nhện quá trời nhện. Nhện cho Yến ta, Yến. Yến danh nghiệp. Yến N, N, D. Yến, DN. Không vừa được nhờ. Cái số 1 cho hai anh em mặc cạp. Dài quá. To quá. Số nhỏ nhất. Cái này là size 72 này. 7 17 22 17 22. Cao nha. Cái dòng này là bị cao hơn, nó rơi lên mất mấy ngàn, lý do là nó không chịu sell nha, chứ không phải là gì mọi người, nó không chịu sell cái hàng này. Cái này là size của nó là size 0772, em size 1722 dài đấy Jim. 722 á đấy, 722 á đấy, cái hàng này. 1722 á, 1722 á. 1722 cho Nguyễn Nguyên. Cái này nó bị nhảy lên là giá là của nó là 119 này, cái hàng này, cái size này nó không chịu sell luôn. Năn nỉ muốn chết luôn á. Ừ. 1722 nó size đại rồi. 119 ngàn cho Nguyễn Nguyên, viết giá cho bạn luôn. Yên tâm đi, không bao giờ nhầm các bạn đâu. Không bao giờ nhầm đâu. Và cũng không bao giờ để khách của em yêu thiệt luôn. Này, khó này. Đó. Về mấy đứa nhỏ 722 trên đi. Này, cho chị Thu Lê đi. À, cái gì nhỉ? Cái nhỏ Thúy Lê, xin lỗi Thúy Lê. Thêm một đi nữa cho Thúy Lê đây này. Thúy Lê còn không? Thúy Lê bây giờ còn không cho Thu Lê? Sai gì? Rồi. Cái nhóm size này nó lại không chịu sell, thế mới hay thiệt luôn. Kệ nó, vẫn rẻ quá nhiều rồi. Rồi cái này là thu Lê. Yên tâm nha. Tại vì cái nó không chịu sell á, chứ không phải đâu. Theo thôi bà cho tôi ít đại với cô chứ không khách tôi nó toàn nhí ở ngoài mà. Mà bây giờ hả, hàng thị trường hàng cô nó cao quá. Nó nỉ mãi thì nó cho được cái đó. Tí Lê có rồi em yêu. Tí Lê 6 luôn. Sao Nguyễn Giang bị ẩn ra? À, trong Nguyễn Giang riêng ơi. Còn khói không? Còn khói trong Nguyễn Giang. Tao sẽ lấy cái này cho con trai. Bởi vì sắp sửa đi biển. Một sáu. Quần đó là nhỏ á. Ồ. Cái này là 1685 ngàn. 1685 thế mà sáng em bảo anh sáng em thấy đổi không có. Không có thật mà. Cái đó là size 1722. Thái Mập biết chết liền. Thái Mập là đi tìm số 17 đến 12. Còn đó là 1722. Mập mà. Với lại không phải đâu. Anh nhiều việc lắm. Nhiều việc lắm luôn các bạn. Tưởng tượng đi. Một tay điện thoại, một tay bế con mà. Không thiệt. Chỉ nói thiệt. Mọi người thông cảm. Nhiều khi không phải đâu. Nguyễn Nguyên. Nhà Nhung mà không có bà vú. Nói thẳng luôn là nhà em không bà vú. Và cũng không có người giúp việc. Giúp việc về quê rồi. Nên tất cả vợ chồng con cái là nhân viên này kia là tự phải làm hết. Nên công việc thì các bạn biết là nó khối lượng nó khủng khiếp nhiều mà. Nên nhiều khi thông cảm nhé. Chết điện thoại không phải liên tục được. Anh là cũng trách dữ lắm luôn á. Cũng liên tục đó mà nhiều khi cũng bị chậm. Nhiều khi vừa bế kít vừa trách đơn đó, à, vừa nhập đơn nữa các bạn. Nên nhiều khi màu đỏ nhập thành màu đen là vậy. Còn một ri này, 16 này. Rồi gấp đôi vú. Ngoài thì lâu lâu chạy qua. Đấy, khói bàn nãy giờ em kéo khói bán. Ôi, uổng thế. Chị Hoa thì chết rồi. Bây giờ sao xả nổi. Có ngoại. Nói vậy chứ có ngoại. Ngoại thì công việc của ngoại. Nhưng mà ngoại chạy qua liên tục. Cái này kim ngân đẹp quá. Kim ngân đẹp.
không có ngoại là chết, không có ngoại là chết. Nhiều khi Nhung lu bu quá, Nhung không thể nào được cầu nữa. Này của Kim Ngân 85.000 đấy em, Kim Ngân Nguyễn Nguyên 85.000 đấy, cái này hai gì đây em, 85.000 em. Nguyễn Giang ơi, 16 đó thì nó rơi tầm 17-18 cái đổ lên, còn không? Trắng trắng đẹp lắm, trắng hai đứa kia nó mặc đẹp lắm luôn đó. Ôi trắng mà còn túi hộp các bạn nhìn. Đáng hồn 85.000 cái đầu kia nó vừa đó. Vừa vừa nhỉ? Xong cái đứa kia trai, kia ra sẵn dấu. Nhưng mà lại sợ nếu mà phải rộng là chít là hơi cứng cứng. Ừ, cái thằng đó hết thì bộ. Đây. 85.000 trắng coi như ai nhanh thì được mà, trắng Nguyễn Nguyên. Thảo chẳng thấy, thấy Thảo Thần đâu, Thảo thấy Yêm Yêu ở Nhung mà thấy Nguyễn Nguyên. Trời ơi, trắng 85.000 Nguyễn Nguyên rồi, thêm một le 85 nữa nè. Số lượng nha. Le 85. Le 85. 6, trắng 6 á. Le 85 để tụi bay không kiểm luôn, cho ngày mai ấy, nhập cái 6 cái 5. Nếu ngày mai kiểm hàng phải đến rồi. Cái này nguy hiểm lắm á. Sai một cái là chưa, le. Le cho Thúy Lê 85.000, Thúy Lê. Cái này dài cái ghim 23-28. Cái này là 119.000. Đa mặc vừa 119. 119. 119. 55. 119. 119. Khủng khiếp luôn, cái gì hàng này đẹp. 119 là Nguyễn Nguyên. Có một cái khóa này, còn một khóa. Có size 17-22 các em nha. Ok em yêu. Nhưng nhớ rồi, nhớ là phải cần nếu mà có những cái. Trời ơi. 16 luôn, trời ơi. Vip của vip luôn á, 16. Số nhỏ nhất đây các bạn này, số 1 đây này, nhỏ nhất thế này. 85.000. Cái này là số nhỏ nhất đó các bạn. Cái này là số nhỏ nhất đó. 85.000 cổ nó đẹp. Lôi kíp xuống thử cho xem vừa không. Đẹp nhờ. Trời ơi nó đẹp, giá mang 85.000. Trời ơi đẹp lắm luôn á. 85.000. Thích bằng số ký của đứa trẻ lên 3 rồi. Bảy mười hai này. 72 các bạn, size 72. Không, chị Thanh Hoa đừng buồn em nhé, có một linh nhất và bạn đó, bạn gì và vừa nãy bạn nhảy đầu tiên ấy. 72 dốc cơ 95.000 cho Nguyễn Nguyên. 95.000 cho Nguyễn Nguyên. Đúng biết không? Nguyễn Nguyên còn không? Còn vi quá. 72 dốc 85 à. 95.000. 95.000 cho Nguyễn Nguyên. Nguyễn Nguyên xin mấy anh? Có mình em 85.000, cái này là 85.000 đấy, 85.000. 85.000 tiếp đi, vui Nam ơi. À thì phải hết đây, nhưng mày ngồi trong đó. Không. Đây 72 là sao gì đó, nãy 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 Nhung mở này chưa? Đó. Còn khó cái gái này 85.000 lấy nốt đi các bạn. Chứ các bạn không bán dài thì dài gái. 85.000 dài gái nha, 85.000 dài gái. Dài gái 85. Bây giờ là 6 giờ chúng ta sẽ ngưng ở đây đi. Còn gì lạ lắm không Nam? Thôi nghỉ đi, nghỉ đi. Nghỉ lên ăn cơm xong rồi tắm rửa tối còn chiến nữa, bởi vì tối quá nhiều hàng. Đây đây lên. Đang chiến tới cô trong cái chiếc mà muốn lấy hai cái anh em nó mặc cặp với nhau. Từ nãy giờ ta đang nghe. Hình như hồi nãy có cái gì mà cặp nhỉ? Màu đỏ rồi. Đỏ Nam nhỉ? Nghỉ tối nay chị em mình chiến tiếp. Chúc các bạn buổi chiều nhiều niềm vui, ăn cơm ngon miệng và bây giờ tối nay chị em mình lên tiếp nha. Tạm biệt ạ.